Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 130. Nguyên bản cao mày Hàn Cửu Khê, thấy được tên thanh niên kia lúc đó, nhưng là không khỏi hơi sững sờ. Ngay sau đó, lại là trực tiếp vui vẻ cười to đứng lên. Ha 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 ha, các ngươi, là cảm thấy bị đánh được quá thảm, muốn chọc cười ta cười. Để cho ta tha các ngươi, ta còn tưởng rằng là người nào tới liền đâu. Một cái thái hư cảnh, vẫn là thái hư nhất tầng thiên phế vật, sẽ để cho các ngươi như thế kích động. Có phải hay không một con heo đi tới, các ngươi đều phải chúc mừng một chút à? Thái hư nhất tầng thiên, ở Thất Hàn giáo, đó là tầng dưới chót bên trong tầng dưới chót, cơ hồ muốn diệt tuyệt sinh vật à? Diệp Thần nhìn lướt qua trên đất đệ tử, nói, ngươi đánh. Hàn Cửu Khê nhìn Diệp Thần, cười được càng vui vẻ, ngươi đánh. Phế vật này, là đầu óc nước vào, dám chất vấn hắn. Tự tìm cái chết đâu. Là ta đánh, làm sao? Hắn miệt thị trước Diệp Thần nói, ngươi, cấp cho bọn họ ra mặt. Muốn khiêu chiến ta. Vừa nói, hắn đưa ra một ngón tay, nụ cười âm trầm xuống nói, đừng nói ta khi dễ ngươi, đối phó ngươi. Ta chỉ dùng một ngón tay, có được hay không? Nếu như đa dụng một cây, coi như ta thua. Phải không? Diệp Thần trong tay nắm thanh liên diệt thiên kiếm, nhìn về phía Hàn Cửu Khê bên cạnh bảng hiệu. Chữ phía trên, rất nhức mắt. Ngươi thật giống như rất thích so tài, nhưng mà, so tài quá nhiều, sẽ mệt. Diệp Thần đưa mắt, thả lại Hàn Cửu Khê trên mình. Nếu, đưa ta thần cực tông như thế phần đại lễ. Ta có thể thật tốt tốt hồi kính một phen, có phải hay không? Ví dụ như, cầm ngươi đánh tàn phế nhanh, để cho ngươi ở nhà nghỉ ngơi một chút. Hàn Cửu Khê, nụ cười đông lại một cái, màu băng lam hai tròng mắt bên trong, sát ý lăn lộn. Phế vật này, nói gì? Phải đem mình đánh tàn phế. Ha ha! Hắn quyết định, đông bể kinh mạch, hắn đã có điểm chơi chán, lần này, liền đem phế vật này. Tứ chi trực tiếp đông nát vụn chứ. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần nhưng dẫn đầu xuất thủ. Hắn quanh thân che lấp một đạo ánh sáng nhàn nhạt. Để cho Diệp Thần bất ngờ phải, cuồng võ bá chủ lại có thể lại cho mình một ít lực lượng. Hắn cũng không có yêu cầu. Hắn muốn xem mình thực lực như thế nào. Dù là hắn biết Hàn Cửu Khê rất mạnh. Hắn vậy làm xong bị thương chuẩn bị. Nhưng tông môn nhục, hắn thành tựu trưởng môn đệ tử. Phải bước ra bước này. Hắn có thể nói thần cực tông rất nhiều không phải. Nhưng tuyệt không cho phép người ngoài làm nhục thần cực tông một chữ. Cuồng võ bá chủ, ngươi vì sao cho ta lực lượng? Động thủ bây giờ, Diệp Thần trao đổi luân hồi mộ địa. Nhưng mà cuồng võ bá chủ chỉ hồi phục 9 cái chữ, ta ghét người này, chỉ như vậy mà thôi. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, không do dự nữa. Chỉ ta Lăng Tiêu. Đồ thần phá thiên. Chữ bát chân ngôn, giống như thần ma khẽ nói, đi đôi với vậy trình độ cao nhất võ ý, tràn ngập tại thần cực tông bên trong, một đạo kiếm quang, lôi cuốn vô cùng cự lực kiếm quang bỗng nhiên hiện lên, giống như vạch qua đêm tối sao rơi vậy, chém về phía Hàn Cửu Khê. Đại trưởng lão và Ngọc Chân Tử, lúc này, nhưng là hơi biến sắc mặt. Một kiếm này, lại là so Diệp Thần chém chết Hồng Diễn lúc một kiếm, mạnh hơn mấy phần à. Nói cách khác, lúc ấy, Diệp Thần còn không có suốt toàn lực. Bọn họ, cảm giác mình đầu óc, có chút không đủ dùng. Giờ khắc này, Hàn Cửu Khê trong đầu, tựa hồ có cái gì, nổ tung. Không điểm một giây sau đó, hắn kịp phản ứng, nổ tung là sợ hãi. Không có gì sánh kịp sợ hãi. Một kiếm này, lực lượng mà nói, hắn có thể chống lại. Nhưng là võ đạo ý, cực mạnh. Ở nơi này hạo nhiên võ đạo ý trước, hắn vô cùng nhỏ bé. Lúc này, hắn còn nơi nào chú ý, cái gì đứng không nhúc nhích, cái gì để cho chỉ dùng một ngón tay. Hắn thân hình điên cuồng chớp động, hướng phía sau cuồng lui đi, trong tay nhiều hơn một chuôi cổ khí băng xương chiến cái chùy, hắn hai tay nắm chặt chiến cái chùy, như nổi điên vậy hét lớn một tiếng, băng thần phụ thể. Cả người, thật là giống như thuộc về ranh giới tan rã. Không có ai biết, bị Diệp Thần toàn lực một kiếm phong tỏa, là một loại biết bao để cho người sợ hãi cảm giác. Hắn không rõ ràng, tại sao một cái thái hư nhất tầng thiên giác dưới, có thể để cho hắn như vậy sợ hãi, có thể chém ra như vậy nghịch thiên một kiếm. Hắn thậm chí,
không còn kịp suy tư nữa. Hắn chỉ biết là, nếu như mình không xuất toàn lực mà nói, nhất định sẽ chết. Băng thần phụ thể, là hắn có thể thi triển, lực lượng mạnh nhất. Vô biên dùng mình, ở chiến cái chùy bên trên hội tụ, hỗn độn năm chuyển linh lực, điên cuồng xa chuyển, thần cực tông chỗ ở đúng ngôi thần sơn bên trong nhiệt độ, cũng đang bay nhanh hạ xuống. Ngay chớp mắt, đã đến dưới mấy trăm độ, cơ hồ, tiếp cận với tuyệt đối linh độ. Trên núi thần, tuyết rơi nhiều phân bay, đúng ngôi thần sơn bề ngoài, cũng kết lên một tầng, băng thật dày tinh. Cái này băng thần phụ thể, có thể nói nghịch thiên. Càng để cho người rung động phải, vậy băng xương chiến cái chùy bên trên, lại là ngưng tụ ra một chút ánh sáng trắng. Một chút, vượt qua tuyệt đối linh độ ánh sáng trắng. Vậy ánh sáng trắng, căn bản cũng không phải là cái này thế gian có thể xuất hiện giá rét. Bất kỳ sự vật, ở chạm được cái này bạch quang nháy mắt, cũng sẽ làm đóng băng, mất đi. Nguyên bản, đối với Diệp Thần tràn đầy lòng tin mọi người, thấy vậy bạch quang ngay tức thì, nhưng đều là vô cùng khẩn trương, lo lắng. Cái này đạo bạch quang, cho dù, chạm ách trước trung kỳ siêu cấp yêu nghiệt, cũng chưa chắc có thể chính diện kích phá chứ. Cái này, mới là Hàn Cửu Khê thực lực chân chính sao. Một khắc sau, vậy đạo tựa như có thể đem thiên địa cũng chém là hư vô kiếm quang, cùng vậy đạo cực kỳ băng hàn vầng sáng trắng, va chạm nhau. Cái này hai cổ lực lượng, lẫn nhau dây dưa, vặn vẹo, mơ hồ, lại là đối với chung quanh hư không võ đạo quy luật, sinh ra một chút ảnh hưởng. Trong chốc lát, thần cực tông chỗ sơn môn, dị tượng mọc tùm, trong hư không, điện thiểm lôi minh, gió bão gầm thét, phong lôi bên trong, tất cả loại mất đi hơi thở, không ngừng tràn đầy kéo dài. Ầm một tiếng vang thật lớn, ánh sáng trắng tiêu tán, Hàn Cửu Khê trong tay băng xương chiến cái chùy bên trên, lại là hiện lên đạo đạo vết nứt, vậy vô cùng khổng lồ cự lực theo chiến cái chùy dâng lên, ngay tức thì đem Hàn Cửu Khê gan bàn tay, chấn động được rạn nứt, liền xương của cánh tay, cũng xuất hiện đạo đạo vết nứt. Vậy băng xương chiến cái chùy, giơ tay bay ra. Bất quá, đạo kiếm quang kia, cũng theo đó mất đi. Hàn Cửu Khê gương mặt bên trên, nổi lên vẻ mừng rỡ như điên, thô trọng thở hào hển. Còn sống, hắn, còn sống. Nhưng mà, một khắc sau, Hàn Cửu Khê chính là hơi sững sờ, một loại dự cảm xấu, ở trong lòng tràn ngập. Mới vừa rồi, cái đó thái hư cảnh tiểu tử đi nơi nào? Sẽ không, bị mình băng thần ánh sáng đông thành hư vô chứ? Ngay tại lúc này, Hàn Cửu Khê sắc mặt, bỗng nhiên biến đổi, chợt quay đầu, một chuôi trường kiếm màu xanh, ở hắn trước mắt nhanh chóng phóng đại. Thân hình hắn chớp động, muốn né tránh, nhưng không còn kịp rồi. Hàn Cửu Khê miễn cưỡng nâng hai tay lên, ngăn cản hướng thanh trường kiếm kia, cổ tay bên trên, đối với băng ngọc vòng tay, ánh sáng lớn thả, ngay tức thì sinh ra vô số nặng vô cùng cứng rắn huyền băng, ngăn cản hướng vậy nhìn như vô cùng xù xì, thật là, lại không thể gọi chi là linh khí trường kiếm. Có thể, những cái kia huyền băng, nhưng là trong phút chốc, bể. Đồng thời bể, còn có Hàn Cửu Khê trên cổ tay vòng ngọc, cùng với, hai cánh tay của hắn. Thật là đau à. Máu tươi điên cuồng phun trào, Hàn Cửu Khê lảo đảo lui về phía sau, hai cánh tay bị đoạn, loại đau này, đau khổ tột cùng. Khí lạnh xông ra, đem Hàn Cửu Khê vết thương đóng băng, có thể hắn lúc này, vẫn trọng thương, như thế nào còn có thể tái chiến. Hắn nhìn, trước mắt quái vật này giống vậy thái hư cảnh thanh niên, màu băng lam cặp mắt bên trong, còn dư lại chỉ có sợ hãi. Hắn há miệng một cái, muốn nhận thua, muốn cầu cứu, cũng không cùng hắn thanh âm phát ra, Diệp Thần kiếm thứ ba, đã đến. Quá nhanh, một kiếm này, rơi vào Hàn Cửu Khê trên mình, lực lượng, lại không có trực tiếp bùng nổ, mà là xông vào trong cơ thể hắn, đem hắn cả thân kinh mạch, xương cốt, máu thịt, cũng chấn thành bùn nát. Phốc, Hàn Cửu Khê khạc ra một miệng mang nội tạng máu tươi, cả người, cũng uể oải ngã xuống đất. Trên núi thần băng tuyết, tiêu tán, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người mọi người, ấm áp. Có thể giờ phút này, thần cực tông trước sơn môn một đám đệ tử, thật là, giống như là từng ngọn tượng đá à. So với bị vậy băng thần ánh sáng, đông được tay chân cứng ngắc lúc đó, càng giống như tượng đá. Ba kiếm. Chỉ dùng ba kiếm. Diệp Thần,
liền đánh bại nghiền ép một đám thần cực tông tinh anh, tu vi chạm ách bốn tầng thiên, lại có nghịch thiên cực kỳ băng thần huyết mạch Hàn Cửu Khê. Đây cũng không phải là giống vậy chạm ách bốn tầng thiên à. Cái này mẹ hắn, quá rung động, quá làm cho không người nào có thể tưởng tượng à. Nguyên bản, Diệp Thần lúc xuất hiện, bọn họ trong lòng, vậy sinh ra Diệp Thần có thể chiến thắng Hàn Cửu Khê hy vọng, dẫu sao, ma thần Diệp Thần, sáng lập vô số kỳ tích. Nhưng là, kỳ tích, cũng phân là cấp bậc à. Bọn họ nghĩ tới Diệp Thần có thể thắng, nhưng mà chưa từng nghĩ, Diệp Thần thắng được như vậy ung dung. Nói là nghiền ép, cũng không phải là quá đáng. Vậy, cũng không phải là cái gì con mèo, con chó à. Có thể Diệp Thần mình, đối với cái kết quả này, nhưng là cũng không hài lòng, hơi cau mày, ba kiếm, đối với hắn mà nói quá nhiều. Phải biết, đây chính là có cuồng võ bá chủ lực lượng gia trì ba kiếm. Võ đạo ý cực mạnh ba kiếm. Bất quá đủ để có thể gặp Hàn Cửu Khê nghịch thiên. Thần quốc, cái này loại nghịch thiên yêu nghiệt còn có nhiều ít. Diệp Thần biết, tuyệt không thiếu. Thần quốc thần bí, xa không phải mình có thể đụng chạm. Một cùng tông môn không thiếu, một các gia tộc như cũ không thiếu. Huống chi, một cùng bên trên, tất nhiên có càng thần bí, lại không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Nếu như mình, có thể đem vậy võ đạo ý cảnh, hơn hấp thu liền thành, có thể liền chỉ cần một kiếm. Nếu là, Diệp Thần ý tưởng, bị những đệ tử kia cửa biết, sợ rằng, muốn trực tiếp hộc máu đi. Ba kiếm bại thất Hàn giáo Hàn Cửu Khê, người còn ngại nhiều. Lúc này, vậy hai người cùng theo Hàn Cửu Khê mà đến người trung niên, hai mắt nhìn nhau một cái, sắc mặt đều là vô cùng khó khăn xem, thân hình động một cái, liền muốn cứu người. Nhưng mà, một khắc sau, bọn họ liền ngừng lại, không cách nào nhúc nhích. Bởi vì, Diệp Thần đem Thanh Liên Diệt Thiên Kiếm, chỉ ở Hàn Cửu Khê đỉnh đầu. Ngô đạo sư mặt hiện hoảng lên vẻ, quát lên tiểu tử. Ngươi đã thắng, còn phải làm gì? Chu đạo sư cũng là hung hãn trợn mắt nhìn Diệp Thần nói, Hàn Cửu Khê, là chúng ta Thất Hàn giáo đệ tử chân truyền, hắn chết, Thất Hàn giáo tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Diệp Thần mỉm cười nói, phải không? Không nên khích động, chỉ là thật giống như còn có chút chuyện, không có làm xong chứ. Diệp Thần nhìn lướt qua khối kia huyền băng bảng hiệu, vung tay lên, đem hấp thu vào trong lòng bàn tay, hung hăng đập một cái, đem vậy bảng hiệu, đập nát bấy. Hắn mắt nhìn xuống Hàn Cửu Khê cùng vậy đầy đất huyền băng bảng hiệu mảnh vỡ nói, ăn, hoặc là chết, ngươi chọn một. Ngô đạo sư và Chu đạo sư, sắc mặt cuồng biến, phẫn nộ quát, thằng nhóc, ngươi dám. Nói xong cũng nếu không cố hết thảy xông lên cứu người. Có thể, Diệp Thần nhưng là nhàn nhạt nói, ngươi xem ta, có dám hay không. Trong nháy mắt, Ngô đạo sư và Chu đạo sư, cả người toát ra mồ hôi lạnh. Trước mắt cái này thái hư cảnh người tuổi trẻ, lại cho bọn họ khó có thể tưởng tượng áp lực. Như vậy dửng dưng, mới là chí mạng nhất điên cuồng. Tựa như, giết Hàn Cửu Khê, ở hắn trong mắt và nghiền chết một con kiến, không có bất kỳ khác biệt. Ngô đạo sư và Chu đạo sư, không dám đánh cuộc. Không dám, và Diệp Thần đánh cuộc. Ngô đạo sư hít sâu một hơi, hướng về phía Hàn Cửu Khê mở miệng nói chín khe suối. Ăn đi. Trước giữ được tánh mạng muốn chặt. Hàn Cửu Khê con người run lên, một khắc sau, lại là thật từng cục đem vậy bảng hiệu mảnh vỡ, nuốt vào trong miệng, dùng sức, nhai. Máu tươi, từ Hàn Cửu Khê trong miệng chảy ra, từng hạt tròn răng, tiếp liền vết nứt, rụng. Hàn Cửu Khê, quả thật có băng máu thần mạch, có thể nắm trong tay băng tuyết, nhưng... hắn răng, lại không có huyền băng cứng rắn à. Cho đến cuối cùng một khối mảnh vỡ. Cũng bị Hàn Cửu Khê nuốt vào sau đó, Diệp Thần mới chậm rãi đem Thanh Liên Diệt Thiên Kiếm thu hồi. Ngô Chu hai người, hai mắt nhìn nhau một cái chớp động, liền đem Hàn Cửu Khê nắm lên, chui vào xe bay bên trên, cưỡi băng dao, thật nhanh rời đi. Bọn họ Thất Hàn giáo mặt mũi, đều đã mất hết, tự nhiên là có mau hơn, chạy mau hơn. Trên quảng trường, vang lên từng cơn hoan hô. Thần cực tông đệ tử. Đều ở đây hô to, Diệp Sư Huynh. Diệp Sư Huynh. Diệp Thần, đứng ra. Thậm chí là, mang toàn bộ thần cực tông, đứng lên. Diệp Thần đem từng viên đan dược, này vào những cái kia té xuống đất các đệ tử trong miệng.
trong tay hắn xuất hiện rất nhiều châm cứu. Châm cứu lóe lên, hoa cả mắt vậy rơi vào mọi người thân thể. Có hắn châm cứu vào cơ thể, lại phối hợp đan dược, những thứ này thần cực tông đệ tử, cho dù kinh mạch đứt đoạn, chắc có thể ở trong thời gian ngắn khôi phục. Bất quá có hai người bị thương rất nặng. Phong Lăng nghiêm túc cùng với lôi hồn Tần Ngọc Minh. Hai vị đều là thần cực tông đệ tử chân truyền, thiên phú cũng cực kỳ nghịch thiên, có thể thời khắc này thương thế nhưng là cực kỳ nặng. Có thể võ học tu vi đều phải hủy trong chốc lát. Đây đối với như vậy kiêu ngạo hai người tuyệt đối là hủy diệt đả kích. Thậm chí đối với tại thần cực tông mà nói, đều là một cơn ác mộng. Diệp Thần ánh mắt rơi vào trên hai người. Phong Lăng nghiêm túc và Tần Ngọc Minh cũng là nhìn chằm chằm Diệp Thần, ảm đạm trong mắt, có tiếc nuối, có khát vọng. Bọn họ mặc dù thấy Diệp Thần trị liệu rất nhiều thần cực tông đệ tử, nhưng bọn họ biết mình thương thế quá nặng. Dù là sư tôn cũng không nhất định có năng lực cứu chữa. Càng không cần phải nói Diệp Thần. Phong Lăng nghiêm túc chật vật đứng dậy, cả người đau đớn, Diệp Thần. Ở chỗ này cảm ơn. Thần cực tông, có ngươi, ta làm cảm thấy kiêu ngạo. Tần Ngọc Minh cũng là mở miệng nói, Diệp Thần, cảm ơn. Sau này, thần cực tông liền xin nhờ cho ngươi. Hai người thái độ cực kỳ nghiêm túc. Bọn họ là cao ngạo thiên tài. Mặc dù không tính là thần quốc đứng đầu, nhưng cũng là thượng lưu thiên tài. Có thể để cho bọn họ nói ra lời nói này, là đánh con tim bội phục Diệp Thần. Bọn họ cũng biết, bọn hắn bây giờ đã là phế nhân, có thể lại cũng không có trở thành đệ tử chân truyền tư cách. Mà ngay lúc này, Diệp Thần nhưng là cực kỳ nghiêm túc mở miệng, xin nhờ cho ta làm gì. Các ngươi lại không phải là không thể tu luyện. Thiên phú tốt như vậy. Các ngươi không dự định bước lên hỗn độn cảnh. Tần Ngọc Minh và Phong Lăng nghiêm túc đồng loạt ngẩn ra, sau đó tự giễu nói. Chúng ta đã là phế nhân, đừng nói hỗn độn cảnh, coi như thái hư sau này cũng không khả năng đạt tới. Nhưng mà, Diệp Thần nhưng là trong tay hiện lên trên trăm cây châm cứu, suy nghĩ bậy bạ gì. Có ta Diệp Thần ở đây, thần cực tông đệ tử thì không thể trở thành phế vật. Một giây kế tiếp. Trên trăm cây châm cứu đồng loạt bộc phát ra bảy màu ánh sáng. Bảy màu ánh sáng giống như một đạo cầu vồng bắn vào Tần Ngọc Minh và Phong Lăng nghiêm túc thân thể. Trăm kim run run, một đạo bảy màu trận pháp dược nhiên xuất hiện ở trên người. Một cổ cực kỳ ấm áp dòng nước ấm tràn đầy bọn họ thân thể. Sau đó, Diệp Thần từ luân hồi mộ địa lấy ra một ít thảo dược, năm ngón tay nắm chặt, ngay tức thì hóa là bột. Vô tận bột ngay tức thì ở Diệp Thần dưới sự khống chế chui vào Tần Ngọc Minh và Phong Lăng nghiêm túc thân thể. Sau đó ngón tay bắt pháp quyết, chỉ một cái phân biệt điểm vào Tần Ngọc Minh và Phong Lăng nghiêm túc ấn đường. Một đạo cổ xưa, lại màu vàng kim phù văn xuất hiện. Nếu như cẩn thận xem, đó là một cái thương. Thương cổ y thần thương. Tần Ngọc Minh và Phong Lăng nghiêm túc có chút nhốn nha nhốn nháo, hắn có thể cảm giác được quanh thân thương thế đang cấp tốc khôi phục. Vậy đã hủy căn cơ và đan điền, lại giống như tân sinh. Cái này, làm sao có thể? Hai người trợn to mắt mâu nhìn Diệp Thần. Bọn họ không biết nên nói cái gì. Diệp Thần thiên phú vũ đạo liền kinh hãi người tới trình độ cao nhất. Chẳng lẽ, y đạo thiên phú cũng là nghịch thiên cấp? Cái thế giới này thật có loại thiên tài này. Không thể tưởng tượng nổi thiên tài. Diệp Thần đứng lên, lau sạch mồ hôi trán trâu. Mở miệng nói, trễ giờ ta cho các ngươi mở một bộ thuốc, tiếp liền uống 3 ngày, hẳn có thể hết bệnh. Sẽ không ảnh hưởng các ngươi tu vi và thực lực. Bất quá, gần đây phải chú ý một chút đan điền khống chế. Thế giới yên tĩnh, ước chừng dừng lại một phút. Tần Ngọc Minh và Phong Lăng nghiêm túc mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Hai người nhìn nhau, đều là sống sót sau tai nạn vui sướng. Đối với võ giả, căn cơ và võ học chính là mệnh. Mà giờ khắc này Diệp Thần cho bọn họ cái mạng thứ hai. Hai người đồng loạt quỳ xuống, lại là cần phải ở Diệp Thần trước mặt dập đầu, lại bị Diệp Thần ngăn cản. Đều là sư huynh đệ, không cần được đại lễ như vậy. Tần Ngọc Minh và Phong Lăng nghiêm túc nhưng là trong mắt nghiêm túc, Diệp sư huynh, từ nay về sau, chúng ta mệnh bởi vì ngươi mà sống. Diệp Thần lắc đầu một cái, trực tiếp đem hai người đỡ dậy. Liền hướng một cô gái đi tới. Thiếu nữ chính là Sở Doanh. Doanh Nhi,
ngươi nhìn như vậy ta làm gì? Vậy, cái đó, Sở Doanh mặt đẹp ửng đỏ, có chút ngượng ngùng hình dáng, sau chốc lát do dự, lấy dũng khí nói, có thể hay không, theo ta đi cái địa phương, ta có mấy lời, muốn đối với ngươi nói. Đối với Sở Doanh, Diệp Thần tự nhiên sẽ không cự tuyệt, gật gật đầu nói, đi thôi. Vừa vặn, hắn ở trước đây không lâu đã để cho Cửu U Quốc đế vương thông báo sở phụ Sở Doanh sống lại tin tức. Sở phụ tuy cây ở Cửu U Quốc, nhưng là làm ăn đã làm được thần quốc, chắc hẳn mấy ngày nay, sở phụ đã liên lạc Sở Doanh. Hai người bóng người, càng lúc càng xa, rước lấy một phiến ánh mắt hâm mộ. Không chỉ có hâm mộ, còn có rất nhiều hâm mộ Sở Doanh. Diệp Thần, như vậy ưu tú thiên chi kiêu tử, người đàn bà nào, có thể cùng hắn chung một chỗ, vậy thì thật là thiên đại phúc phận à. Cùng lúc đó, trên đại điện, một phiến vui mừng đầy. Ngọc Trân Tử sờ một cái râu, ánh mắt nhìn về phía một tất cả trưởng lão, mọi người thấy thế nào? Ta đồ đệ này như thế nào? Một cái trong đó trưởng lão cau mày, do dự hồi lâu, mới mở miệng nói, Diệp Thần không hổ là thiên chi kiêu tử. Thiên phú vũ đạo quá mức nghịch thiên. Lão phu ở thần cực tông quá lâu, còn chưa gặp qua lớn mạnh như vậy đệ tử. Vượt cấp mà chiến, tên này vì sao có thể càng như thế nhiều cấp? Hắn căn cốt không tới trăm tuổi, vì sao mới vừa rồi thả ra võ đạo ý lớn mạnh như vậy và thuần hậu? Giống như cảm ngộ vạn năm vậy. Lão phu chân thực không nghĩ ra. Một mực yên lặng Đồ Lan Tâm cũng là đột nhiên mở miệng, thằng nhóc này. Ta đang chọn rút ra thi đấu lên, chưa từng gặp hắn cũng như này võ đạo ý. Dù là hắn hấp thu thần ma trì và xông qua bảy sao luyện thần các, thời gian ngắn võ đạo ý cũng không thể cường hóa đến như vậy bước. Hơn nữa, có một chút rất kỳ quái, hôm đó đối với người ma tộc và hôm nay đối với Hàn Cửu Khê, thả ra lực lượng, đều có chút xem thần quốc một người. Đồ Lan Tâm lời còn chưa nói hết, thì có mấy vị trưởng lão hai miệng đồng thanh nói, cuồng võ bá chủ. Đồ Lan Tâm gật đầu một cái, đúng là hắn, bất quá, Diệp Thần võ đạo ý lại cùng cuồng võ bá chủ lực lượng có chút khác biệt, tựa như cao cấp hơn. Rất khó miêu tả, giống như, cuồng võ bá chủ cho Diệp Thần một phần chia lực lượng, sau đó Diệp Thần đem võ đạo ý phóng thích đến mức tận cùng. Ta cũng không biết mình đang nói gì. Ngọc Trân Tử khẽ mỉm cười, nói, Lan Tim, những thứ này rất trọng yếu sao? Các ngươi có thể lưu ý một chút. Chính là mới vừa rồi Diệp Thần chữa trị rất nhiều đệ tử y thuật. Vậy y thuật, các ngươi có thể nhìn ra cái gì? Đồ Lan Tâm mắt đẹp đông lại một cái, thương cổ y thần. Ngọc Trân Tử gật đầu một cái, không sai, vậy thuật pháp chính là thương cổ y thần y thuật. Nếu như ta không đoán sai, cái này Diệp tiểu tử lai lịch thật không đơn giản. Thương cổ y thần và cuồng võ bá chủ ở thần quốc mâu thuẫn các ngươi là biết. Làm sao có thể hai người đồ xuất hiện ở trên người một người? Vậy chỉ có một khả năng, Diệp Thần là hai người học trò. Hai người thần bí mất tích, nếu như ta không đoán sai, hẳn là thuộc về Diệp Thần thế lực sau lưng. Như vậy hết thảy không phải giải thích thông. Đồ Lan Tâm vẫn là có chút cổ quái, Diệp Thần nếu có lớn như vậy bối cảnh, vậy tại sao còn phải tham gia tuyển chọn thi đấu? Ngọc Trân Tử trần chờ hồi lâu, mới nói, có thể là đại gia tộc rèn luyện đi. Bất quá hết thảy các thứ này cũng không trọng yếu chính là Diệp Thần là chúng ta thần cực tông đệ tử. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lan Tim, ngươi lần này nhưng mà là tông môn mang về một cái bảo bối à? Ha ha! Rất nhanh, đại điện bên trong, vang lên một phiến tiếng cười nói. Cố nhiên Diệp Thần trên người có rất nhiều bí mật, nhưng là cái này thật có trọng yếu không? Thần cực tông tuy là một cùng tông môn, nhưng là một cùng trong tông môn tồn tại lót đáy. Có lẽ bởi vì Diệp Thần xuất hiện, cách cục này phải cải biến. Không lâu lắm, Diệp Thần cùng Sở Doanh, liền đi tới rừng tiên tâm bên trong. Lúc này, rừng tiên tâm bên trong, một người cũng không có, cơ hồ tất cả thần cực tông đệ tử, đều bị Hàn Cửu Khê khiêu khích, hấp dẫn tới trên quảng trường, mà hiện tại tự nhiên sẽ không có cái nào mắt không mở người, đi theo tiến vào. Rừng tiên tâm cảnh sắc, rất đẹp. Diệp Thần cùng Sở Doanh, đứng ở một nơi thác nước cạnh tiểu đình bên trong. Diệp Thần cười nói, muốn nói với ta cái gì? Sở Doanh lúc này, trắng nõn mặt đẹp,
đã là lửa đỏ một phiến, cúi đầu, không dám cùng Diệp Thần đối mặt, lắp bắp nói ta. Vốn là, lấy hai người quan hệ, trong lòng biết bụng minh. Còn kém thọt phá cuối cùng một tầng giấy. Nàng biết Diệp Thần sẽ không cự tuyệt hắn. Nàng biết Diệp Thần có thể thích nàng. Nàng bản không ngại một mực như vậy kéo dài nữa, yên lặng canh giữ ở Diệp Thần bên người. Nhưng, Diệp Thần thật sự là quá ưu tú, quá nghịch thiên. Làm Sở Doanh thấy bên cạnh vô số các nữ đệ tử, ngắm nhìn Diệp Thần, lộ ra si mê vậy diễn cảm, có thậm chí liền nước miếng cũng chảy xuống lúc đó, nàng lại có chút luống cuống. Nàng rất sợ, Diệp Thần bỏ lỡ mình. Lại sợ hết thảy đều là mình ảo tưởng. Mặc dù nàng vì Diệp Thần chết qua, nhưng nếu Diệp Thần không thích mình đâu. Nàng muốn thật nghiêm túc bày tỏ một lần, xác định một lần. Nhưng lúc này, không biết tại sao, mình lại là không nói ra miệng. Nàng cho tới bây giờ, không có cùng người nói qua như vậy, từ không biết, những lời này nguyên lai khó như vậy nói ra miệng. Thật là, so hiện tại lập tức đem một môn thượng cổ tu luyện vũ kỹ đến mức tận cùng, còn muốn khó khăn. Sở Doanh, cuống cuồng được tựa như cũng muốn khóc lên. Nguyên bản cân nhắc nhìn Sở Doanh, yên lặng không nói Diệp Thần, khẽ cười lắc đầu nói, ngươi thích ta. Nếu như hắn không nói ra, có thể hai người phải ở chỗ này, đứng lên một tháng. Sở Doanh nghe vậy sững sốt một chút, ngay sau đó, tựa như gà con mổ gạo vậy, gật đầu liên tục. Diệp Thần đột nhiên đưa tay một cái, nắm ở liền Sở Doanh không Doanh nắm chặt eo nhỏ nhắn. Hắn hai tròng mắt nóng như lửa ngưng mắt nhìn Sở Doanh mắt đẹp, cười nhạt nói, ngươi nói là ngươi phải làm phụ nữ của ta. Ngươi biết cái này ý vị như thế nào không? À, ta, cái này, ngươi. Vừa mới trấn định một chút Sở Doanh, lập tức lại hoảng loạn, ngay cả tay cũng không biết đi nơi nào thả, tim điên cuồng tăng tốc độ, thật là, thì phải từ trong cổ họng đụng tới. Diệp Thần cười ha ha một tiếng, buông lỏng tay, Sở Doanh nhìn như, mặc dù cao lãnh, có thể bên trong tim lại là như vậy thanh khiết, còn như vậy chọc cười nàng, sợ rằng, thật phải đem nàng chơi hư. Sở Doanh nhẹ nhàng vỗ ngực một cái, có chút thấp thỏm nhìn Diệp Thần, hỏi, ngươi, đáp ứng. Diệp Thần ánh mắt có chút mập mờ cười nói, nếu như có người có thể cự tuyệt xem ngươi đại mỹ nhân như vậy, người kia, nhất định không phải người đàn ông. Huống chi, làm ở Cửu U quốc ngươi là ta ngăn trở một kích kia bắt đầu. Ta liền thề, cuộc đời này không chịu ngươi. Sở Doanh tiếu mặt càng đỏ hơn một phần, nàng đột nhiên hỏi, Diệp Thần, ngươi biết Khánh Thần ngày sao? Khánh Thần ngày, Diệp Thần có chút nghi ngờ hỏi, đó là cái gì? Sở Doanh nói, Khánh Thần ngày, là cả thần quốc đều phải cùng chung ngày lễ, đã từng thời đại viễn cổ, vực ngoại ma tộc xâm lược thần quốc, ý đồ chấm mút mỗi cái đại lục, thần quốc ở giữa các cường giả, cùng ma tộc kịch chiến nhiều năm. Thời điểm đó ma tộc số lượng là vô cùng khổng lồ. Mà hiện tại, chỉ có số ít ma tộc, thỉnh thoảng xâm nhập mà thôi, cái này may mà ở một trận đại chiến bên trong, nhân tộc các cường giả, lấy được nặng thắng lợi lớn, đem phần lớn ma tộc đuổi về ngoại vực. Mà Khánh Thần ngày, chính là dùng để kỷ niệm năm đó vậy trận đem ma tộc đánh lui đại chiến ngày lễ. Diệp Thần gật đầu một cái, và trái đất một ít ngày lễ, có chút tương tự. Khánh Thần ngày, qua một đoạn thời gian đã đến lúc đó dựa theo thần quốc tập tục, mọi người cũng sẽ đi thần nguyên thành chúc mừng, rất náo nhiệt, Diệp Thần, đến lúc đó, người có rảnh rỗi, có thể hay không cùng ta một hồi, ta muốn mang người đi gặp, ta ở thần quốc người thân. Diệp Thần hơi ngẩn ra, người ở thần quốc có người thân. Người không phải sanh ở Cửu U quốc sao? Đúng rồi, người phụ thân tới tìm ngươi sao? Ta lúc trở về thông báo cho người phụ thân. Sở Doanh gật đầu một cái, trước đây không lâu, phụ thân liền tới tìm ta, hắn rất kích động, mặc dù là ta tiến vào thần cực tông cảm thấy kiêu ngạo, nhưng là càng nhiều là lo âu. Hắn vì bảo vệ ta, còn mang ta gặp thần quốc người thân. Ta mới biết, ta mẫu thân lại có thể đến từ thần quốc. Mẫu thân bên kia thân thích mặc dù tiếp thu ta, cũng cùng ta có máu mủ, đối với ta cũng không sai. Nhưng mà bọn họ... Tổng cảm thấy thần quốc cô gái hẳn sớm một chút lập gia đình, mấy ngày nay không ngừng cho ta đề cử thiên tài con em, cho nên, ta muốn. Diệp Thần cười nói, dĩ nhiên có thể, coi như ngươi không nói, ta cũng phải đi gặp bọn hắn một chút. Nếu, Sở Doanh đã là hắn phụ nữ,
làm sao còn có thể để cho nàng, bị giới thiệu cho những người đàn ông khác. Sở Doanh nghe vậy, mặt đẹp bên trên, tràn đầy vui sướng, thật ra thì, nàng không có nói cho Diệp Thần, gặp nàng phụ mẫu, chỉ là một. Nàng và rất nhiều thần quốc cô gái như nhau, trong lòng thật ra thì vẫn luôn có một cái nguyện vọng, chính là và mình yêu thương người đàn ông cùng nhau, thành đôi đi ở thần nguyên thành đầu đường, chung nhau hưởng thụ khánh thần ngày náo nhiệt cùng hoạt động. Diệp Thần, vậy, ta đi về trước. Diệp Thần mang trêu ý nói, trở về. Không muốn theo ta, hồi ta chỗ ở sao? Không, không phải vậy, Sở Doanh có chút bối rối nói ta là sợ, quấy rầy ngươi tu luyện. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu nói, nhà đầu ngốc, chọc cười ngươi, ta đưa ngươi trở về. Nói thật, hắn đối với Sở Doanh, không thể nói không có khát vọng, nhưng dưới mắt trọng yếu nhất, đúng là tu luyện, tăng lên thực lực. Ngươi cái heo đầu lớn. Sở Doanh có chút xấu hổ đập Diệp Thần một chút, cũng không biết là thế nào, ở Diệp Thần trước mặt, mình thật giống như thì trở nên được đặc biệt đần. Tại sao phải nói quấy rầy tu luyện? Tại sao phải đưa ta trở về? Vốn là, hai người liền có thể. Hừ, dù sao Diệp Thần chính là một heo đầu lớn. Diệp Thần đem Sở Doanh đưa về nhà trọ sau đó, hắn lại không có lập tức trở lại mình chỗ ở, mà là, đi tới thần cực tông tàng võ các. Hắn đang cùng Hàn Cửu Khê đánh một trận sau đó, hơn nữa cuồng võ bá chủ lực lượng, hắn đối với võ đạo hiểu, có một ít tăng lên, nhưng, còn chưa đủ. Nếu là muốn nhiều hơn hấp thu vậy võ đạo ý vận mà nói, liền phải nhường võ đạo của mình cảnh giới, lại còn nơi tiến bộ. Cảnh giới võ đạo, phải như thế nào nâng cao? Tự nhiên, là hiểu vũ kỹ. Hơn nữa, là trong thần quốc, cường đại nhất một loại võ. Đồng thời, Diệp Thần đang công kích võ lên, mặc dù có lục đạo kiếm thần làm trụ cột, nhưng, trong người pháp, hồn kỹ phương diện, cũng phải tăng lên một chút. Ngọc Trân Tử, đã cho Diệp Thần, tương đương với trưởng môn quyền hạn, trong tông môn tài nguyên, hắn đều có thể tùy ý lấy dùng. Lúc này, Diệp Thần vậy không khách khí, trực tiếp đem tàng võ các bên trong, thượng cổ cấp bậc kiếm pháp, trưởng pháp, thân pháp, hồn kỹ vân. Vân, các loại võ. Cũng quét một cái sạch. Sau đó, liền quay trở về Ngọc Trân Tử phân phối cho hắn dừng chân, dưỡng chân tinh thần sau đó, liền bắt đầu đêm lấy kế ngày hiểu. Lấy hắn bây giờ cảnh giới võ đạo, cùng với thần hồn lực lượng, cho dù là thượng cổ đỉnh cấp võ, hiểu vậy không tốn nhiều ít thời gian, vốn là, chân võ ý, đối với lĩnh ngộ võ, thì có cực lớn thêm được. Thất Hàn giáo bên ngoài một tòa trên băng sơn. Một cái mang cái khăn che mặt thiếu nữ ngưng mắt nhìn gió lạnh bao phủ một tòa băng thành. Đó là Thất Hàn giáo chỗ. Mà tòa băng sơn này vừa vặn có thể vừa xem trọn vẹn. Thiếu nữ khăn che mặt tràn đầy vô tận lãnh ý. Tuyệt đẹp trong mắt, đóng chặt. Tựa như hết thảy cũng không làm nhiễu nàng thế giới. Nàng bên người còn có một đầu đen nhánh lại chân đạp ngọn lửa cự thú. Cái này cự thú chính là Ô Mang. Bất quá thời khắc này Ô Mang hiển nhiên lại lột xác rất nhiều. Ngay tại lúc này, một cái da thịt trắng nõn, nhìn như có chút dí dỏm nha đầu đi tới thiếu nữ khăn che mặt bên người, cung chủ, chúng ta muốn ở bên này chờ bao lâu? Ngụy Dĩnh trong mắt đóng chặt, Bạch Nhi, như vậy không có kiên nhẫn. Bạch Nhi quyết dậy miệng, cung chủ, còn không bằng đi tu luyện đâu, ngài nhưng mà nắm trong tay Tuyệt Hàn Đế cung hết thảy tài nguyên tu luyện. Cái này cũng không á tại nửa thần quốc tài nguyên tu luyện à. Cung chủ một người độc hưởng, hơn tu luyện, là có thể cố gắng đột phá hỗn độn à. Đến lúc đó cung chủ đủ cường đại, chúng ta là có thể tìm chủ mưu đi. Cung chủ, người tại sao cứ muốn nhúng tay Diệp Thần sự việc đâu? Mới vừa rồi ngươi ở thần cực tông bên ngoài cũng nhìn thấy, thằng nhóc kia hiện tại không được, thực lực đủ tự vệ. Ngài không cần phải xem ở linh võ đại lục như nhau. Ở thần quốc vậy khắp nơi bảo vệ hắn à. Huống chi thằng nhóc này đến hiện tại cũng không biết ngươi tốt, cũng không biết ngươi làm hết thảy. Như vậy đến nỗi vậy. Cung chủ, người bên ngoài đều nói ngài là chặt đứt thất tình lục dục nữ ma đầu, nhưng là chỉ có Bạch Nhi biết, ngài chính là một khát vọng tình yêu nha đầu ngốc. Ngụy Dĩnh đột nhiên mở mắt ra, vậy thật dài lông mi mau bên trên trải rộng chút hàn sương. Rất đẹp. Đẹp nghẹt thở. Nàng trong con người tựa như chiếu ngược một cái thế giới an tĩnh.
chỉ thuộc về nàng Ngụy Dĩnh thế giới. Ngụy Dĩnh cũng không có trách cứ Bạch Nhi như thế nói, mà là nhàn nhạt nói, Bạch Nhi, ta làm như vậy bất quá là thói quen. Trước kia có lẽ còn sẽ mong đợi, làm ta tháo xuống cái khăn che mặt một khắc kia, tên kia sẽ là dạng gì diễn cảm. Hiện tại, không sao. Từ ta bước vào Tuyệt Hàn Đế Cung bắt đầu, trên người ta chính là lưng đeo huyết hải thâm cừu. Ta lấy được hết thảy, cũng là vì vạch trần vậy rất nhiều đứng ở đỉnh núi tuyệt thế cường giả đối với thế gian che phủ bí mật. Có lẽ không phải bí mật, đây là bọn họ che mắt cở vải. Bọn họ vì ham muốn cá nhân, trà đạp một cái cao cấp tông môn tôn nghiêm, chia cắt cao cấp tông môn tài sản. Bọn họ lấy là bọn họ là cái thế giới này nắm giữ. Bọn họ hưởng thụ vậy cướp đoạt tài nguyên nơi mang tới khoái cảm. Bọn họ nói cho mọi người, vậy Tuyệt Hàn Đế Cung là mạnh ăn hiếp yếu điển hình. Ngụy Dĩnh cười, môi màu sắc, ở băng thiên trong tuyết địa nhưng như máu như nhau đỏ. Một đám ngu xuẩn nắm giữ. Bọn họ không biết, bọn họ vậy dẫn lấy là hào tài nguyên căn bản không phải Tuyệt Hàn Đế Cung bí mật. Bởi vì, Tuyệt Hàn Đế Cung chân chính bí mật che giấu ở vô số đệ tử hài cốt dưới. Là ta Ngụy Dĩnh, vẹt ra vô tận hài cốt, tay cầm cao nhất bí mật. Ta phải dùng vậy cao nhất bí mật, lên trời mà đi, đem những cái kia tham dự hết thảy các thứ này, cao cao tại thượng tồn tại, từng bước, kéo xuống hắc ám thâm uyên. Là ta chết đi Tuyệt Hàn Đế Cung người, xứng danh. Bên cạnh Ô Mang hiển nhiên là cảm thấy Ngụy Dĩnh tâm trạng, đôi chân vừa bước, quanh thân sinh ra hừng hực lửa lớn. Vậy băng sơn băng lại tan rã. Cỏ cây hồi phục, toàn bộ vách núi đều đang sinh ra cực mạnh chấn động. Ước chừng một phút sau đó, Ngụy Dĩnh hơi thở thu liếm, xoay người, đi thôi, thời gian ngắn Thất Hàn giáo không dám đối với Diệp Thần động thủ. Nếu như trước thời hạn động, vậy thì nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Bạch Nhi, chúng ta đi. 20 ngày sau đó, Thần Cực Tông ngồi xếp bằng ở bên trong phòng Diệp Thần. Quanh thân tất cả đều là tất cả loại tán loạn ngọc giản, cổ tịch, cả người cơ hồ đều phải bị chìm ngập trong đó. Lúc này Diệp Thần, hai mắt nhắm nghiền, khi thì cau mày, khi thì mỉm cười, khi thì sắc mặt ngưng trọng, khi thì mặt đầy mừng rỡ, tựa hồ, đang không ngừng suy tính cái gì. Mà quỷ dị chính là, theo Diệp Thần biểu tình biến hóa, ở sau lưng, vậy lấy vững chắc vô cùng cực phẩm cương ngọc trúc thành trên vách tường, lại là thỉnh thoảng lưu lại từng đạo vết kiếm. Vết kiếm, dấu quyền, trưởng ấn. Mà lúc này, vậy cực phẩm cương ngọc trên vách tường, lại là rậm rạp chằng chịt, bị vô số vết ấn lấp đầy. Ước chừng, có mấy triệu cái đi, tầng tầng lớp lớp. Bỗng nhiên, Diệp Thần cặp mắt, chợt mở ra, trong mắt bên trong, bộc phát ra một cổ vô cùng là chói mắt vầng sáng trắng. Một hồi tuyệt mạnh chân võ ý, phóng lên cao, toàn bộ Thần Cực Tông bên trong tất cả mọi người, lại là đồng thời, lòng có cảm giác. Vô cùng là rung động, hướng Diệp Thần chỗ ở phương hướng, nhìn một cái. Đồ Lan Tâm và Ngọc Chân Tử hai người, đồng thời sắc mặt biến đổi. Cái này, điều này sao có thể? Cái này mới qua mấy ngày à? Diệp Thần chân võ ý, tại sao lại tăng cường? Đây chính là cho dù ở chỗ đó, vậy thật khó lĩnh ngộ, tăng lên chân võ ý à? Coi như, 10.000 năm, có thể tiến về trước một bước nhỏ, cũng coi là không tệ. Có thể Diệp Thần đâu, không tới một tháng, lại tiến bộ. Hơn nữa, tiến bộ thật giống như còn không nhỏ. Đồ Lan Tâm diễn cảm, đều có chút sụp xuống. Cái này, còn có để cho người sống hay không à? Từ trước, đều là nàng, để cho nó hắn yêu nghiệt buồn rầu, bực bội, hiện tại, cuối cùng đến phiên nàng, thể nghiệm giống nhau cảm thụ. Còn như Ngọc Chân Tử, việc này vậy không biết bao lâu, chấp trưởng thần quốc một cùng đại tông. Tâm tư vô cùng trầm ổn cường giả, lúc này, trừ cười ngây ngô, vẫn là cười ngây ngô. Chỉ chốc lát sau, hơi thở thu liếm, Diệp Thần đứng dậy, nhìn một cái sau lưng cương ngọc phách tường, mang trên mặt nồng nặc vẻ mừng rỡ. Lần này bế quan, thu hoạch cực lớn. Thần Cực Tông, là thần quốc thượng lưu tông môn, cất chứa trong thần quốc các loại võ kỹ cao cấp, trừ cái này ra, Diệp Thần còn có một bộ được từ Hồng Diễn nửa bước viễn cổ võ. Bất quá tiếc nuối là cuồng võ bá chủ Đổ không thích chủ động dạy hắn. Nếu là có cuồng võ bá chủ dạy dỗ, tiến bộ có thể nhanh hơn đi. Diệp Thần mỗi lần liếc một cái luân hồi mộ địa,
cũng sẽ phát hiện luân hồi mộ địa đều là lão thương và cuồng võ bá chủ Thanh Âm. Hai người ân oán cũng bây giờ còn chưa tiêu. Có rất nhiều lần, Diệp Thần chân thực không nhìn nổi, chen miệng vào mấy câu, một cổ tuyệt mạnh võ đạo ý liền đem mình rất miễn cưỡng đánh ra. Hắn cũng cảm giác mình cái này luân hồi mộ địa đứng đầu vậy làm quá biệt khuất. Bất quá mấy ngày nay, còn có một niềm vui ngoài ý muốn. Đó chính là lục đạo kiếm thần Phong Thanh Dương. Diệp Thần một mực tò mò Phong Thanh Dương vậy chậm chạp không thi triển sáu kiếm quy nhất là cái gì khái niệm. Hắn hỏi qua Phong Thanh Dương một lần. Phong Thanh Dương chỉ trả lời một câu nói, mạnh hơn ngươi vậy thật võ ý, đó là kiếm trình độ cao nhất. Cái này 20 ngày, Diệp Thần không có tận lực đi tu hành bất kỳ một môn võ, nhưng là đã đem tìm hiểu toàn bộ võ, cũng thông hiểu đạo lý. Một trận, thì trăm thông. Rõ ràng liền vũ kỹ bản chất, tự nghĩ ra võ đều không khó khăn, huống chi là lĩnh ngộ. Lần này hiểu, để cho Diệp Thần lại tiêu hóa không thiếu vậy võ đạo ý vận. Lăng tiêu võ ý đối với thực lực hắn biên độ tăng trưởng, ước chừng tăng lên 3 lần. Hắn cảnh giới vậy được như nguyện đột phá đến Thái Hư tầng 2 thiên. Chỉ là, để cho Diệp Thần kỳ quái chính là, Thái Hư lôi kiếp vì sao còn không hạ xuống. Đây là đang nổi lên đại chiêu. Sẽ không đến lúc đó phủ xuống lôi kiếp so ách lôi còn mạnh hơn đi. Diệp Thần trong lòng có chút dự cảm xấu. Được rồi, ta cũng không quản vậy lôi kiếp lúc nào hạ xuống. Ta cũng không tin, mạnh đi nữa lôi kiếp, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn lăng tiêu võ ý. Lăng tiêu võ ý, là Diệp Thần căn cứ chạm tới từng tia chân võ ý, kết hợp với cuồng võ bá chủ võ đạo ý, nắm giữ chỉ thuộc tại võ đạo của mình ý cảnh. Hơn nữa, Diệp Thần lĩnh ngộ vẫn là võ ý bên trong, vô cùng là cao đẳng một loại. Có cái này loại cao cấp võ ý võ giả, thực lực tăng lên, là các phe tất cả mặt. Bất luận tốc độ, công kích, phát hiện sơ hở của đối phương, ý cảnh phong tỏa vân. Vân, đều có thêm được. Bất quá, càng cao đẳng võ đạo ý cảnh, muốn tiến bộ, vốn là, thì càng khó khăn. Cho dù lấy Diệp Thần thiên phú, nếu là không có 7 sao luyện thần các lưu lại vậy đạo cực hắn thuần túy võ đạo ý vật, sợ rằng, cũng phải tốn trên mấy năm, thậm chí mười mấy năm, mới có thể đạt đến cảnh giới bây giờ đi. Vậy lưu lại võ đạo ý vật, bản chất, chính là thần cực tông tiền bối đối với võ đạo lĩnh ngộ. Một người ở trên cao thời cổ phi thăng cực kỳ mạnh vị diện siêu cường giả võ đạo lĩnh ngộ à. Chỉ cần có thể hấp thu đối phương võ đạo lĩnh ngộ cơ sở, là có thể thật to tăng tốc độ Diệp Thần võ ý lớn lên tốc độ. Bất quá, để cho Diệp Thần có chút đáng tiếc là, hiện tại, hắn có thể nói, đã đem thần quốc rất nhiều võ, cũng hiểu được, đã không có gì, có thể sử dụng để đề thăng hắn võ đạo ý cảnh tài liệu, nếu như không tìm được những thứ khác cơ duyên nói, có thể muốn hấp thu còn dư lại võ đạo ý cảnh, chỉ có một cùng đợi thêm nữa. Trừ võ đạo ý cảnh tăng lên từ bên ngoài, đem tất cả loại võ, dung hợp sau đó, Diệp Thần, lại là tự chế một môn thân pháp, một môn quyền pháp, cùng với một môn hồn kỹ. Hắn đem cái này 3 môn võ, gọi chung là cực võ. Dẫu sao, vũ kỹ này, đã vượt qua hết thảy, bất quá, khoảng cách nửa bước viễn cổ, còn có từng tia chênh lệch. Theo thứ tự là, cực võ, thần chánh, cực võ, trọng quyền, cực võ, giết hồn. Diệp Thần ánh mắt không ngừng lóe lên. Nếu là ở lăng tiêu võ ý ra chỉ dưới, cực nhanh cắt chuyển cái này 3 loại cực võ kỹ, lại phối hợp Phong Thanh Dương và Ma Đế truyền thụ cho vũ kỹ, mình thực lực, lại sẽ lần nữa tăng lên. Chỉ tiếc, hết thảy các thứ này, đối với đan điền linh lực tiêu hao quá đáng sợ. Không phải vạn bất đắc dĩ, tận lực không dùng tới. Nếu không mình rất có thể rơi vào nguy cơ. Dẫu sao, không có lăng tiêu võ ý như vậy đẳng cấp võ ý ra chỉ mà nói. Coi như võ đạo hiểu mạnh hơn nữa, vậy không thể làm được xem Diệp Thần như vậy, hoàn mỹ cắt chuyển. Một khắc sau, Diệp Thần thân hình, ở bên trong phòng cực nhanh chớp động bên trong, khi thì một quyền đánh ra, ở ra quyền ngay lập tức bây giờ, lại chuyển đổi thành thần hồn công kích nháy mắt, lại là một quyền đánh ra, bỗng nhiên, lại chuyển đổi là kiếm pháp. Như thế trăng đoạn cắt chuyển, ma hợp, Diệp Thần công kích, càng ngày càng lưu loát, linh động. Nửa ngày sau, Diệp Thần lau một cái mồ hôi trên trán, trên mặt, lộ ra một nụ cười châm biếm nói, loại trình độ này,
không mượn cuồng võ bá chủ lực lượng, đối phó chảm ách bốn tầng thiên võ giả, hẳn đủ dùng chứ. Ngày hôm nay, liền luyện tới nơi này đi, đừng để cho Doanh Nhi nóng lòng chờ. Hiện tại, Diệp Thần lá bài tẩy dốc hết mà nói, thực lực tổng hợp, đã có thể so với chảm ách bốn tầng thiên cường giả. Giữ cái này tốc độ tiến bộ. Không bao lâu, Diệp Thần tên chữ, là có thể leo lên phong thần bi liền à. Quá khủng bố. Cái này mẹ hắn coi như là thật ma thần chuyển thế, cũng không có Diệp Thần như thế nghịch thiên chứ. Ngay chớp mắt, Diệp Thần thì đã đi tới Sở Doanh trước lầu túc xá, Sở Doanh đã sớm cùng ở nơi đó. Hôm nay Sở Doanh, đặc biệt ăn mặc một phen, nguyên bản trong trẻo lạnh lùng tuyệt đẹp dung nhan, tăng thêm liền một chút quyến rũ, cho dù là Diệp Thần thấy, cũng không khỏi hơi sững sờ, tâm thần chập chờn. Thật là mê người. Diệp Thần không khỏi nuốt nước miếng một cái, đi lên phía trước, cười nói, Doanh Nhi, để cho ngươi đợi lâu. Sở Doanh khẽ mỉm cười, nói, lâu như vậy mới đến. Diệp Thần sờ một cái lỗ mũi, ôm Sở Doanh eo nhỏ nhắn nói, tốt lắm, đến lúc đó, cùng ngươi thật tốt đi dạo một chút. Dứt lời, Diệp Thần lấy ra một quả cây sáo, nhẹ nhàng thổi vang, một tiếng long ngâm, vang khắp chân trời, tiếp theo. Thì có một đầu cả người đen nhánh ánh sáng miếng vảy, oai rồng 10 phần hắc giao, kéo long xa, từ trên trời hạ xuống. Xem cái này hắc giao thần thái, hoàn toàn không thể so với thất hàn giáo đầu kia băng giao kém. Cái này hắc giao tu vi, giống vậy vậy cao. Diệp Thần khẽ mỉm cười, coi như hài lòng, long xa này cũng là Ngọc Chân Tử đưa cho hắn. Cái này Ngọc Chân Tử đối với Diệp Thần là thật tốt. Đây có thể nói là vô cùng danh tác vật kiện. Tiếp theo, hai người liền ngồi thần cực tông long xa, đi thần nguyên thành đi. Diệp Thần, vốn cũng muốn mang Sở Doanh, cùng đi đi dạo một chút, giải sầu một chút, bất quá, Sở Doanh từ cùng Hàn Kiều Kiều đánh một trận sau đó, liền hơn nữa cảm nhận được mình thực lực chưa đủ, nàng chẳng ngờ luôn là bị Diệp Thần bảo vệ, cho dù không thể đuổi kịp Diệp Thần, nàng cũng không muốn kéo Diệp Thần chân sau. Cho nên, đoạn thời gian này, Sở Doanh đều liều mạng tu luyện, không muốn đi du ngoạn. Diệp Thần, cũng không có miễn cưỡng. Thần Nguyên Thành, khoảng cách thần cực tông chỗ ở núi thần, không hề coi là quá xa. Một ngày sau, Long Sa liền đáp xuống một tòa ánh đèn sáng chói, sầm uất vô cùng thành lớn bên trong. Nơi này, chính là Thần Nguyên Thành. Thần Nguyên Thành, không chỉ là chúc mừng khánh thần ngày địa điểm, vậy là cả thần quốc khu vực trung tâm. Đồng thời, cũng là thần quốc thần minh đại bản doanh. Diệp Thần Long Sa hạ xuống lúc đó, cũng là đưa tới một hồi ánh mắt khiếp sợ, dẫu sao, không phải ai đều có tư cách ngồi như vậy Long Sa. Bất quá, những người này phản ứng, cũng không coi là quá lớn. Thật ra thì, muốn tham gia khánh thần ngày, cũng không phải ai cũng có thể tham gia. Chỉ có nhất định có thân phận người, lấy được thần nguyên thành phân phát thiệp mời, mới có thể lấy được tiến vào thần nguyên thành tư cách. Bất quá, đối với Diệp Thần và Sở Doanh, như vậy đến từ một nhóm thế lực đệ tử mà nói, tự nhiên không coi vào đâu vấn đề, phân phối cho thần cực tông thiệp mời, hơn đến chưa dùng hết. Nhưng, cái này cũng có thể nói minh, thần nguyên thành bên trong, võ giả chất lượng cao biết bao nhiêu. Đi ở thần nguyên thành trên đường phố, Diệp Thần cũng là có hơi kinh ngạc. Nơi này, lại là cơ hồ xem không thấy được thái hư cảnh dưới tu võ người. Sở Doanh đối với Diệp Thần nói, ta và ông ngoại ta bọn họ cỡ tại liền thần bạc tử lầu gặp mặt, chúng ta là trước đi dạo một chút, hay là trực tiếp đi qua. Diệp Thần sau khi suy tư một hồi nói, trực tiếp đi qua đi, cùng gặp hoàn ngoại công bọn họ, đi dạo nữa cũng không muộn. Đối với Sở Doanh ngoại công, hắn vẫn rất có lễ phép, không muốn để cho trưởng bối tới trước, chờ đợi bọn họ. Rất nhanh, Diệp Thần cùng Sở Doanh, liền tới thần bạc tử lầu. Cái này thần bạc tử lầu, ngược lại cũng là vô cùng là khí phái, nhìn qua, cao vút trong mây, không biết có nhiều ít tầng, hơn nữa, dù vậy, trong tử lầu, vẫn là tiếng người ồn ào, không còn chỗ ngồi. Làm ăn vô cùng bốc lửa. Diệp Thần ánh mắt chớp mắt, Sở Doanh mẫu thân chỗ ở văn gia có thể ở chỗ này đặt thích hợp đưa, xem ra cũng không phải cái gì gia tộc bình thường. Từ gia vào tân khách khí phái, tu vi xem ra. Nếu như Diệp Thần đoán không sai mà nói, văn gia hẳn là một cái hạng ba hoặc hai các gia tộc. Lớn như vậy gia tộc ra đời, Sở Doanh mẫu thân vì sao sẽ vừa ý cửu U quốc sở phụ?
Diệp Thần có chút nhớ nhung không rõ. Bất quá muốn đến, Sở Doanh mẫu thân vậy chĩa vào rất nhiều áp lực. Như vậy gia tộc, Diệp Thần đổ cũng không phát giác được cái gì, lấy hắn bây giờ thực lực, địa vị, đừng nói là hai các gia tộc, coi như là thần quốc một các gia tộc ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không có bất kỳ sợ hãi. Diệp Thần theo Sở Doanh bước vào thần bạc trong tử lầu, cửa tiếp đãi, là một người trang điểm diêm dúa cô gái xinh đẹp, nhìn Diệp Thần, chân mày lơ đãng nhíu một cái. Thái hư tu vi, vẫn là thái hư tầng hai thiên. Loại người này, làm sao ở thần bạc tử lầu ăn nổi cơm? Thần bạc tử lầu, bưng trà đưa nước tạp dịch, đều yêu cầu thái hư ba tầng thiên trở lên. Bất quá, làm Sở Doanh lấy ra thẻ khách quý. Nói lên văn gia đặt phòng riêng dãy số sau này, vậy tiếp đãi, vẫn là lộ ra nụ cười nhà nghề, vô cùng là lễ phép dẫn hai người, đi lên lầu. Bất quá, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, nhưng mơ hồ mang cổ quái ý. Rất hiển nhiên, nàng cầm Diệp Thần làm như vậy ăn bám tiểu bạch kiểm. Hết thảy các thứ này, tự nhiên không gạt được Diệp Thần ánh mắt, nhưng, hắn không có để ý. Và một người làm, có cái gì tốt so đo? Thần bạc tử lầu, tổng cộng 990 tầng 9, tầng số càng cao, phòng riêng càng đắt tiền, vậy càng cao các loại. Văn gia đặt phòng riêng, ở thứ 900 tầng, đã, coi như là đẳng cấp cao nhất phòng VIP. Dẫu sao, sau cùng 9 tầng 19, chỉ có thể tiếp đãi một nhóm thế lực quý khách. Rất nhanh, Diệp Thần và Sở Doanh, liền tiến vào thứ 900 tầng phòng riêng. Phòng riêng bên trong, vẫn chưa có người nào. Diệp Thần nhìn lướt qua, phòng riêng trang hoàng, thiết kế vân. Vân, gật đầu một cái, rất sang trọng. Cho dù ở thần quốc, cũng coi là đứng đầu. Hắn hiện tại, ở thần cực tông chỗ ở, chính là từ thần quốc tay danh ra, cho dù Diệp Thần không có cố ý hiểu qua, ở lâu, tự nhiên cũng đúng trang hoàng, thiết kế, có nhất định năng lực giám thưởng. Không nói khác, chỉ là đất này đệm lông, dùng chính là chảm ách yêu thú gia thú. Đi ở phía trên, còn có thể cảm thấy cuồn cuộn linh khí, rót vào bên trong cơ thể, cả người, ấm áp, tựa như ngâm ở nước nóng bên trong vậy, vô cùng thoải mái, coi như không ăn cơm, ngồi ở chỗ này, đều là một loại hưởng thụ. Diệp Thần cùng Sở Doanh ở trước bàn ăn sau khi ngồi xuống, Sở Doanh có chút trù trừ nhìn Diệp Thần, mở miệng nói, Diệp Thần, mẫu thân ta chỗ ở văn gia, là hai các gia tộc, ông ngoại ta bà ngoại làm người, có thể có chút nịnh bợ. Nếu là có cái gì chỗ thất lễ. Diệp Thần cười nói, yên tâm, ta có đúng mực. Sở Doanh hạnh phúc cười một tiếng, gật đầu một cái, thành thật mà nói, hiện tại, hẳn coi như là nàng với Cao Diệp Thần. Nàng mặc dù không quan tâm ra thế những thứ này, nhưng, có một người để cho mình kiêu ngạo người đàn ông, nàng không kịp chờ đợi muốn đem Diệp Thần, giới thiệu cho ngoại công biết. Cùng lúc đó, thần quốc Viêm Huyền Sơn. Đây là thần quốc 10 cấm địa lớn bên trong một tòa. Viêm Huyền Sơn khắp nơi chảy xuôi đủ để đốt diệt thái hư, chảm ách đặc thù nham thạch nóng chảy. Nham thạch nóng chảy dưới, có rất nhiều cường giả vong hồn. Nơi này không có một ngọn cỏ. Nơi này không có một tia linh khí. Cuồng bạo nham thạch nóng chảy bên trong, còn có tất cả chảm ách cường giả cũng không phá nổi viêm thạch cuồng thú. Viêm thạch cuồng thú quanh thân đều là cứng rắn vô cùng cự linh thạch. Bọn họ mang cực cao nhiệt độ. Là khu vực này bá chủ. Bọn họ cắn nuốt quá nhiều võ giả. Mà lúc này, nham thạch nóng chảy bên trong, nguyên bản rậm rạp chằng chịt viêm thạch cuồng thú, lại chỉ còn lại mấy trăm đầu. Mấu chốt cái này mấy trăm đầu, lại trong mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Tựa hồ đang sợ cái gì? Đột nhiên. Vậy đủ để tiêu diệt chảm ách võ giả nham thạch nóng chảy trào động. Nham thạch nóng chảy bên trong, xuất hiện một cái vòng xoáy to lớn. Vòng xoáy bên trong đột nhiên vang lên từng trận tiếng trầm thấp. Chớp mắt kiếm, vòng xoáy bên trong lại lao ra một cái to lớn nam tử. Nam tử quanh thân phân bố đáng sợ ngọn lửa xăm. Hắn thật giống như một đoàn ngọn lửa. Một đoàn không cách nào mất đi ngọn lửa. Nam tử phóng lên cao. Rồi sau đó đột nhiên hạ xuống. Một quyền trực tiếp nện ở một đầu viêm thạch cuồng thú trên thân hình. Đây chính là chí cương thuộc tính cự linh thạch. Chảm ách võ giả đụng chạm, lực phản chấn vậy đủ để bóp chết mình à. Nhưng mà, làm quả đấm đụng chạm.
vậy viêm thạch cuồng thú lại vỡ vụn, thậm chí hóa là bột. Cái này là dạng gì rất lực? Nam tử vui vẻ cười to, căn bản không có thu lực. Quả đấm xuyên qua bột, đập vào cuồng bạo nham thạch nóng chảy bên trong. Nháy mắt tức thì, tung lên vạn đạo sóng gió kinh hoàng. Ầm, phịch, phịch. Mỏ bão tố bên trong, nam tử từng quyền vung ra. Vậy còn sót lại mấy trăm đầu viêm thạch cuồng thú toàn bộ hủy diệt. Phải biết, thần quốc trên lịch sử, viêm huyền sơn lên viêm thạch cuồng thú, ghi lại số lượng có 878-50.000 đầu. Cái này ở viêm huyền sơn, cơ hồ không có khắc tình yêu thú. Giờ phút này, lại bị cái đó nam tử hủy diệt. Nam tử cả người phun trào ra quỷ dị sóng gợn, quang khí tức cũng có chút kinh người. Hắn hai đầu gối cong, đột nhiên bùng nổ. Cả người bay lên trời, ngay tức thì đi tới một ngọn núi đỉnh. Đỉnh núi bên trong, một cái ghế mây, một cái ông già ung dung uống rượu. Nam tử hai quả đấm nắm chặt, sắt thép vẫy bắp thịt bộc phát ra hùng hậu sát ý, vĩnh lão, ngươi để cho ta diệt viêm thạch cuồng thú nhiệm vụ, ta hoàn thành. Đám này da thô thịt dày người, thật chịu đựng đánh. Khá tốt ta có càn khôn tộc huyết mạch. Ta hoàn thành nhiệm vụ, là không phải có thể đi tìm đại ca. Ngươi nói đại ca ở thần cực tông, ta vậy thì đi thần cực tông. Vĩnh Hằng Thánh Vương duỗi người, nhìn một cái viêm khôn, giếng cổ không dao động tròng mắt hơi khiếp sợ. Nhưng khiếp sợ rất nhanh liền biến mất, hắn liếc một cái nam tử, nói, viêm khôn, còn chưa đủ. Viêm khôn có chút nổi nóng, ta lực lượng bây giờ, còn chưa đủ. Thật chẳng lẽ muốn ta một quyền tan vỡ hỗn độn cảnh thời điểm, mới có thể đi tìm đại ca. Ngươi chơi ta đâu? Ta không làm, ta phải đi tìm đại ca. Vĩnh Hằng Thánh Vương con ngươi híp lại, gật đầu một cái, như vậy tốt nhất. Đại ca ngươi đối mặt kẻ địch cũng không phải là giống vậy tồn tại. Tạm không nói những cái kia phía sau màn điều khiển vô số người sinh tử tồn tại, dưới mắt, vậy 49 vị trảm ách đỉnh phong cường giả nhân quả trận pháp, chính là lớn cướp. Ngươi dưới mắt thực lực, quả thật còn chưa đủ. Viêm khôn mặt mũi sát ý nổi lên. Đại ca ta thành tựu luân hồi đứng đầu, hơn nữa ta cái này càn khôn thần tộc người cuối cùng, con chó kia dám thiên đạo cung coi là một mao, ta một quyền nổ. Vĩnh Hằng Thánh Vương lắc đầu một cái, một quyền nổ. Ngươi cũng quá xem nhẹ thiên đạo cung. Nếu ngươi cảm giác được mình thực lực đủ, vậy ta hôm nay liền mạo hiểm mang ngươi đi một chuyến thiên đạo cung, để cho ngươi rõ ràng chính ngươi còn thiếu nhiều ít. Đó là trời và đất chênh lệch. Viêm khôn trong mắt thoáng qua một chút do dự, cuối cùng nhưng lại vô cùng kiên quyết, hắn quanh thân lại xông ra từng đạo ngọn lửa. Đây là càn khôn nhất tộc cùng bẩm sinh tới ngọn lửa. Càn khôn lửa. Vì đại ca, đi thì đi. Dù sao bất kể như thế nào, bọn họ cũng giết không chết ta. Vĩnh Hằng Thánh Vương trong mắt chớp động, lẩm bẩm nói, có lẽ dưới mắt, dùng ngươi tới đánh loạn Hiên Viên Mạc Tà trận cước, ngược lại không tệ. Qua nửa giờ sau đó, ngoài cửa, liền truyền đến một loạt tiếng bước chân, cùng với một cái hào sảng thanh âm. Ha ha ha, chúng ta doanh nhi nhưng mà thần cực tông đệ tử, là chúng ta văn gia kiêu ngạo. Cửa, xuất hiện bốn người, hai nam, hai cô gái. Diệp Thần ánh mắt, từ bốn người trên mặt quét qua, vậy hai người quần áo trang sức sang trọng hoa lệ, cả người, cũng tiết lộ ra một cổ quý khí cụ già, chắc hẳn chính là sở doanh ngoại công bà ngoại. Mà đi theo phía sau hai người một cô gái, dung mạo nhìn như cùng sở doanh có mấy phần tương tự, vậy coi như nghiêng nước nghiêng thành người đẹp, nhưng là, và sở doanh một so, liền kém xa. Nếu là lấy Diệp Thần ánh mắt, tới chấm điểm, miễn cưỡng có thể được cái 7 phân đi, mà người phụ nữ kia lúc này, đang kéo một người cả người quần áo trắng, cặp mắt hiệp dài, nhìn như nho nhã trẻ tuổi nam tử. Tên kia nói chuyện cụ già, dĩ nhiên chính là sở doanh ngoại công. Văn Mỗi gia chủ Văn Thiên Thạch, tu vi khủng bố như vậy. Đứng ở hắn bên cạnh, tên kia mang tang thương và khí chất người phụ nữ, chính là sở doanh ngoại bà Lý Su Su. Cùng sở doanh dung mạo có mấy phần tương tự, là sở doanh biểu tỷ Văn Hân. Văn Hân không chỉ là dung mạo, không sánh bằng sở doanh, tu võ thiên phú, cũng không bằng sở doanh. Sở doanh bây giờ tu vi, đã đạt đến thái hư hậu kỳ, mà Văn Hân, bất quá mới vừa đột phá thái hư, hơi thở. Còn có chút không yên, nhìn như, giống như là mượn ngoại lực. Còn như vậy nho nhã nam tử, chính là Văn Hân gần đây đính hôn đối tượng,
tên là Vũ Phong Trước. Diệp Thần ánh mắt quét qua mọi người, ở Vũ Phong Trước trên mình, hơn dừng lại chốc lát, ánh mắt nhỏ tránh. Cái này Vũ Phong Trước, tuổi tác vẫn chưa tới 100 tuổi, tu vi, bất ngờ đã đạt đến chảm ách. Dù là đạt ở thần cực tông vậy coi là lần trước Phương Yêu Nghiệt. Văn Hân ánh mắt rơi vào muội muội trên mình, mắt đẹp bên trong, lóe lên một chút ghen tị. Nàng không tiếc sử dụng đan dược, để cho mình tu võ căn cơ chịu ảnh hưởng, cũng phải miễn cưỡng tăng lên tu vi, có thể quay đầu lại, vẫn bị mình cái này đột nhiên xuất hiện muội muội bỏ rơi như thế nhiều. Tại sao, từ nhỏ đến lớn, mình ở gia tộc cũng coi là ưu tú. Mà trước đó không lâu, người phụ nữ này xuất hiện, nhưng tước đoạt nàng hết thảy vinh dự. Mấy ngày nay, người nhà tán thưởng vĩnh viễn là muội muội mình. Bất quá, nàng rất nhanh, liền lại nghĩ tới điều gì, bình tĩnh lại, kéo Vũ Phong Trước tay, chặt hơn một phần. Ngoại công, ngoại bà, tỷ tỷ, Sở Doanh vậy thật cao hứng, dẫu sao ở nơi này nước lạ tha hương, có thể thấy huyết mạch của mình người thân. Diệp Thần cũng là đứng dậy, hướng về phía mấy người, rất có lễ phép hành lễ nói, ngoại công, ngoại bà, muội muội, còn có vị huynh đài này, các ngươi tốt, tại hạ Diệp Thần. Diệp Thần đem Sở Doanh coi thành người phụ nữ mình, tự nhiên muốn theo Sở Doanh gọi. Soạt một tiếng, mọi người ánh mắt đều tập trung vào Diệp Thần trên mình, Văn Hân đôi mi thanh tú một nhăn mày, khẽ hừ một tiếng, không để ý tới sẽ, Vũ Phong Trước cũng là sắc mặt nhàn nhạt, yên lặng không nói, chỉ có Sở Doanh ngoại bà Lý Xu Xu hướng về phía Diệp Thần khẽ mỉm cười nói, ngươi khỏe. Văn Thiên Thạch lại là trực tiếp hướng về phía Sở Doanh cau mày nói, Doanh Nhi, hắn là ai? Ngươi làm sao tùy tiện mang một cái thái hư cảnh tiểu tử, tới chỗ như vậy? Ngươi phải biết ngươi là văn gia người, theo liền dẫn người đàn ông ra vào loại trường hợp này, nếu là chuyện xảy ra cái gì nói bóng nói gió, ảnh hưởng ngươi danh tiếng, làm thế nào? Vừa nói, hắn còn chỉ Văn Hân bên cạnh Vũ Phong Trước nói, ngươi coi như phải dẫn, cũng phải xem Hân Nhi như nhau. Mang Phong Trước như vậy thanh niên tài tuấn mới là à? Ngươi làm sao mang theo cái người như vậy tới? Cái này thần bạc tửu lầu bưng trà đưa nước, cũng so hắn tu vi cao. Văn Hân nghe vậy, kiêu ngạo hất cằm lên, khoe khoang tựa như đối với Sở Doanh cười nói, muội muội, ta còn không có cho ngươi giới thiệu qua đi, bên người ta vị này, là ngươi tỷ phu, một nhóm thế lực quỷ kiếm cửa đệ tử chân truyền, Vũ Phong Trước, tới đây, cho tỷ phu ngươi hỏi thăm sức khỏe. Nàng lúc nói chuyện, trên mặt tất cả đều là nụ cười, nàng thừa nhận, mình dung mạo, thiên phú, quả thật cũng không bằng cô em gái này, nhưng là, nàng vậy không cần, không phải sao. Nàng, dù sao cũng là một người phụ nữ cả đời này, trọng yếu nhất, không phải là tìm ra một cái tốt đàn ông sao. Nàng cả đời này, lớn nhất thành tựu, chính là bắt được Vũ Phong Trước. Bằng vào một điểm này. Nàng liền hoàn toàn thắng nàng cô em gái này. Chẳng lẽ, Sở Doanh vậy có thể tìm được xem Vũ Phong Trước người đàn ông ưu tú như vậy? Ha ha, em gái mình cái đó trong trẻo lạnh lùng tính cách, ngay cả tay cũng không để cho một cái sờ, có cái người đàn ông nào sẽ thích? Lớn lên đẹp, thì có ích lợi gì? Ở Văn Hân trong mắt, Sở Doanh chính là buồn nôn, cố làm thanh cao. Mà lúc này Sở Doanh, nguyên bản còn mang nụ cười mặt đẹp. Nhưng là hoàn toàn âm trầm xuống. Nàng mang mình người đàn ông, đi nơi nào, còn cần cố kỵ cái gì nói bóng nói gió sao? Nàng mang mình người đàn ông, có cái gì đáng mất mặt sao? Quỷ kiếm cửa chân truyền, Vũ Phong Trước, thoạt nhìn là rất ưu tú, bất quá, so với Diệp Thần, coi là cái gì? Dựa vào cái gì, nói Diệp Thần, không bằng hắn. Nàng không thích, có người ở nàng trước mặt nói Diệp Thần nói xấu. Coi như là nàng ngoại công, cũng không được. Diệp Thần, chính là nàng nghịch lân. Sở Doanh, không để ý tới sẽ Văn Hân, mà là đứng dậy, mặt không thay đổi nhìn Văn Thiên Thạch nói, ngoại công, mời ngươi hướng Diệp Thần nói xin lỗi, bởi vì Diệp Thần là người đàn ông của ta. Lời vừa nói ra, toàn bộ thần bạc tửu lầu, tựa như cũng lâm vào tĩnh mịch bên trong. Văn Thiên Thạch khó có thể tin nhìn ngoại tôn nữ của mình. Gần đây khôn khéo Sở Doanh, lại chống đối mình. Mặc dù hắn và Sở Doanh gặp mặt không có quá lâu, nhưng là đoạn thời gian này sống chung xuống, hắn biết Sở Doanh có tri thức hiểu lễ nghĩa, rất là khôn khéo, càng không có chống đối qua mình một lần à. Chớ nói chi là,
để cho mình nói xin lỗi. Hiện tại, lại vì một cái thái hư cảnh tiểu tử, chống đối trưởng bối. Hơn nữa, Doanh Nhi nàng nói cái gì? Nàng nói, cái phế vật này là nàng người đàn ông. Trong nháy mắt, Văn Thiên Thạch dẫn râu tóc dựng lên, đôi mắt bên trong, lửa cháy mạnh đằng đằng, trợn mắt nhìn Diệp Thần, đều phải nhỏ máu. Cuồng bạo linh lực, vô hạn nóng nảy, chung quanh hư không, ở Văn Thiên Thạch lửa giận dưới, tựa như cũng bị đốt, bắt đầu không ngừng vặn vẹo. Hắn cơ hồ đều muốn không nhịn được, trực tiếp đem Diệp Thần tiêu diệt. Mà Văn Hân nghe vậy, cũng là sững sờ, một khắc sau, trong mắt của nàng bên trong, hiện ra sóng biển vậy cười nhạo cùng châm chọc ý, nàng biết, Sở Doanh không thể nào tìm được Vũ Phong trước người đàn ông ưu tú như vậy, nhưng, trực tiếp tìm cái phế vật. Cái này, vậy buồn cười quá chứ. Nàng đang ôm bụng, một bên cười, một bên đưa ra một cái tay, chỉ Diệp Thần nói, muội muội à, ta em gái ngoan, đây chính là ngươi tìm người đàn ông ánh mắt. Đây cũng quá xong chưa? Lớn lên ngược lại không tệ, nhưng mà à, người đàn ông, là phải xem thực lực, ngươi hiểu không? Ngươi là ở thần bạc tửu lầu trong phòng bếp, tìm một trợ thủ rác dưới sao? Vẫn là kéo cái bưng trà đưa nước phục vụ viên, liền tiến vào. Nha, thật xin lỗi, ta quên, thần bạc tửu lầu, coi như là phục vụ viên, cũng không có loại cảnh giới này người. Sở Doanh, hoàn toàn nổi giận. Nàng vốn là muốn thật tốt, cầm Diệp Thần giới thiệu cho bên trong nhà nàng người à. Nàng mặc dù, biết người nhà của mình tương đối nịnh bợ, có thể mình dẫu sao là huyết mạch của bọn họ người thân à, có thể bọn họ, liền như vậy đối đãi với mình, mang tới quý khách sao. Ngay cả một để cho nàng giới thiệu một chút Diệp Thần cơ hội, cũng không cho sao. Huống chi, không để ý tới Diệp Thần thăm hỏi sức khỏe, cũng được đi, còn nếu như vậy giễu cợt, làm nhục nàng người đàn ông. Nàng, không chịu nổi. Nếu là nàng sớm biết, người Văn gia sẽ như thế đối đãi Diệp Thần mà nói, nàng tuyệt sẽ không, mang Diệp Thần tới đây. Một khắc sau, Sở Doanh cổ tay một chuyển, lại là trực tiếp nắm một thanh trường kiếm, kiếm ý bung ra, nhắm thẳng vào Văn Hân, lạnh lùng nói, tỷ tỷ. Ngươi nếu như lại đối với người đàn ông của ta như vậy thất lễ, đừng trách ta, không để ý tỉ muội tình cảm. Cả nhà mọi người, lại là sững sốt một chút. Bọn họ, nằm mơ vậy không nghĩ tới, Sở Doanh sẽ vì Diệp Thần, trực tiếp đối với tỷ tỷ rút kiếm à. Doanh Nhi, ngươi điên rồi sao? Văn Thiên Thạch tức giận cả người run rẩy, thằng nhóc này là cho mình cháu gái, đổ cái gì mê hồn canh sao? Lại để cho nàng biến thành cái bộ dáng này. Ngay tại bầu không khí, có chút khẩn trương thời điểm, Diệp Thần đột nhiên đưa tay ra, đem Sở Doanh trường kiếm đè xuống. Hắn nhàn nhạt nói, nếu các vị không hoan nghênh ta, vậy tại hạ liền không quấy rầy. Người Văn gia, là Sở Doanh người nhà, hắn có thể cho đối phương mặt. Nhưng là, nếu là đối phương không muốn, vậy, Diệp Thần cũng không tốt phụng bồi đi xuống. Hắn, cho tới bây giờ không có nhẫn nhục chịu đựng thói quen. Nếu không phải Văn Hân là Sở Doanh tỷ tỷ, hắn đã sớm một cái tát đánh tới. Dứt lời, Diệp Thần thân hình động một cái, liền muốn đi ra ngoài cửa. Sở Doanh lúc này, nhưng thật luống cuống, nàng liền vội vàng nắm được Diệp Thần tay, mắt to ủy khuất nhìn Diệp Thần, khóc như mưa dáng vẻ, nhỏ giọng nói, Diệp Thần. Diệp Thần khẽ mỉm cười, sờ một cái Sở Doanh đầu nói, nhà đầu ngốc, ngươi là ngươi, người nhà ngươi, là người nhà ngươi. Ta phân rõ. Vậy, ta cùng ngươi cùng đi. Diệp Thần lắc đầu nói, bồi bồi người nhà đi, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Hắn biết, Sở Doanh, rất lâu không gặp người trong nhà, mặc dù bởi vì mình, nháo được không vui mau, nhưng, bỏ mặc những người này đối đãi mình, là thái độ gì, bọn họ vẫn là Sở Doanh người nhà, nên cùng, vẫn là phải cùng. Nhưng vào lúc này, một bóng người chớp mắt, chắn Diệp Thần trước người. Diệp Thần nhàn nhạt nhìn đứng ở trước mặt mình, hai tay thuộc lòng, sắc mặt lãnh ngạo nam tử. Người này, chính là Quỷ Đao môn đệ tử chân truyền, Vũ Phong trước. Vũ Phong trước liếc mắt một cái Diệp Thần, lạnh lùng nói, để cho ngươi đi rồi chưa? Ngươi liền đi, cho Hân Nhi nói xin lỗi. Cho Văn Hân nói xin lỗi. Văn Hân làm nhục mình không có ra tay, đã coi như là cho đủ Văn gia mặt mũi, còn muốn hắn Diệp Thần, nói xin lỗi. Trong nháy mắt, Diệp Thần sắc mặt, vậy âm hàn liền xuống.
cười lạnh nói xin lỗi. Ta tại sao, phải nói xin lỗi? Vũ Phong trước cặp mắt nhỏ dài bên trong, thoáng qua một đạo lãnh ý, kêu ngươi nói xin lỗi, liền nói áy náy, một cái rác dưới, còn nói nhảm nhiều như vậy. Là không muốn sống. Hắn vừa vào cửa, liền xem Diệp Thần không vừa mắt, một cái thái hư cảnh con kiến hôi, không có ăn nói khép nép và mình nói chuyện, còn đúng mực dáng vẻ. Còn mẹ hắn có cốt khí. Cốt khí là một tên phế vật hẳn có sao. Phế vật nên nằm trên đất, liếm cường giả dày. Bất quá, hắn nhìn về phía Sở Doanh lúc đó, hai tròng mắt bên trong, mơ hồ thoáng qua vẻ tham lam, Sở Doanh, thật đẹp. So Văn Hân, muốn thêm đẹp rất nhiều, tỉ muội hoa ăn suốt, cũng không tệ, không phải sao. Cho nên, hắn hiện tại còn không muốn cho Sở Doanh, lưu lại quá kém ấn tượng. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói, nếu không phải bởi vì ngươi, Doanh Nhi, há sẽ đối với chị mình, đao kiếm mặt đối mặt. Ngươi không biết mình đã làm sai điều gì sao? Kêu ngươi nói xin lỗi, đã là nhẹ, vốn là, hẳn gọi ngươi quỳ xuống, xem ở Doanh Nhi mặt mũi, miễn. Sở Doanh nghe vậy, khí được đều phải run rẩy, bất quá, ngay tại nàng phải nói lúc đó, Diệp Thần mở miệng trước. Hắn ngưng mắt nhìn Vũ Phong trước, đột nhiên nghĩ tới Hoa Hạ một câu nói, cười nói, ngu xuẩn. Đây là ta quê quán nói, nghe hiểu không? Tĩnh mịch. Toàn bộ phòng riêng, cũng lâm vào một hồi tĩnh mịch. Tất cả mọi người, thậm chí liền Sở Doanh cũng không nghĩ tới, Diệp Thần sẽ thẳng như vậy tiếp, như thế đột nhiên, ngay trước Văn gia mặt của mọi người, trực tiếp nhục mạ Vũ Phong trước à. Cái này so với Văn Hân, đối với Diệp Thần làm nhục tính, còn muốn mạnh hơn 10 lần à. Vũ Phong trước, tạm thời cũng không có phản ứng kịp, theo bản năng hỏi một câu, người nói gì sao? Diệp Thần cười híp mắt nhìn Vũ Phong trước nói, ngu xuẩn. Quá làm nhục, trắng trợn làm nhục. Văn Thiên Thạch, đều có chút trợn tròn mắt, thằng nhóc này là tự tìm cái chết tìm ghiền sao? Xem thường Vũ Phong trước thực lực, vậy cũng hẳn nghe hiểu được tiếng người chứ? Không nghe được, Văn Hân nói Vũ Phong trước thân phận sao? Vẫn là, đầu óc có vấn đề, tiếng người cũng nghe không hiểu. Loại người này tại sao phân phối lên thần cực tông Sở Doanh? Mà Vũ Phong trước, lúc này, hai tròng mắt bên trong, đã là đỏ tươi một phiến, trán gân xanh cuồng loạn, khí được đều phải nhập ma. Hắn Vũ Phong trước, là quỷ đao môn đệ tử chân truyền à. Ở trên đao đạo, thiên phú, có thể nói tươi đẹp vạn cổ. Cho dù là quỷ đao môn một loại trưởng lão, trưởng môn, đối đãi hắn, đều là yêu thích có thừa, lúc nào, bị người như vậy làm nhục qua. Chớ nói chi là bị một cái thái hư cảnh phế vật à. Hiện tại, hắn đầu óc bên trong, chỉ còn lại một cái ý nghĩ. Giết Diệp Thần. Một khắc sau, ầm một tiếng vang thật lớn, vô cùng cường hãn âm sát khí, từ Vũ Phong trước trên mình, khoách tán ra, trong tay hắn, nắm một chuôi đỏ tươi như máu, cán đao chỗ, chạm trổ một cái đầu quỷ, thân đao bên trên vô số màu máu đường vân không ngừng lóe lên, tựa như tim đập giống vậy cực phẩm trường đao. Phế vật, cho lão tử chết. Tiếng nói vừa dứt, âm sát ngưng tụ, huyết quang bạo tránh, trong nháy mắt, mọi người, liền tựa như rơi vào ngút trời biển máu bên trong. Quỷ ảnh cuồng tránh, một chuôi giết hồn ma đao, từ bầu trời bên trong rơi xuống. Hư không mất đi, vạn vật tiêu tán, còn dư lại chỉ có máu cùng sát ý. Một đao ra, vậy lấy vô cùng kiên cố cực phẩm vật liệu, kiến trúc mà thành phòng riêng bên trong, vách tường, mặt đất, đồ gỗ nội thất bên trên, đều là nổi lên vô số ác liệt vết đao. Mà trên đất khối kia vô cùng bền bỉ gia thú, lại là trực tiếp bể thành vô số khối. Văn Thiên Thạch nhìn cái này một đao, lại là đôi mắt mở to, mặt hiện khen ngợi vẻ. Cái này một đao, thật sự là quá kinh diễm. Nếu như nói riêng về võ đạo tầng thứ, cái này một đao, đã xa xa vượt qua chính hắn. Văn Thiên Thạch, đã không biết sống nhiều ít vạn năm liền à. Mà Vũ Phong trước đâu, 100 tuổi, cũng chưa tới. Nếu để cho hắn thời gian, chỉ là suy nghĩ một chút, Văn Thiên Thạch cũng hưng phấn à. Văn gia, ra một con rể ngoan, nói không chừng, qua không được bao lâu, Văn gia đều sẽ có đánh vào một nhóm thế lực tư cách đâu. Vũ Phong trước, không hổ là quỷ đao môn đệ tử chân truyền. Tiền đồ, không thể giới hạn à. Liền liền Sở Doanh, đều có điểm khẩn trương lên.
Diệp Thần, mặc dù chiến thắng Hàn Cửu Khê, nhưng mà bàn về võ đạo ý cảnh tầng thứ, Hàn Cửu Khê hiển nhiên so với cái này Vũ Phong trước, kém mấy phần à. Diệp Thần, có thể thắng sao? Lúc này, Vũ Phong trước khóe miệng, lại là dương lên lau một cái cười tàn nhẫn ý, cái này ngu xuẩn là sợ choáng váng sao, động, cũng không biết động. Cái này một đao, lôi cuốn vô biên âm khí cùng huyết sát, rơi vào Diệp Thần trên cổ. Có thể ngay tại giây phút này, Vũ Phong trước con ngươi, chợt co rúm một cái. Hắn, nhìn thấy cái gì? Trước mắt, cái này thái hư cảnh phế vật, tại sao đang cười? Như vậy khinh thường cười. Không hợp lý, thật không hợp lý. Dưới tình huống này, không người nào có thể cười được. Mạnh chiến đấu lớn thiên phú, cho Vũ Phong trước, một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Ngay tại lúc này, Diệp Thần động. Cực võ, thần tránh. Diệp Thần tốc độ, ở ngay tức thì tăng lên tới một loại quỷ dị tầng thứ. Nguyên bản, cơ hồ cùng cổ của hắn, không khoảng cách màu máu trường đao, đột nhiên bây giờ, tựa như dừng lại. Diệp Thần cực kỳ dễ dàng liền tránh thoát cái này vốn nên tất trúng một đao, vọt đến Vũ Phong trước sau lưng. Mà ở phòng riêng bên trong mọi người, thậm chí là Văn Thiên Thạch xem ra, Diệp Thần, liền tựa như trực tiếp biến mất vậy à. Vũ Phong trước, lại là trực tiếp thừa ra. Có thể, trực giác nói cho hắn, gặp nguy hiểm, ở sau lưng. Một khắc sau, hắn liền không chút do dự ánh đao một chuyển, thân thể cấp toàn, chém về phía mình sau lưng. Ầm một tiếng vang thật lớn, cái này một đao, trực tiếp đem cái này 900 tầng thần bạc trong tử lầu kiến trúc, mảng lớn chém bể. Vũ Phong trước, nhưng lại là sững sốt một chút. Hắn sau lưng, nơi nào có người. Ngay cả một quỷ ảnh, cũng không có. Ngay tại lúc này, Diệp Thần thanh âm, từ hắn ban đầu đứng vị trí vang lên nói, lực lượng, phản ứng, cũng không tệ, chỉ tiếc, tốc độ, quá chậm. Cái gì? Diệp Thần, không phải biến mất sao? Làm sao, lại trở về chỗ cũ? Vũ Phong trước cả thân mồ hôi lạnh, điên cuồng dòng nước chảy, từng cái lỗ chân lông, đều bắt đầu co rúm lại, trong mắt là sợ hãi. Cái này Diệp Thần, quá quỷ dị. Hiện tại, nên ta. Diệp Thần khẽ mỉm cười, hắn sẽ không lại cho Vũ Phong xuất thủ trước cơ hội, đó là lãng phí thời gian. Hắn muốn thử một chút mình lĩnh ngộ và tự nghĩ ra võ. Cực võ, trọng quyền. Một đấm xuất ra, nhìn như chất phác không màu mè một quyền, thậm chí, cũng không cảm giác được quyền gì ý. Duy nhất cho hắn cảm giác, chính là nặng. Vô cùng được nặng nề. Tựa như, có thể đem võ đạo quy luật, trực tiếp đánh xuyên nặng nề. Diệp Thần, mặc dù không có động dùng vũ khí gì, có thể trong quả đấm, nhưng mang theo một luồng ánh sáng đen. Vậy, cũng không phải là linh lực tản ra hắc quang. Đó là, võ đạo quy luật xuất hiện từng tia vết rách, nơi phóng thích ra, mất đi hơi thở. Không. Vũ Phong trước điên cuồng hét lên một tiếng, căn bản không kịp lần nữa ra đao. Đành phải đem trên người mặc vậy kiện cổ khí hộ thân khôi giáp, hoàn toàn kích thích. Cả người linh lực, máu tươi, thậm chí là thần hồn, đều điên cuồng thiêu đốt, tràn vào cái này hộ thân khôi giáp bên trong. Huyết quang bùng nổ, một đạo vô cùng ngưng thực khô lâu hư ảnh, từ Vũ Phong trước trên mình, tách thả ra ra, đem bảo vệ ở hắn hạ. Có thể, cái này cổ khí pháp khí, uy năng mở hết phóng ra phòng vệ. Nhưng ở tiếp xúc đến Diệp Thần trên nắm tay hắc quang ngay tức thì, bể nát. Tựa như giấy dán vậy, bể nát. Văn ra mọi người, lại là một hồi sợ hãi. Óc, cũng dừng lại vận chuyển à. Khô lâu kia hư ảnh, cho dù là chảm ách trung kỳ võ giả nhất kích, cũng có thể ngăn cản chứ. Cứ như vậy, bể nát. Cái này mẹ hắn là giả chứ. Một khắc sau, Diệp Thần quyền, rơi vào Vũ Phong trước trên thân hình. Phốc. Vũ Phong trước miệng phun máu tươi, eo ếch, ở cự lực dưới tác dụng, có 180 độ cong, cả người, giống như da nòng đạn đại bác vậy, hướng phía trước bay đi. Ầm một tiếng, Vũ Phong trước thân thể, lại là trực tiếp đem thần bạc tử lầu vách tường, đập ra một cái lỗ thủng to. Lách cách, giống như một bãi bùn nát vậy, té rớt ở thần bạc tử lầu trước cửa chính. Cả người xương cốt, bắp thịt, đều bị đánh nát, hơi thở yếu ớt. Diệp Thần chậm rãi thu tay về, cái này còn là hắn cho Văn gia mặt mũi, chẳng ngờ ở Văn gia tụ họp bên trên giết người, nếu không,
Vũ Phong trước, đã bị hắn một quyền đánh cho thành hư vô. Như thực lực này và thiên phú người, ở bây giờ Diệp Thần trong mắt, chính là không địch lại. Ngoài cửa, một cô gái, cả người sủi lơ tựa vào bên tường, nhìn Diệp Thần, thân thể không ngừng run rẩy, ấm áp chất lỏng, từ dưới người chảy ra, người đàn bà này, bất ngờ chính là tên kia xem thường Diệp Thần thần bạc tử lầu tiếp đãi. Vốn là, nàng nghe được cái và thanh âm, đi lên xem một chút, có thể làm nàng lúc chạy đến, nhưng thấy được Diệp Thần vậy cực kỳ một quyền khinh khủng. Chỉ là một quyền này quyền uy, liền cơ hồ muốn cho nàng, tâm thần hỏng mất. Nhớ tới mình trước đối với Diệp Thần vô lễ, tên này nữ tiếp đãi, lại là vô cùng sợ hãi hướng về phía Diệp Thần dập đầu nói xin lỗi, thật xin lỗi. Thật xin lỗi cái vị công tử này, mới vừa rồi, là ta có mắt không tròng, mạo phạm ngài, xin ngài tha thứ. Diệp Thần nhàn nhạt quét nàng một mắt, không để ý tới sẽ, xuống lầu. Mà ở sau lưng hắn, để lại hoàn toàn sững sờ, trong mắt một phiến chỗ trống, ngơ ngác nhìn trên vách tường, bị Vũ Phong trước thân thể đập ra lỗ lớn. Mới vừa rồi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bọn họ cảm giác, mình đầu óc, cũng bị Diệp Thần một quyền kia, đánh nát. Văn Hân mặt đẹp bên trên, một phiến trắng bệch, một khắc sau, lại là khóc giống lên, chạy xuống lầu, ôm thịt vụn giống vậy Vũ Phong trước, vô cùng bi thương lạc giọng bi thương khóc trước. Nàng và Vũ Phong trước mặc dù có chút cảm tình, nhưng, cũng không có tốt đến loại trình độ này. Nàng khóc, là mình tương lai. Vũ Phong trước, mặc dù không có chết, nhưng, cũng coi là phá hủy à. Nàng muốn đi đâu, lại đi tìm một cái Vũ Phong trước. Nếu như không có Vũ Phong trước, mình coi như là cái gì? Mình, nên cái gì cũng không phải liền à. Nàng đem sẽ vĩnh viễn, bị muội muội dẫm ở dưới chân. Làm sao có thể không bi ai, thật là đều phải thất tâm phong à. Diệp Thần đứng ở cửa, quét Văn Hân một mắt, cười nhạt, lười phải cùng nàng hơn so đo, có đôi lời kêu, người tiện, tự có thiên thu. Mà Văn Thiên Thạch, thì giống như tượng đá vậy, đứng, trong lòng là vô cùng hối hận. Hắn hiện tại, nơi nào còn không nhìn ra, Diệp Thần mới là Văn gia chân chính tương lai, mới là có thể rung động toàn bộ thần quốc tuyệt đỉnh yêu nghiệt. Vốn là leo lên Diệp Thần, Văn gia quật khởi, là ván đã đóng thuyền à. Thậm chí, trở thành một các gia tộc, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Có thể, như vậy một cái ngàn năm một thuở tốt cơ hội, tự xanh xanh, hủy ở trong tay mình. Hắn tính toán, thế lợi cả đời, lại không có coi là đến ngày hôm nay. Hắn, là Văn gia tội nhân à. Đây là, Sở Doanh trong trẻo lạnh lùng thanh âm, từ hắn sau lưng vang lên. Ngoại công, hiện tại, người biết ta tại sao mang Diệp Thần, tới đây thần bạc tử lầu chứ? Văn Thiên Thạch thân thể run lên, hoảng vội vàng chuyển người, nhìn Sở Doanh ánh mắt bên trong, lại là mang theo một vẻ cầu khẩn, mở miệng nói, Doanh Nhi, người đi khuyên nhủ Diệp Thần. Không, Diệp công tử, nói ngoại công sai rồi, muốn ngoại công cho hắn quỳ xuống nói xin lỗi, đều có thể, mời Diệp công tử tha thứ ngoại công, được không? Chỉ cần có thể đem Diệp Thần và Văn gia buộc chung một chỗ, hắn quỳ xuống thì như thế nào? Mặt mũi, có lợi ích có trọng yếu không? Sở Doanh, một đôi mắt đẹp nhìn mình ngoại công, nhưng là hơn nữa thất vọng, đến hiện tại, Văn Thiên Thạch trong mắt, vẫn chỉ có lợi ích. Nếu như, Văn Thiên Thạch thật tâm xin lỗi, nàng nguyện ý giúp hắn nói cho Diệp Thần, có thể vì lợi ích. Diệp Thần, không lạ gì cái này loại đạo áy náy. Nàng rốt cuộc rõ ràng, năm đó mẫu thân tại sao cố ý rời đi thần quốc, thậm chí đổi tên đổi họ, lâu ở Cửu U quốc. Mẫu thân không muốn cùng thần quốc Văn gia có bất kỳ liên hệ nào. Vì tình yêu, nàng từ bỏ phần này máu lạnh và lợi ích dây dưa hết thảy. Nàng đi tới Cửu U quốc, lựa chọn quên thần quốc hết thảy. Vậy không thuộc về nàng hết thảy. Mà ngày nay, nàng Sở Doanh có lẽ vậy giống như vậy. Sở Doanh lạnh lùng nói, không cần, ngoại công, ta nếu thân thể chảy xuôi Văn gia huyết mạch, liền cả đời là Văn gia người, nhưng, Diệp Thần, từ bây giờ về sau, sẽ không cùng Văn gia, có bất kỳ quan hệ. Nói xong, cũng không để ý Văn Thiên Thạch, trực tiếp đi xuống lầu. Mà giờ khắc này, Diệp Thần cũng không có thời gian đầu tiên rời đi. Bởi vì hắn chuẩn bị rời đi tử lầu lúc đó. Đã có mấy vị hơi thở cực kỳ ưu việt ông già chắn trước người của hắn.
Diệp Thần biết, những người này và Vậy Vũ Phong trước không có bất luận quan hệ gì. Hẳn là Thần Bạc Tửu Lầu người. Mấu chốt cái này mấy người thực lực, đã đối với hắn sinh ra uy hiếp. Diệp Thần mặc dù có võ đạo ý uẩn, lại cường hóa không thiếu. Nhưng là bây giờ đối mặt Trảm Ách Cảnh tầng 5 thiên trở lên, vẫn là có chút nguy hiểm. Dĩ nhiên, không bao gồm một ít Trảm Ách 4 tầng thiên trung cực yêu nghiệt. Thần quốc là một cái tuyệt đối không thể dựa vào cảnh giới để cân nhắc thực lực tồn tại. Mình Thái Hư nhất tầng thiên có thể vượt cấp mà chiến. Diệp Thần tin tưởng, nhất định là có cũng giống như mình người. Trước mắt hắn gặp qua, Vô Danh coi là một cái. Bất quá đã chết hiểu. Nếu như khác muốn coi là, Lâm Tuyệt Long vậy coi là một cái. Mặc dù tiến vào thần quốc sau đó, Diệp Thần vẫn không có thấy Lâm Tuyệt Long. Nhưng Diệp Thần trong lòng mơ hồ có một chút bất an. Ở Linh Võ Đại Lục hắn liền nghe thấy Vô Danh và Lâm Tuyệt Long có liên lạc. Vô Danh kia chạy tới thần quốc, Lâm Tuyệt Long biết hay không vậy theo kịp. Hơn nữa, lần trước hồi Linh Võ Đại Lục, hắn đạt được một cái ngoài ý muốn tin tức. Hồn điện nhà không lầu trống. Trừ điện chủ và mấy vị trọng yếu trưởng lão trở ra, toàn bộ bị diệt môn. Hơn nữa cái này diệt môn không giống như là người ngoài nơi là. Càng giống như là hồn điện vì giữ được bí mật gì, bóp chết tất cả mọi người. Hồn điện còn dư lại những cao tầng kia đi nơi nào? Thần quốc. Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, hắn ánh mắt nhìn về phía trước mặt mấy vị ông già, vì sao? Cầm đầu một cái tóc bạc mặt hồng hào ông già đứng dậy, vì sao? Người phá hủy Thần Bạc Tửu Lầu, liền muốn như vậy rời đi. Chẳng lẽ ngươi thật không biết Thần Bạc Tửu Lầu lai lịch? Diệp Thần lắc đầu một cái, không biết, ta cũng không có hứng thú biết. Vậy tóc bạc mặt hồng hào ông già ngẩn ra, có chút nổi nóng, nhưng vẫn là áp chế xuống, mở miệng nói, người mới vừa rồi động tĩnh đã ồn ào đến phía trên người dùng cơm, ta cũng không phải làm khó ngươi, tự mình đi hướng bọn họ nói xin lỗi. Chuyện này đến đây chấm dứt. Diệp Thần ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua vậy cao nhất lầu mấy tầng, sau đó cười, các ngươi Tửu Lầu trận pháp không tệ, hẳn không có ảnh hưởng đám người kia dùng cơm. Ta còn có việc, rời đi trước. Diệp Thần không muốn cùng đám người này đấu tranh. Hắn có thể cảm giác được trong bóng tối có một đôi mắt nhìn chằm chằm mình. Đối phương thực lực, cực kỳ cường thế. Dù là hắn vận dụng cuồng võ bá chủ lực lượng, cũng không khả năng dung chuyển. Tửu lâu này quả thật sâu không lường được. Xin lỗi, tiểu huynh đệ, ngươi không thể đi. Tóc bạc mặt hồng hào ông già trực tiếp đưa tay ra, chặn lại Diệp Thần đường đi. Quanh thân lại là lưu động cực kỳ hùng hậu hơi thở. Sát ý bức người. Diệp Thần con người đông lại một cái, trong tay sử dụng một khối ngọc bài, đó là Thần Cực Tông đệ tử chân truyền ngọc bài. Ta là Thần Cực Tông đệ tử Diệp Thần, như có bất kỳ bồi thường, có thể đi Thần Cực Tông quấy rầy. Vốn cho là ngọc bài này mới có thể có điểm dùng. Há liệu, mấy vị kia ông già đều nở nụ cười. Có cái ông già lại là nói, tiểu huynh đệ, ngươi xem ra còn không hiểu chúng ta Tửu Lầu đi. Một nhóm thế lực đệ tử chân truyền thì như thế nào? Dù là trưởng môn tới, cũng không có dùng. Ngoan ngoãn nói xin lỗi, có thể còn sẽ miễn đi một chút phiền toái. Tiểu huynh đệ, ta biết ngươi có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng là đối với chúng ta mấy người, ngươi không có bất kỳ phần thắng nào. Diệp Thần con ngươi chiến ý phun trào, trong tay lại là xuất hiện Thanh Liên Diệt Thiên Kiếm. Đan điền linh lực cuồng trào. Mới vừa muốn ra tay. Một đạo uyển chuyển thanh âm đột nhiên vang lên, mấy vị, có thể hay không cho tiểu nữ một cái mặt mũi, thả qua ta sư phụ. Diệp Thần nghe được cái này thanh âm, khẽ cau mày, có chút quen thuộc. Nhưng lại không nói ra được. Còn gọi mình vi sư phó. Mình lại không thu mấy tên học trò. Diệp Thần theo thanh âm ngọn nguồn ngẩng đầu lên, chỉ gặp một cái cô gái đổ xanh xuất hiện đang lúc mọi người tầm mắt. Xanh Lơ Thu Vân. Diệp Thần tuyệt đối không nghĩ tới, vậy ở Đế Lâm Thành gặp thần quốc đệ nhất thần y Xanh Lơ Thu Vân sẽ ở chỗ này xuất hiện. Hơn nữa xem bộ dáng của đối phương, tựa hồ ở cao hơn lầu dùng cơm. Còn chưa cùng Diệp Thần kịp phản ứng, vậy tóc bạc mặt hồng hào ông già nhưng là một bước tiến lên, chắp tay một cái, Xanh Lơ tiểu thư. Trong giọng nói lại mang một chút kính sợ. Xanh Lơ Thu Vân tu vi không hề coi là cao,
còn như vậy sao? Thật chẳng lẽ như vậy Đế Lâm thành tông chủ theo như lời, cái này Xanh Lơ Thu Vân thân phận vô cùng không bình thường. Tóc bạc mặt hồng hào ông già do dự mấy giây, vẫn là nói, Xanh Lơ tiểu thư, không phải là không cho ngươi mặt mũi, mà là người này đối với Tửu Lầu sinh ra bất lợi ảnh hưởng. Tửu Lầu cần một câu trả lời. Nếu như ta không đoán sai, Thanh gia và Thần Cực Tông hẳn không cái gì liên lạc đi. Không cần phải chảy nước đục này. Hắn vốn cho là Xanh Lơ Thu Vân sẽ rời đi, dẫu sao Xanh Lơ Thu Vân thân phận mặc dù không vậy, nhưng cái nào nặng nhẹ hẳn có thể phân rõ. Vì một cái không liên hệ nhau bằng hữu như vậy, chân thực không có lợi lắm. Nhưng mà, một giây kế tiếp, để cho nhiều người ngoài ý người bình thường chuyện xuất hiện. Xanh Lơ Thu Vân mấy bước bây giờ chính là đi tới Diệp Thần trước mặt, quỳ một chân xuống, chắp tay nói, bái kiến sư tôn. Nháy mắt tức thì, Tửu Lầu tựa như yên lặng lại. Tóc bạc mặt hồng hào ông già đều nín thở. Có ai tư cách đảm nhiệm Xanh Lơ Thu Vân sư tôn? Thằng nhóc kia, làm sao có thể? Liên liên Diệp Thần cũng có chút bối rối, mình chưa từng đáp ứng thu Xanh Lơ Thu Vân làm đồ đệ, vì sao con bé này cố ý bái sư? Cưỡng ép hái dưa không ngọt à? Xanh Lơ Thu Vân hướng về phía Diệp Thần nháy mắt mấy cái, linh động trong mắt lại có một chút hoạt bát. Gặp Diệp Thần chậm chạp không trả lời, nàng hừ lạnh một tiếng, đứng lên, ánh mắt như kiếm vậy bắn về phía tóc bạc mặt hồng hào ông già. Gần từng chữ Chu lão, bất kỳ tổn thất, ta Thanh gia gánh vác. Nếu như ngươi lại cố ý để cho ta sư tôn nói xin lỗi. Được, mời tính luôn ta Xanh Lơ Thu Vân một cái. Chu lão thân thể run lên, chợt lắc đầu. Sau lưng đã ướt đẫm. Xanh Lơ Thu Vân sau lưng nhưng mà một đồ vật khổng lồ à. Hắn tuyệt đối không đắc tội nổi. Lại làm sao có thể để cho Xanh Lơ Thu Vân đi nói xin lỗi. Hắn vội vàng ba bước cũng làm hai bước, đi tới Diệp Thần trước mặt, ủi chắp tay nói xin lỗi nói, Diệp tiền bối, có nhiều đắc tội, xin hãy tha lỗi. Nói xong, lại lấy ra một quả có khắc Tửu Lầu ký hiệu màu vàng ngọc bài đưa cho Diệp Thần, vật này coi như là bồi tội, bằng vào vật này có thể đi bất kỳ một tầng không tính tiền tiêu xài. Nói xong, Chu lão nhìn một cái Xanh Lơ Thu Vân, và mọi người lanh lẹ rời đi. Diệp Thần lúc này mới đưa mắt rơi vào Xanh Lơ Thu Vân trên mình. Nhìn dáng dấp, Xanh Lơ Thu Vân thân phận cực kỳ đặc thù. Nhưng vì sao sẽ vì tuyệt khí đi cho người chữa bệnh? Xanh Lơ Thu Vân tựa hồ xem thấu Diệp Thần ý tưởng, sư phụ, mỗi một người đều có mình hứng thú, mà y thuật chính là ta hứng thú. Trùng hợp, sư phó y thuật như vậy thông thiên. Vậy từ nay về sau, sư phụ chính là ta Xanh Lơ Thu Vân hứng thú. Diệp Thần, ta không đáp ứng thu ngươi làm đồ đệ. Nói xong, Diệp Thần ném ra một bản cổ tịch. Phía trên ghi lại một bộ lão thương đào thải châm pháp. Nhưng cái này châm pháp đối với thần quốc, nhưng là chí bảo. Phần ân tình này ta không mất ngươi. Diệp Thần nói xong, liền xoay người rời đi. Mà Xanh Lơ Thu Vân không có đuổi theo, nàng kích động ôm Diệp Thần ném ra cổ tịch. Trước ngực như sóng tràn bờ lay động. Nàng con người gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần viễn đi hình bóng, phác họa một đạo nụ cười, sư phụ, người biết thay đổi chủ ý. Cùng trong chốc lát, Lâm Nhã Cầm vậy đi tới Thần Nguyên Thành, Diệp Thần biết được liền khánh thần ngày tin tức sau đó, liền cho Thần Huyền Tông, vậy gửi một ít thiệp mời. Vốn là, Lâm Nhã Cầm đối với cái này loại khánh điển là không chút nào hứng thú, trong lòng nàng một mực cũng chỉ có tu luyện. Nhưng, lần trước cùng Diệp Thần sống chung, bị Diệp Thần mang buông lỏng mấy ngày sau, nàng phát hiện, nguyên lai, có lúc nghỉ ngơi một chút, đối với tu hành, ngược lại còn có trợ giúp. Diệp Thần vậy dạy dỗ nàng, tu võ, chú trọng làm nghỉ kết hợp. Cho nên, nàng lần này liền đi tới Thần Nguyên Thành, dẫu sao, mỗi một thần quốc người, đối với khánh thần ngày, đều là rất là tò mò. Mà bây giờ Lâm Nhã Cầm, ở mình sư phụ, trở thành Thần Huyền Tông trưởng môn. Lại đạt được Long Thần chiếu cố sau này, liền thu được rất nhiều tu võ tư nguyên giúp đỡ, thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh. Hôm nay, bất ngờ đã đột phá hết mấy cảnh giới nhỏ. Phối hợp hắn tiên thiên sát khí, cho dù đối mặt vậy chảm ách nhất tầng thiên võ giả, đều có thực lực đánh một trận. Lâm Nhã Cầm đi ở trên đường phố, dọc theo đường đi, thấy được không đếm xuể quầy ăn vặt, phiêu mùi thơm khắp nơi, khánh thần ngày do thần minh làm chủ.
những thứ này quầy ăn vặt lên thức ăn, cũng có thể miễn phí ăn. Mới đi dạo xong một con đường, Lâm Nhã cầm trong tay, đã cầm không thiếu ly kỳ cổ quái linh thực. Hứa Mộng Thu đi theo Lâm Nhã cầm bên người, mỉm cười khẽ lắc đầu, bây giờ nàng, tu vi đã đột phá mấy phần. Trước kia, ngược lại là nhìn không ra, mình tên đồ đệ này, lại vẫn là cái tham ăn. Bất quá, tương so với trước kia Lâm Nhã cầm, bây giờ Lâm Nhã cầm, cho nàng cảm giác, tốt lắm rất nhiều. Ai sẽ hy vọng, mình đứa nhỏ, giạt rào đều là sát ý đâu. Đột nhiên, Hứa Mộng Thu đối với Lâm Nhã cầm cười nói, Nhã cầm, người biết Khánh Thần ngày thời điểm, thần Nguyên Thành có một cái kêu là còn nguyện ao địa phương biết lái thả sao. Có muốn hay không đi xem. Lâm Nhã cầm nháy mắt một cái, hỏi còn nguyện ao. Hứa Mộng Thu nói, nghe nói, lên thời xưa, nhân ma đại chiến, đã từng có một đôi tình nhân, đang trong chiến đấu thất lạc, người phụ nữ kia, bị trấn áp tại một khối ao nước bên trong, ngày đêm mong mỏi có thể cùng đạo lữ của mình gặp lại, mấy chục ngàn năm trôi qua, các nàng vẫn là không có gặp nhau. Truyền thuyết, cái này mấy vạn năm cầu nguyện, rốt cuộc, để cho ý chí của nàng, cảm động võ đạo quy luật, một phe này ao nước, có liền thần lực, trong sâu thẳm, hút đưa tới nàng đạo lữ. Hứa Mộng Thu khẽ mỉm cười, đây chính là còn nguyện ao từ đâu tới, từ đó về sau, đến mỗi khánh thần ngày, liền sẽ có tình nhân, đi còn nguyện ao cầu nguyện, hy vọng lấy được thần lực che chở, trọn đời không rời. Lâm Nhã cầm nghe vậy, đầu óc bên trong, nổi lên một đạo chàng trai bóng người, không khỏi sắc mặt ửng đỏ, bất quá, vẫn gật đầu nói, sư phụ, chúng ta đi còn nguyện ao xem một chút đi. Lâm Nhã cầm coi như lạnh thế nào đi nữa như băng xương, bản chất cũng là cô gái vậy đối với cái này loại nghi thức, cũng tương đối cảm thấy hứng thú. Lúc này, hai người liền hướng còn nguyện ao chỗ ở phương hướng đi. Còn nguyện ao ra, đã sớm bắc kiến trúc, nhìn như, lộng lẫy và tuyệt vời, cửa bên trong, có một phe thanh ao, ao nước bên trong, lóe lên nhàn nhạt linh quang, không hề thiếu nam nữ cũng đứng ở bên cạnh ao, chắp hai tay. Mặt mỉm cười khấn cầu cái gì? Lâm Nhã cầm, vậy đi tới bên cạnh ao, hơi vốc dậy một bồi ao nước, mắt đẹp khép hờ, hướng về phía ao nước, nói ra tâm nguyện. Có thể nhưng vào lúc này, còn nguyện bên cạnh ao không ít người, đều là hơi sững sờ. Trước mắt xuất hiện thần kỳ một màn. Vậy còn nguyện ao bên trong linh quang, lại là lập tức sáng lạng đứng lên, vây quanh Lâm Nhã cầm, đem lúc này đang hai tròng mắt khép hờ. Thành tim cầu nguyện Lâm Nhã cầm, tô điểm được giống như trên 9 tầng trời, rơi vào phàm trần tiên nữ vậy. Không thiếu nam tử, thấy một màn này, đều ngây người, si mê. Mục huyễn thần mê. Đẹp. Quá đẹp à. Cái này, vẫn là trần gian cô gái sao? Bọn họ lần đầu tiên cảm nhận được, nguyên lai, xinh đẹp, có lực lượng lớn mạnh như vậy. Thậm chí không thiếu nam tử, trực tiếp bỏ xuống bên người bạn gái. Thì phải hướng Lâm Nhã cầm đi tới. Chống cự không được à? Mà lúc này, Lâm Nhã cầm vậy mở ra hai tròng mắt, ở nàng mở mắt ngay tức thì, ánh sáng rực rỡ tiêu tán, mặt nàng sắc, lại khôi phục vậy lạnh như băng hình dáng. Bất quá, bên trong tim bên trong, nhưng nhiều hơn vẻ mong đợi. Diệp thần, sẽ đến cái này thần nguyên thành sao? Ngay tại nàng xoay người ngay tức thì, một người nam tử chắn trước người của nàng. Lâm Nhã cầm khẽ ngẩng đầu, đứng ở nàng trước mặt, là một người mặc lên dỉ long văn đỏ thấm trường bào, diện mạo anh tuấn, khí vũ hiên ngang chàng thanh niên. Tên thanh niên kia nam tử, hướng về phía Lâm Nhã cầm, hơi mỉm cười nói, tại hạ trấn long điện hoa thần tân, có thể hay không thỉnh giáo cô nương phương danh. Thấy người đàn ông này ngay tức thì, vốn có chút sao động còn nguyện ao, ngay tức thì yên tĩnh lại. Những cái kia mới vừa đi lên trước mấy bước nam tử. Đều là miễn cưỡng ngừng lại, mồ hôi lạnh, từ bọn họ trên trán tuột xuống, nhìn vậy hoa thần tân, thanh âm, có chút run rẩy nói, trấn long điện hoa thần tân. Không ít người, vậy nghị luận. Cái đó trấn long điện đệ nhất thiên tài. Nghe nói, này bên trong cơ thể máu rồng, cực kỳ đậm đà, có thể nói thần quốc yêu nghiệt. Ta còn nghe nói, hắn ở trấn long điện danh hiệu phải, biển máu rồng thần, người này chí cường, nhưng cũng cực kỳ bá đạo. Hơi không hề mau, liền muốn động thủ giết người, chết ở trên tay hắn thiên tài, đếm không hết. Thật là, chính là biển máu bên trong, đi ra rồng thần à.
Ta còn nghe nói, Hoa Thần Tân ghét nhất, chính là có người và hắn cướp người phụ nữ. Trong chốc lát, không có bất kỳ một người nào, lại còn một chút, tiến lên ý niệm. Lâm Nhã Cầm, rất đẹp, đẹp như thiên tiên, nhưng là, muốn có đẹp, cũng phải có mệnh ở. Hơn nữa, ở bọn họ xem ra, Hoa Thần Tân cũng chủ động bắt chuyện, Lâm Nhã Cầm, có thể không trả lời, có thể không trở thành Hoa Thần Tân người phụ nữ sao? Lâm Nhã Cầm mặc dù đẹp, dẫu sao cũng chỉ là một người phổ thông võ giả mà thôi, căn bản không có cự tuyệt Hoa Thần Tân tư cách. Lúc này, Hứa Mộng Thu sắc mặt nhưng là đã biến thành kinh hoàng. Hoa Thần Tân mặc dù trẻ tuổi, nhưng rất ưu tú, thậm chí, hẳn so Diệp Thần, còn phải ưu tú rất nhiều. Dẫu sao ngày đó Diệp Thần, ở nàng nhìn lại, chỉ là dựa vào thế lực, trấn áp Lôi Gia mà thôi. Bản thân thực lực, mặc dù rất nghịch thiên, nhưng, so với Hoa Thần Tân như vậy một nhóm thế lực đệ nhất thiên tài, kém được quá xa. Nhưng, nàng rất hiểu, đệ tử mình tính cách, Lâm Nhã Cầm, chỉ cần nhận định một người, đời này, cũng chỉ có vậy một người. Không thể nào lại thay đổi. Đừng nói là Hoa Thần Tân, coi như là chân thần hạ xuống ở nàng trước mặt, cũng giống vậy. Nhưng là, xem Hoa Thần Tân người như vậy, là tùy tiện liền có thể đắc tội sao? Đừng nói Diệp Thần, cho dù là thần cực tông, cũng không giữ được các nàng à. Lâm Nhã Cầm mặt không cảm giác, trực tiếp từ Hoa Thần Tân bên người đi ra. Còn Nguyện Ao, lại là một phiến tĩnh mịch. Cái này quá giả cô gái, lại là trực tiếp đem Hoa Thần Tân, lượng ở nơi đó à. Cái này, lá gan này, cũng quá lớn liền chứ. Vậy, nhưng mà Hoa Thần Tân à. Giết người không nháy mắt biển máu rồng thần Hoa Thần Tân à. Coi như là đổi một người chạm ách cảnh cô gái, ở chỗ này cũng không dám như thế đối đãi hắn chứ. Liền liền Hoa Thần Tân mình, đều là hơi ngẩn ngơ, cũng đã bao nhiêu năm, không có cô gái dám ở mình báo ra tên chữ sau đó, như thế đối đãi mình. Đừng nói đem mình lạnh nhạt thờ ơ, những cái kia bị hắn coi trọng cô gái, cơ hồ mỗi một người đều là ước gì dán đến hắn trên mình à. Ha ha, Hoa Thần Tân khẽ mỉm cười, có chút ý tứ. Nếu như mỗi một hắn coi trọng người phụ nữ, cũng như vậy quấn hắn mà nói, há chẳng phải là vậy rất nhàm chán sao? Hắn đối với Lâm Nhã Cầm hứng thú, càng đậm một phần. Nhìn Lâm Nhã Cầm rời đi hình bóng, ánh mắt bên trong, là nóng như lửa. Cô gái này, hắn nhất định phải đạt được tay. Một khắc sau, Hoa Thần Tân thân hình động một cái, ngay trước mắt, liền xuất hiện ở Lâm Nhã Cầm và Hứa Mộng Thu trước người. Theo Hoa Thần Tân động tác, không ít người, vậy đi theo ra ngoài, bọn họ vậy có chút hiếu kỳ, Hoa Thần Tân muốn làm gì? Hoa Thần Tân nhìn lướt qua khẽ cau mày, mặt như hàn sương Lâm Nhã Cầm, nhưng là nhìn về phía Hứa Mộng Thu, hỏi, ngươi là vị cô nương này người nào? Hứa Mộng Thu kính cẩn đáp, Hoa công tử, ta là Nhã Cầm sư phụ. Nàng tuổi tác, mặc dù so Hoa Thần Tân lớn rất nhiều, có thể nàng biết, so thực lực. Hoa Thần Tân muốn giết nàng sẽ không so hô hấp khó khăn nhiều ít. Hoa Thần Tân sắc mặt vui mừng, mở miệng nói, tên này cô nương, gọi là Nhã Cầm. Tên rất hay, nếu, ngươi là sư phụ của nàng, hẳn có thể thay nàng làm chủ chứ. Ta Hoa Thần Tân muốn kết hôn nàng làm vợ. Trong chốc lát, cả con phố người, đều là vô cùng rung động, ngược lại hút khí lạnh thanh âm, này thay nhau vang lên. Thật là bá đạo, thật là mạnh thế. Trực tiếp, thì phải cưới người làm vợ. Thiên tài, tìm vợ phương thức, cũng như thế đặc biệt. Nhưng, càng làm cho bọn họ khiếp sợ là, Hoa Thần Tân lại có thể hướng về phía một cái không tới chạm ách cô gái, cầu hôn. Cái này, đối với phụ nữ kia mà nói, thật là, giống như là trên trời hết nhân bánh à. Được lợi lớn. Một bước lên trời liền chứ. Chỉ cần có được Hoa Thần Tân sủng ái, ở nơi này thần quốc. Cũng coi là dưới một người, trên vạn người liền à. Nhưng lúc này, Lâm Nhã Cầm thậm chí Hứa Mộng Thu, đều là không nói một lời. Tất cả mọi người, đều là khá là kích động nhìn người phụ nữ kia, Lâm Nhã Cầm không nói lời nào, bọn họ cũng đi theo gấp gáp. Bọn họ ánh mắt, tựa như ngay tại nói, đáp ứng. Đáp ứng à. Như vậy cơ hội, ngàn năm một thuở. Có thể trở thành Hoa Thần Tân người phụ nữ, đã là thiên đại may mắn. Huống chi là trở thành hắn thê tử. Cách đó không xa, Diệp Thần cùng Sở Doanh đứng sóng vai,
hai người rời đi Thần Bạc Tửu Lầu sau đó, ngay tại đi lang thang, vừa vặn đến nơi này, thấy được một màn trước mắt. Sở Doanh nhìn Lâm Nhã Cầm, có chút kinh ngạc nói, Diệp Thần, thật là cô gái đẹp à, không biết, nàng sẽ tiếp nhận sao? Diệp Thần, cười không nói, nhưng nhìn Hoa Thần Tân trong mắt, có chút lạnh. Hắn và Lâm Nhã Cầm còn không có gì chân chính quan hệ, nhưng, đây cũng không phải là nói, Diệp Thần có thể dễ dàng tha thứ có người tùy ý đến gần Lâm Nhã Cầm, huống chi, là cường thế bức bách nàng. Hoa Thần Tân khẽ cau mày, không việc gì tính nhẫn nại, đối với Hứa Mộng Thu giọng, có chút băng lạnh xuống nói, tại sao không nói chuyện. Đây là, Lâm Nhã Cầm chợt ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Hoa Thần Tân hai tròng mắt, mặt không thay đổi nói, ngươi, không cần hỏi, ta đã lòng có chút chiếm hữu. Cái gì? Mọi người, không dám tin tưởng nhìn Lâm Nhã Cầm. Lòng có chút chiếm hữu. Người nào, có thể cùng Hoa Thần Tân coi như nhau? Hoa Thần Tân, cơ hồ có thể nói, là thần quốc thế hệ trẻ nổi danh thiên tài à. Coi như là thật lòng có chút chiếm hữu, cũng không thể như vậy nói ra đi. Cô gái này, có phải hay không có chút quá ngu xuẩn? Tốt giỏi một cái lên chức cơ hội không muốn, còn muốn đắc tội Hoa Thần Tân như vậy thiên tài. Tất cả mọi người, đều là lắc đầu một cái. Hứa Mộng Thu tim, lập tức nặng đến đáy cốc. Hoa Thần Tân nghe vậy, sắc mặt ngay tức thì âm trầm xuống, trong mắt bên trong sát ý cuồng bạo. Hắn ghét nhất, chính là có người theo hắn cướp người phụ nữ. Hắn coi trọng người phụ nữ, cũng chỉ có thể là hắn. Bất kỳ theo hắn cướp người phụ nữ, đều phải chết. Trong này, tự nhiên vậy bao gồm, nữ nhân này thích người. Ầm một tiếng, ngút trời uy thế, bỗng nhiên bùng nổ. Trong nháy mắt, đúng cái người trên đường phố, đều tựa như rơi vào vô biên biển máu bên trong, mà Hoa Thần Tân tựa như biến thành vạn trượng cao, có thể tiêu diệt thiên địa long thần. Chỉ cần con rồng này thần tâm niệm vừa động, bọn họ, liền đều sẽ chết. Thật là khủng khiếp hơi thở. Hoa Thần Tân tu vi, lại đã đạt đến chảm ách bốn tầng thiên. Đây cũng không phải là giống vậy bốn tầng thiên à. Hắn mới mấy tuổi. Đây cũng quá nghịch thiên chứ. Xứng đáng không thẹn thần quốc yêu nghiệt người à. Nói ra tên của người đó. Hoa Thần Tân hai tròng mắt bên trong, oai rồng tách thả ra ta, muốn hắn chết. Mọi người, cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Bọn họ không biết Lâm Nhã Cầm thích là ai, nhưng là, bọn họ biết, người này, thảm. Vô cùng được thảm. Vô duyên vô cớ, liền bị Hoa Thần Tân theo dõi, có thể không thảm. Lâm Nhã Cầm, chặt chẽ cắn răng, tiên thiên sát khí không giữ lại chút nào phóng thích, ngăn cản Hoa Thần Tân hơi thở. Nàng, không muốn nói ra Diệp Thần tên chữ, cho dù là chết, cũng sẽ không nói. Nhưng vào lúc này, đám người bên trong, vang lên một đạo nhàn nhạt thanh âm nam tử. Ha ha, muốn giết ta. Một người mặt lộ vẻ nụ cười thanh niên, vượt qua đám người ra, đi tới Hoa Thần Tân trước mặt, lạnh lùng nói, sợ rằng, người còn chưa xứng. Tất cả mọi người, nhìn đột nhiên xuất hiện Diệp Thần, đầu óc đều có chút hỗn loạn. Không thể nào. Lại, thật đi ra. Đi ra cũng được đi, còn trực tiếp khiêu khích Hoa Thần Tân. Hơn nữa, vẫn là một cái thái hư cảnh tầng 2 thiên tiểu tử. Người tuổi trẻ bây giờ, chẳng lẽ lưu hành muốn chết sao? Lâm Nhã Cầm, nhưng là mặt đầy lo lắng nhìn Diệp Thần, kinh hô, Diệp Thần. Người tại sao lại ở chỗ này? Nàng mới vừa rồi, đúng là còn nguyện ao bên trong, cầu nguyện hy vọng có thể thấy Diệp Thần. Nhưng mà hiện tại, nàng nhưng tuyệt đối chẳng ngờ, cái này còn nguyện ao như vậy linh nghiệm à. Hoa Thần Tân, quá kinh khủng. Mặc dù trẻ tuổi, cũng đã là đứng ở thần quốc rất nhiều thiên tài trên thi thể yêu nghiệt. Hoa Thần Tân, bằng vào lực lượng cũng đủ để trong nháy mắt giết ra chủ lôi ra lôi hữu vi liền chứ. Mà Diệp Thần, lần trước rõ ràng còn muốn mượn ngoại lực. Khoảng cách Diệp Thần rời đi Thần Huyền Tông, gia nhập Thần Cực Tông, mới qua bao lâu? Cho dù Diệp Thần lại nghịch thiên, trong thời gian ngắn, cũng không cách nào đền bù như vậy chênh lệch à. Hoa Thần Tân nhìn Lâm Nhã Cầm vậy lo lắng thần sắc, mặt cũng xanh biếc. Lâm Nhã Cầm, đối với mình lãnh nhược băng xương, một bộ không nhìn ra còn có cảm tình hình dáng, hướng về phía cái này kêu Diệp Thần tiểu tử, lo lắng như thế. Xem ra, nàng là thật thích người này. Một khắc sau,
Hoa Thần Tân cặp mắt bên trong bộc phát ra sát ý kinh thiên, chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thần, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh nói, thằng nhóc, ta cho ngươi cái tự mình kết thúc cơ hội, nếu không, ta hướng ngươi bảo đảm, ngươi biết chết rất thảm rất thảm. Một cái thái hư tầng hai thiên con kiến hôi. Hắn có 10.000 loại để cho Diệp Thần sống không bằng chết phương pháp. Ngươi điếc. Diệp Thần trong mắt sát ý hơn nữa đậm đà, ta nói, giết ta, ngươi không xứng, không có nghe gặp. Hoa Thần Tân ánh mắt đông lại một cái, phế vật này, đến bây giờ còn mẹ hắn muốn gắn. Tốt, ta thì phải xem ngươi, có thể gắn tới khi nào. Ầm một tiếng, oai rồng bùng nổ, vô biên huyết khí, cuồn cuộn tới, Hoa Thần Tân thân hình chớp mắt, đằng giữa không trung bên trong, hóa là một cái dài cỡ trăm trượng màu máu cự long, lân chảo rõ ràng, hơi thở kinh thiên. Màu máu cự long hiện thân ngay tức thì, cái này thần nguyên thành bên trong thiên địa linh khí, đều bị điên cuồng khuấy, giống như vòng xoáy vậy, bị màu máu cự long hút vào bên trong cơ thể, điện thiểm lôi minh, phong vân biến ảo, vô cùng khủng bố. Ở nơi này trời cao bên trong, cự long hiện thân ngay tức thì, những cái kia rơi vào thần nguyên thành bên trong, kéo xe giao long, bất luận huyết mạch độ dày, tu vi, cao bao nhiêu, lại đều là cả người run rẩy, nằm trên đất, ở huyết sắc này cự long trước mặt, liền đầu, cũng không dám nâng lên. Một đám vây xem võ giả, tất cả đều là tâm đảm tất cả hàn, đối với Hoa Thần Tân vô cùng kính sợ. Long thần. Đây mới thật là long thần hạ xuống à. Ở Hoa Thần Tân hóa là thân rồng đồng thời, Diệp Thần cũng là sắc mặt khá là ngưng trọng. Thật là mạnh huyết mạch lực. Chân long tộc, vốn cũng không so chân linh nhỏ yếu, Diệp Thần trong cơ thể, cũng có số loại chân linh huyết mạch, nhưng, nếu bàn về độ dày cộng lại, nhưng cũng kém hơn Hoa Thần Tân trong cơ thể, máu rồng thật độ dày. Hoa Thần Tân, mặc dù chỉ có chảm ách 4 tầng thiên tu vi, nhưng hắn lúc này thực lực, đã có thể so với rất nhiều cảnh giới cao hơn siêu cấp cường giả liền đi. Xem ra, người này, cũng không phải lãng đắc hư danh. Diệp Thần cổ tay lộn, nắm Thanh Liên Diệt Thiên Kiếm, cả người kim quang chớp động, phá thiên lực, máu thần, phần huyết quyết, thần ma luân hồi quyết vân. Vân, rối rít thi triển. Đối mặt Hoa Thần Tân, hắn muốn xuất toàn lực. Mà lúc này, trời cao bên trong hóa là màu máu cự long Hoa Thần Tân, mắt rồng bên trong, cũng là cuồn cuộn dậy một hồi vẻ kinh nghi. Hóa long sau đó, hắn linh giác, thật to tăng lên. Nguyên lấy là, hắn ước chừng bằng vào oai rồng, thì có thể làm cho hắn sống không bằng chết, rơi vào sợ hãi vực sâu thái hư cảnh phế vật, lúc này, lại là cho hắn một loại, cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Một khắc sau, Hoa Thần Tân thân hình động một cái, long văn xòe ra, phát ra một tiếng thẳng xông lên cửu tiêu long ngâm chi âm, vô biên huyết khí ngay tức thì ngưng tụ, hóa số lượng tia máu long, ở trên trời bên trong không ngừng dao động, nhẹ nhàng động một cái, liền để cho quanh thân hư không, thành khối mất đi. Huyết long bên trên, nhàn nhạt hắc mang lóe lên, vậy hắc mang, Diệp Thần rất quen thuộc. Là võ đạo quy luật, hơi xuất hiện vết rách tượng trưng. Cửu long diệt thế quyết. Hoa Thần Tân miệng phun tiếng người nói, ngay tức thì, vậy tám tia máu long, cùng hắn tự thân cùng chung, hóa thành chín cổ to lớn huyết quang, hướng Diệp Thần, thẳng xông lên xuống. Trong chốc lát, ngân hà đổi ngược, toàn bộ mặt đất, đều điên cuồng run rẩy, tựa như thế giới, ở nơi này huyết quang đánh vào bên trong, thuộc về ranh giới tan rã. Quá khủng bố, Hoa Thần Tân, chân thực quá khủng bố. Cái này cửu long đánh đồng thời, hiện trường mọi người, tâm thần lay động, khí huyết cuồn cuộn, từng cái, đều là không khắc chế nổi miệng phun máu tươi, hơi thở ngay tức thì uể oải xuống. Chỉ là tản ra một món lực lượng, liền đem những người này, trọng thương. Coi như, hỗn độn cảnh võ giả, cũng không ngoại lệ. Trong sân, chỉ có Lâm Nhã Cầm, Sở Doanh, và Hứa Mộng Thu, còn hoàn hảo không tổn hao gì đứng tại chỗ. Hiển nhiên, là Diệp Thần lấy tự thân võ đạo ý vận, duy trì các nàng. Có thể, Lâm Nhã Cầm lúc này nhìn về phía trời cao bên trong, nhưng là vô cùng sợ hãi, lo âu. Nàng sợ, sợ, Diệp Thần không cách nào ngăn trở cái này nghịch thiên nhất kích. Thậm chí sợ đến, đạo tâm, cũng sinh ra dao động. Ngay tại lúc này, Sở Doanh thân hình trước mắt, xuất hiện ở Lâm Nhã Cầm bên người, trầm giọng mở miệng nói, tin tưởng hắn.
Lâm Nhã Cầm quét Sở Doanh một mắt, mắt đẹp bên trong, là mê mang. Sở Doanh lúc này, nhưng là ngưng mắt nhìn Diệp Thần bóng người, mở miệng nói, hắn gia nhập Thần Cực Tông, đoạn thời gian này, liền cường thế quật khởi, hút khô thần ma trì, đột phá luyện thần các, nháy mắt bại ngoại môn cường giả, chém chết 4 vị nhân ma, đem khiêu khích Thần Cực Tông thất hàn giáo thiên tài, dẫm ở dưới chân. Hắn, sáng lập vô số kỳ tích, được gọi là ma thần, hắn, chính là bất bại thần thoại. Cho nên, tin tưởng hắn. Lâm Nhã Cầm khiếp sợ nhìn Sở Doanh một mắt, nàng không biết, Sở Doanh nói có phải là thật hay không, nhưng... nàng tin, nhưng là bình tĩnh không thiếu. Cực võ, thần chánh. Diệp Thần thân hình ở trong hư không, không ngừng chớp động, nhưng... vậy to lớn huyết quang, nhưng như bóng với hình theo sát hắn, cho dù lấy Diệp Thần tốc độ bây giờ, vậy căn bản, không cách nào đem hất ra. Diệp Thần khẽ cau mày, đột nhiên, dừng lại thân hình. Hít sâu một hơi, đối mặt Hoa Thần Tân khủng bố công kích, một cổ tuyệt mạnh võ ý, kinh thiên lên. Lăng Tiêu võ ý, đồ thần phá thiên. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, kiếm quang tràn lan, tựa như ngay tức thì, liền bao phủ cả thế giới. Nguyên bản, thuộc về bên bờ tan vỡ thiên địa, ngay tức thì đóng lại. Kiếm quang bên trong, chợt nổi lên một chút hắc ám. Trong vô hình, phảng phất có cái gì, bể. Trong nháy mắt toàn bộ thần nguyên thành tu võ người, đều là cảm thấy một hồi khó mà hình dạng ngại ngùng. Nguyên bản cùng võ đạo tương phù hợp cảm giác, lại là đột nhiên bây giờ, đổi được vô cùng khác thường. Thậm chí linh lực trong cơ thể, cũng bất an náo động. Tựa như, trong trời đất này võ đạo quy luật, bị đánh vào. Huyết quang tan vỡ, vậy 9 đầu ma long, rối rít phát ra rên rỉ, trong đó 8 nói, ở ngay tức thì tán loạn. Còn lại Hoa Thần Tân bản thể, trên không trung dừng lại trong nháy mắt, trăm trượng thân rồng chính là phát ra một tiếng nổ vang, máu tươi phún ra ngoài, hóa thành máu vũ, vãi hướng nhân gian. Mà lúc này Diệp Thần, trên mình, bất ngờ xuất hiện 3 cái to lớn lỗ máu, bất quá, hắn trừ sắc mặt hơi có chút thảm trắng ra, cũng không có bất kỳ dị thường, lỗ máu, vậy đang bay nhanh di hợp trước. Máu vũ bên trong, một đạo thân ảnh, rơi xuống xuống. Chính là Hoa Thần Tân. Hắn lúc này, cả người đã là tan tành, nhưng, dựa vào máu rồng mang tới ương ngạnh sinh mệnh lực, còn đang chống đỡ. Mà Diệp Thần, vô căn cứ đứng ở máu vũ bên trong, bị vạn người ngẩng mặt. Lúc này, tất cả mọi người đều là trợn to cặp mắt, liền mình thương thế cũng không để ý, không nhúc nhích, ngắm nhìn Diệp Thần. Bọn họ trong lòng, không hẹn mà cùng, hiện lên 4 chữ. Tu La Chiến Thần. Thời khắc này Diệp Thần, thật giống như truyền thuyết kia bên trong, tạo cho núi thây biển máu, chân đạp vô tận xương trắng, nghịch thiên giết rồng Tu La Chiến Thần à. Lâm Nhã Cầm, Hứa Mộng Thu, đều là ngơ ngác nhìn chậm rãi từ không trung rơi xuống Diệp Thần, các nàng trong chốc lát, có chút hoảng hốt. Cái này, là cái đó ban đầu, đi tới Thần Huyền Tông thanh niên sao? Cho dù, có Sở Doanh nhắc nhở, vẫn là không cách nào tin tưởng. Không chân thật. Quá không chân thật. Người khác, chỉ là khiếp sợ tại Diệp Thần lấy thái hư tầng 2 thiên tu vi, một kiếm đánh bại Trấn Long Điện đệ nhất thiên tài, thậm chí có thể nói là danh chấn thần quốc thiên tài Hoa Thần Tân. Có thể các nàng hơn nữa rung động phải, Diệp Thần, tăng lên thực lực tốc độ à. Bọn hắn suy nghĩ, đều có chút hỏng mất, nếu như, lại cho Diệp Thần 1 năm thời gian, thời điểm đó Diệp Thần, sẽ kinh khủng đến loại tầng thứ nào. Căn bản không cách nào tưởng tượng, coi như là chân chánh thiên thần, vậy bất quá cũng như vậy thôi. Lúc này, duy nhất giữ chấn định, có thể, cũng chỉ có Sở Doanh. Nàng cuối cùng, cũng tin tưởng Diệp Thần, sẽ không thất bại. Nàng gặp qua Diệp Thần, sáng lập quá nhiều kỳ tích. Diệp Thần nhìn bên chân hấp hối Hoa Thần Tân, máu rồng, quả nhiên mạnh mẽ, nhận chịu một kiếm như vậy, lại, vẫn chưa hoàn toàn chết. Ngươi có biết ta là ai không? Ngươi dám động ta? Đến giờ phút này, Hoa Thần Tân lại vẫn không có nhận thua. Trong mắt ứ máu, sát ý ngất trời. Ta muốn ngươi chết. Diệp Thần khẽ nhíu mày, ngươi hiện tại còn muốn giết ta. Nhưng mà, một giây kế tiếp, hắn phát hiện Hoa Thần Tân nụ cười cực độ dữ tợn. Trong tay hắn nắm thật chặt một khối ngọc bài. Ngọc bài vỡ vụn. Một đạo ngàn trượng rồng thần đột nhiên xuất hiện. Rồng thần càng mang màu vàng kim long văn,
hơi thở cực kỳ khủng bố. Thậm chí có thể đạt tới nửa bước hỗn độn. Diệp Thần con ngươi co rúm một cái. Đáng chết. Khinh thường. Hắn vội vàng kích hoạt xích trần thần mạch. Quanh thân linh lực bọc. Thậm chí khởi động thần cực tông trưởng môn đưa cho mình hộ thân khôi giáp. Đối mặt như vậy nhất kích, hắn chỉ có thể như vậy. Căn bản phản kháng quyền lợi cũng không có. Dù là võ đạo ý vận. Hoa thần tân nhưng là ở cười như điên, vô dụng, đây là sư phụ cho ta bảo vệ tánh mạng nhất kích. Vốn là muốn ta dùng để đối phó một cái hỗn độn cường giả, mặc dù đối với trả cho ngươi cái này thái hư có chút lãng phí, nhưng là đáng. Đây mới thật là oai rồng. Ngươi cái này loại con kiến hôi không cách nào chống lại oai rồng. Ngàn trượng rồng thần đáp xuống. Dương ra miệng to. Chung quanh không gian tựa như biến dạng. Quá cường thế. Tất cả mọi người chung quanh tựa như đều biến mất. Cả thế giới chỉ còn lại Diệp Thần một người. Mà Diệp Thần nên như thế nào ngăn trở? Diệp Thần trong mắt tràn đầy cực mạnh kiên nghị. Hắn không chịu thua. Dù là phủ xuống là như vậy lực lượng. Bên tai không ngừng truyền tới Hoa Thần Tân tiếng cười. Dữ tợn tiếng cười. Hắn cố nhiên bị trọng thương, nhưng hắn biết, Diệp Thần thiên phú thắng được mình. Tự tay bóp chết một thiên tài, loại cảm giác này quá đã. Ngay tại rồng thần muốn hoàn toàn chiếm đoạt Diệp Thần nháy mắt. Cửu Thiên Thần Long Điện, thần bí vực sâu bên trong. Một đầu vạn trượng huyết long đột nhiên mở mắt ra. Trong mắt mở ra nháy mắt, vậy bị kẹt vực ngoại ma long đều là hơi kinh hãi. Sát ý thật là mạnh. Nó và đầu này huyết long đối chiến cho tới bây giờ, cũng không có cảm giác được loại trình độ này sát ý. Giống như trong bóng tối, đỏ tươi tháng. Chết tháng. Là cái gì để cho đầu này làm người ta sợ hãi huyết long sinh ra như vậy ngút trời sát ý? Đột nhiên, máu long dương ngẩng đầu lên lô, một tiếng kinh thiên long ngâm. Này long ngâm rung động toàn bộ Cửu Thiên Thần Long Điện. Cửu Thiên Thần Long Điện vô số long ngâm vang khắp. Động đất lớn, dị tượng hạ xuống. Thiên địa biến sắc. Mà giờ khắc này, Diệp Thần trong cơ thể phân linh thú, đột nhiên toát ra một đạo cực hạn ánh sáng. Vậy là màu máu. Sau đó, Diệp Thần trong cơ thể lại lao ra một đầu vạn trượng huyết long chi ảnh. Làm huyết long chi ảnh xuất hiện, cả thế giới tựa như đều phải sụp đổ. Vậy đáp xuống rồng thần, trong mắt bên trong đều là kinh hoàng và sợ hãi. Một phần vạn giây sau, Diệp Thần huyết long chi ảnh chỉ như vậy nhàn nhạt nhìn lướt qua đầu kia rồng thần. Cái này không phải là đơn giản ánh mắt, mà là vương chi coi rẻ. Nháy mắt tức thì, rồng thần vỡ nhỏ, phảng phất từ không tồn tại. Hoa thần tân phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt cực độ sợ hãi, người rốt cuộc là ai? Trên mình ngươi huyết long chi ảnh là cái gì? Ngươi là ma quỷ, ngươi là ác ma. Một đời thiên tài thấy được vậy tia máu long chi ảnh lại xảy ra bên bờ tan vỡ. Đây là mạnh giường nào bóng mờ à? Không nên giết ta. Đã từng vậy không có thể một đời thiên tài, biển máu rồng thần Hoa Thần Tân, lúc này, cặp mắt bên trong, nhưng là lộ ra vẻ khẩn cầu. Nhưng, cầu khẩn, hữu dụng không? Diệp Thần cổ tay động một cái. Chém xuống một kiếm, cái này Trấn Long Điện đệ nhất thiên tài, liền trên đời gian, hoàn toàn mất đi. Hắn vung tay lên, đem Hoa Thần Tân túi đựng đồ, thu vào trong tay. Mới vừa rồi, vậy Cửu Long Diệt Thế Quyết, cho hắn cảm giác rất đặc thù, tựa hồ, cũng là một môn tốt võ. Nói không chừng, có thể để cho hắn võ đạo tầng thứ, tăng lên một phần. Còn như máu kia Long Chi Ảnh. Diệp Thần biết. Đây là Cửu Thiên Thần Long Điện huyết long. Một cái ánh mắt liền kích phá vậy trí cường nhất kích. Huyết long rốt cuộc trải qua cái gì? Ngay tại Diệp Thần suy nghĩ sâu xa lúc đó, một giọng nói cắt đứt Diệp Thần suy nghĩ. Diệp Thần, ngươi làm sao đổi được? Như thế lợi hại, Lâm Nhã Cầm có chút ngây ngốc hỏi. Diệp Thần khẽ mỉm cười, ngươi mới biết ta. Một bên Sở Doanh Đổ cũng biết Diệp Thần và Lâm Nhã Cầm quan hệ. Nhưng nàng không có chút nào ghen tức, mà là nhìn lướt qua Diệp Thần nói, xem ra, người chọn lựa người phụ nữ ánh mắt, vẫn là tốt như vậy. Lâm Nhã Cầm, quả thật rất đẹp, và nàng không phân cao thấp. Ha ha ha, Diệp Thần cười một tiếng, dẫu sao, ưu tú nam bên người thân, luôn là sẽ có rất nhiều nữ nhân ưu tú, Doanh Nhi, người muốn thói quen.
Sở Doanh hơi quyết miệng, bất quá, nhưng cũng không có cái gì tốt bất mãn, thần quốc vốn chính là như vậy. Cùng lúc đó, thần quốc một nơi đất thần bí. Nơi này tọa lạc thần quốc Thiên Đạo Cung. Thiên Đạo Cung là áp đảo thần quốc hết thảy thế lực trên tồn tại. Không người dám đụng chạm. Thậm chí không có ai biết Thiên Đạo Cung có nhiều ít vị chảm ách cường giả. Lại có nhiều ít vị hỗn độn cảnh cường giả. Thiên Đạo Cung chống trơn trưởng lão thì có mấy trăm ngàn vị. Thế lực rắc rối phức tạp, nhưng lại ước chừng có điều. Mà giờ khắc này, Thiên Đạo Cung ngoài cửa. Hai đạo thân ảnh hiện lên. Chính là Viêm Khôn và Vĩnh Hằng Thánh Vương. Chỉ bất quá hai người cũng dịch dung, thủ đoạn cực kỳ cao minh. Thậm chí phối hợp qua Thiên Đạo Cung ở lính gác phía ngoài. Viêm Khôn quả đấm nắm chặt, chiến ý ngút trời, Vĩnh Lão, vẫn là người quan hệ rộng, cả Thiên Đạo Cung đâu có thể tùy tùy tiện tiện tiến vào. Ta đột nhiên nghĩ đến một cái tuyệt diệu phương án. Ngươi nói, chúng ta phối hợp đến Hiên Viên Mạc Tà dùng bữa địa phương, sau đó dùng một giọt Kỷ Lâm Tiên Thiên độc thể máu tươi, biết hay không cầm Hiên Viên Mạc Tà giết. Vĩnh Lão, người già nói ta đầu óc một gân, ta cảm thấy ta vẫn là rất thông minh. Nếu như đại ca ở đây, khẳng định sẽ khen ngợi ta. Vĩnh Hằng Thánh Vương chợt ho khan mấy tiếng. Liếc một cái Viêm Khôn, thằng nhóc ngươi trừ huyết mạch có chút càn khôn tộc dáng vẻ, chỉ số thông minh hoàn toàn không được. Vẫn là lịch duyệt quá ít. Phỏng đoán ngủ say quá lâu, ngủ ngu. Thiên Đạo Cung há là tùy tùy tiện tiện có thể lẫn vào, chúng ta hiện tại bất quá là ở vòng ngoài, ngươi thật lấy vì ngươi có thể thành công tiến vào trong đó. Ta lần này mang ngươi tới, chính là để cho ngươi rõ ràng, ngươi và Thiên Đạo Cung rốt cuộc có nhiều ít chênh lệch. Viêm Khôn khẽ nhíu mày, Vĩnh Lão, bước kế tiếp nên làm như thế nào? Vĩnh Hằng Thánh Vương hai tay một quầy, lui về phía sau một bước, ngươi không phải muốn một quyền đánh nát Thiên Đạo Cung sao? Muốn kế hoạch gì? Hiện tại liền giết đi vào. Gây càng lớn càng tốt. Viêm Khôn có chút bối rối, hắn trước bất quá là nói mạnh miệng, thật để cho một mình hắn tiến vào Thiên Đạo Cung, hắn vẫn là có chút hoảng. Bất quá nhìn Vĩnh Hằng Thánh Vương ánh mắt kia. Hắn sát ý đông lại một cái, bước ra một bước, ta đây muốn xem Thiên Đạo Cung coi là đồ chơi gì. Ngay tại lúc này, Vĩnh Hằng Thánh Vương mở miệng nói, vân. Vân. Viêm Khôn bước chân dừng lại, còn có gì phân phó? Vĩnh Hằng Thánh Vương ném ra một cái trận bàn, làm ngươi sống chết để gặp, khởi động nó sẽ mang ngươi trở về. Đây là ta Vĩnh Hằng nhất tộc bảo vật. Vừa mới dứt lời, Vĩnh Hằng Thánh Vương liền biến mất. Chỉ còn lại Viêm Khôn một người. Viêm Khôn nhận lấy trận bàn, quanh thân lưu động cuồng bạo khí thế, từng bước một hướng Thiên Đạo Cung đi. Người nào? Nháy mắt tức thì, Thiên Đạo Cung bên ngoài đệ tử giữ cửa liền phát hiện Viêm Khôn tồn tại. Mấu chốt Viêm Khôn khí tức trên người quá cường thế. Trong mắt tràn đầy sát ý. Còn kém trên đầu sát ta đến tìm chuyện. Cái này bốn chữ. Không để cho người chú ý cũng khó. Thằng nhóc. Ngươi tới từ nơi nào? Đứng lại, sử dụng Thiên Đạo Cung lệnh bài. Thuộc quyền nơi nào? Ngươi kêu gì? Một cái nửa bước chảm ách đệ tử giữ cửa trực tiếp mở miệng. Viêm Khôn hoạt động một chút cổ, lộ ra một miệng hàm răng trắng noãn, ta tên gì? Hi hi, ta kêu Hiên Viên Mạc Tà cha hắn. Để cho Hiên Viên Mạc Tà con chó này tới nhận cha. Vậy mấy cái đệ tử giữ cửa ngẩn ra? Hoàn toàn bối rối. Bọn họ chưa bao giờ gặp qua tới Thiên Đạo Cung gây chuyện. Càng không có gặp qua gây chuyện người mở miệng liền mắng cung chủ. Đây là não tàn. Một giây kế tiếp, nổi nóng ý tràn ngập toàn thân, tất cả đệ tử giữ cửa sát ý cùng nhau, động thủ, bắt lại người này. Nhưng mà, lời còn chưa nói hết, một đạo đỏ rực tàn ảnh lóe lên. Viêm Khôn đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Rồi sau đó, một quyền đánh ra. Một quyền này. Tựa như ngân hà vỡ nát. Những cái kia ngoại môn đệ tử giữ cửa, tại chỗ hóa là xương máu. Căn bản không có dãy giụa quyền lợi. Cùng thời khắc đó, Thiên Đạo Cung bầu trời một khối màu đỏ thủy tinh phát ra ánh sáng sáng chói. Cả thế giới tựa như biến đỏ. Đây là Thiên Đạo Cung báo động. Thiên Đạo Cung chỗ sâu đền. Ngồi xếp bằng ở trên thần long tu luyện Hiên Viên Mạc Tà tròng mắt đột nhiên mở ra. Sát ý cùng nhau, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Trong hư không xuất hiện một đạo thân ảnh, khải bẩm cung chủ,
tựa hồ có người gây chuyện đến cửa. Giết mấy cái đệ tử giữ cửa. Hiên Viên Mặc Tà nhướng mày một cái, già Thiên Ma Đế sau đó, tựa hồ liền không ai dám tới Thiên Đạo Cung gây chuyện đi. Người này làm sao phối hợp đi lên? 10 giây, xóa đi người này. Thân ảnh kia gật đầu một cái, cung chủ. Sau đó, Hiên Viên Mặc Tà lần nữa nhắm mắt lại. Mà giờ khắc này, một cái to lớn nam tử nhưng là quanh thân đỏ tươi. Chung quanh hắn bao quanh trên trăm vị tu vi chảm ách Thiên Đạo Cung cường giả. Vô số kiếm ý, đao ý tràn ngập. Rậm rạp chằng chịt. Nhưng mà, vậy từng đạo có thể chu diệt bất kỳ chảm ách cường giả lực lượng, rơi vào to lớn nam tử trên người nháy mắt. Toàn bộ biến mất. Tựa như nam tử này thân xác là thế gian chí cương vật chế tạo. Cung chủ có lệnh, lập tức xóa bỏ người này. Một cái người đàn ông trung niên mở miệng nói. Một khắc sau, trăm người bước ra máu tươi, ngón tay dẫn động trận pháp. Mặt đất chấn động, vạn kiếm tề phát. Nhắm thẳng vào to lớn nam tử Viêm Khôn. Viêm Khôn chân mày ngưng trọng, nhưng không sợ chút nào, lão tử Viêm. Lời nói dừng lại. Hắn nhớ tới Vĩnh Lão giao phó, không muốn bại lộ. Vậy thì lấy cái dùng tên giả. Đột nhiên, trong đầu hắn xuất hiện Diệp Thần đã từng tán gẫu qua một ít Hoa Hạ truyền thuyết. Viêm Khôn, Hoa Hạ có cái truyền thuyết, đây là thế giới từ đâu tới. Cực kỳ lâu trước kia, trời và đất còn không có tách ra, vũ trụ hỗn độn một phiến. Có cái kêu bàn cổ cự nhân, ở nơi này hỗn độn bên trong, một mực ngủ 18.000 năm. Có một ngày, bàn cổ đột nhiên tỉnh. Hắn thấy chung quanh một phiến đen nhánh, liền quăng lên cái rìu lớn đầu, hướng trước mắt hắc ám mãnh vỗ tới. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, hỗn độn một mảnh đồ dần dần tách ra. Nhẹ mà thanh đồ, chậm rãi lên cao, biến thành thiên, nặng mà chọc đồ, từ từ hạ xuống, biến thành. Viêm Khôn, đây là ta Hoa Hạ truyền thuyết, giải thích thế giới từ đâu tới, quê nhà ta, kính sợ bàn cổ. Viêm Khôn con người đông lại một cái, vui vẻ cười to, lão tử tên là bàn cổ. Khai thiên ích địa bàn cổ. Hôm nay liền đem các ngươi Thiên Đạo Cung bổ ra. Hạ một hai, Viêm Khôn hai chân đột nhiên cong, sau đó trình độ cao nhất bùng nổ. Cả người lại nhảy một cái ngàn trượng cao. Biến mất. Tại chỗ trăm vị Thiên Đạo Cung trưởng lão trong mắt cổ quái, đây là cái gì võ? Người này muốn chạy trốn. Nhưng mà, bọn họ rất nhanh phát hiện cái gì? Trên bầu trời, một người đàn ông người khoác ngọn lửa, rồi sau đó từ trên trời hạ xuống sắp. Giống như một cái vực ngoại vẫn thạch hạ xuống Thiên Đạo Cung. Thậm chí, một cái đỏ rực trăm trượng quyền ảnh xuất hiện. Vậy bên trong ẩn chứa lực lượng, quá mức dọa người. Mọi người mau rút lui lui. Người đàn ông trung niên đột nhiên mở miệng. Nhưng mà, căn bản không còn kịp rồi. Viêm Khôn từ trên trời giáng xuống quyền ảnh càng ngày càng gần. Nháy mắt tức thì, chạm tới mặt đất. Một cổ do như biển gầm vậy lực lượng, chỉ như vậy bộc phát. Thiên Đạo Cung vậy chắc như bàn thạch mặt đất tại chỗ vỡ vụn. Vết rách chằng chịt hướng bốn phương tám hướng tản đi. Đồng thời, một cổ cực mạnh đợt khí tàn phá hết thảy. Trong phút chốc, những ngày đó đạo cung trưởng lão đồng loạt bị đánh bay. Một cổ vang khắp bầu trời nổ chi âm sau đó tới. Thiên Đạo Cung tựa như nghênh đón một tràng chưa từng có trong lịch sử động đất. Vực sâu cái hố, xúc mục kinh tim. Mà trong hố sâu Viêm Khôn chậm rãi đứng lên, hắn người khoác ngọn lửa, trong mắt như hỏa diễm cháy. Đó là càn khôn nhất tộc càn khôn lửa. Hắn từng bước một hướng Thiên Đạo Cung đi. Hiên Viên Mặc Tà, tới xem ngươi cha. Một đạo gầm thét truyền khắp vạn dặm. Lại là truyền đến Hiên Viên Mặc Tà cung điện bên trong. Hiên Viên Mặc Tà tròng mắt mở ra, giết. Một giây kế tiếp, Viêm Khôn chung quanh, hư không biến dạng. 10 đạo ông già bóng người xuất hiện. Cái này 10 vị ông già, bất kỳ một người nào hơi thở cũng tuyệt nhiên thiên hạ. Viêm Khôn bước chân dừng lại, hắn biết đây là một tràng ngạnh chiến. Xem ra Vĩnh Hằng Thánh Vương nói không sai, hắn chu diệt vòng ngoài trưởng lão có thể không mạnh, nhưng là Thiên Đạo Cung chân chính mạnh mẽ là chỗ sâu nhất người. Ví dụ như trước mặt 10 người. 10 người kia sát ý ngưng tụ, không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp động thủ. Vô biên kiếm ảnh cắn nuốt Viêm Khôn. Ngay tức thì,
Viêm Khôn quanh thân lại xuất hiện vết thương, thậm chí chảy máu. Có thể để cho Càn Khôn nhất tộc chảy máu lực lượng là có kinh khủng dường nào. Viêm Khôn nhìn một cái mình thương thế, con người đông lại một cái, gầm hét lên, lão tử Viêm. Bàn cổ, không sợ hết thảy địch. Nói xong, hắn liền một quyền như vậy một quyền sát nhập vào 10 người bên trong. Hắn phải làm chính là lấy tổn thương đổi tổn thương. Âm phịch, quyền quyền đến thịt. Một người trong đó lại rất miễn cưỡng bị Viêm Khôn đánh thành thịt nát. Còn lại 9 người con người có chút sợ hãi. Ở bọn họ xem ra, cái này kêu bàn cổ người chính là một người điên. Kết trận, cung chủ tức giận, tốc chiến tốc thắng. Trong phút chốc, trận pháp dậy. 9 người lực lại là mang một chút thiên đạo ý chí, hướng Viêm Khôn quyền ảnh đi. Đụng, hai cổ cực hạn năng lượng vào giờ khắc này hoàn toàn bùng nổ. Viêm Khôn thân thể nhất thời bay ra ngoài. Hắn dẫu sao khoảng cách tỉnh lại còn không có quá lâu. Thậm chí không có khôi phục đỉnh cấp. Đụng gặp cường giả như vậy, tự nhiên không địch lại. Viêm Khôn phun ra một ngụm máu tươi, hắn chợt đánh mặt đất, lại đứng lên. Hiên Viên Mặc Tà cái này chó nhỏ tử, vì sao không gặp vừa gặp cha? Ha ha! Lại là một quyền đập ra. 9 người tách ra. Lại có một người trọng thương. Người điên. Triệt triệt để người điên. Viêm Khôn vết thương trên người càng ngày càng nhiều, nhưng giờ phút này hắn nhưng là giết mù quáng. Ngực hắn nhiều một đạo nhìn thấy mà giật mình vết đao. Thậm chí thấy được huyết cốt. Nhưng mà hắn chân mày không có nhíu một cái, lại là một quyền đánh ra. Lại một người trọng thương. Chỉ còn lại 7 người. 7 người này trong mắt cũng viết đầy sợ hãi. Người bình thường chịu đựng bọn họ một kích như vậy. Đã sớm chết rồi. Tên này lại vẫn còn sống. Hơn nữa còn có thể bị thương nặng. 7 người bước ra máu tươi, ngón tay bắt pháp quyết, mời sư huynh ra tay. Rồi sau đó, Viêm Khôn sau lưng hư không biến dạng. Một cái ông già xuất hiện. Ông lão trong mắt bình thản, đưa ra chỉ một cái. Trong phút chốc, một cổ cực hạn năng lượng phun trào. Lại là hóa là một đạo cột sáng xuyên thấu Viêm Khôn thân thể. Đụng. Lần này, Viêm Khôn hung hãn nện xuống đất. Thở hồng hộc. Viêm Khôn tay cầm trận bàn, cười. Xem ra, ta thực tập thật còn chưa đủ đâu. Bất quá, trận chiến này, rất thoải mái. Ha ha. Lão kia người đã xuất hiện ở Viêm Khôn trước người, mặt mũi như cũ bình thản, nhưng lại mở miệng nói, nhiễu loạn thiên đạo cung người, chết. Hắn chỉ một cái ra. Cần phải chém chết Viêm Khôn. Nhưng vào lúc này, Viêm Khôn trong tay đột nhiên xuất hiện một cái trận bàn. Trận bàn ánh sáng rực rỡ lưu truyền. Viêm Khôn biến mất. Hơn nữa, toàn bộ thiên đạo cung lưu truyền một đạo uy chấn thiên hạ thanh âm. Ha ha, lão tử bàn cổ sẽ còn trở lại. Lần kế tới, ta phải dẫn theo đại ca ta. Đại ca ta kêu, Diệp Bức Vương, ha ha ha. Hiên Viên Mặc Tà chó nhỏ tử, cho lão tử chờ. Cái này một giọng nói giống như ma âm. Thật lâu không tiêu tan. Định trước thành là thiên đạo cung sỉ nhục. Thật ra thì Viêm Khôn thầm kinh hãi, hắn thiếu chút nữa liền nói ra Diệp Thần tên chữ. Vậy nhất định phải chết. Cũng may, trong đầu hắn lại hiện ra Kỷ Lâm Niệm Niệm lại nhảy lời nói. Hiển nhiên, Diệp Bức Vương chính là Kỷ Lâm lấy. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Thần, Sở Doanh, Lâm Nhã cầm đám người ở Thần Nguyên Thành, chung nhau vượt qua cái này khánh thần ngày. Ở bọn họ vui đùa đồng thời, Diệp Thần danh tiếng vậy hoàn toàn truyền ra. Bại trong chớp mắt Quỷ Đao môn đệ tử chân truyền Vũ Phong trước, chém chết Chấn Long Điện đệ nhất thiên tài Hoa Thần Tân, một kiếm oai, đủ để dung chuyển võ đạo quy luật. Đủ loại truyền thuyết, ở trong thần quốc, không ngừng truyền lưu. Khánh thần ngày sau khi kết thúc, mấy người ngồi long xa này, rời đi Thần Nguyên Thành. Trong long xa, Lâm Nhã Cầm đột nhiên đối với Diệp Thần hỏi. Diệp Thần, ta có thể không thể gia nhập Thần Cực Tông. Nàng mặc dù kiêu ngạo, nhưng, lần này đối mặt Hoa Thần Tân, nàng nhưng hơn nữa cảm nhận được thực lực trọng yếu. Lúc ấy, Diệp Thần cùng Hoa Thần Tân giao thủ lúc đó, nàng chỉ có thể đứng ở một bên, không có sức trông chờ loại cảm giác này, nàng lại cũng không muốn cảm nhận được. Mà tăng lên thực lực, cần tu võ tư nguyên giúp đỡ. Diệp Thần cười nói, cho dù ngươi không nói. Ta cũng muốn cho ngươi gia nhập.
Dẫu sao, Lâm Nhã Cầm, ở Thần Huyền Tông quá lãng phí. Vừa nói, hắn nhìn về phía Hứa Mộng Thu nói, rất nhiều tông chủ không cần lo lắng, cho dù Nhã Cầm gia nhập Thần Cực Tông, cũng có thể và Thần Huyền Tông giữ quan hệ, ta có thể thế sư phụ làm chủ, nếu như ngươi nguyện ý, Thần Huyền Tông có thể trở thành Thần Cực Tông phụ thuộc. Hứa Mộng Thu mừng rỡ nói, đa tạ Diệp công tử. Trở thành phụ thuộc, đệ tử, liền có thể tấn thăng tầng trên tông môn, thậm chí, tầng trên tông môn còn sẽ căn cứ tên đệ tử này biểu hiện, dành cho tu võ tài nguyên, để báo đáp lại. Hơn nữa, trở thành Thần Cực Tông phụ thuộc, đây chính là vô số hai nhóm thế lực, cũng chuyện mơ tưởng cầu mong tình à. Diệp thần lại nói, cầm trà nhi, vậy nhận lấy đi. Mặc dù, Duẫn Minh cảnh giới bây giờ, còn chưa đủ để gia nhập Thần Cực Tông, nhưng, bây giờ Diệp thần, đã có năng lực che chở nàng. Một ngày này, Diệp thần đang tu hành bên trong, đột nhiên tâm thần động một cái, mở hai mắt ra. Thân hình chớp mắt, liền xuất hiện ở Thần Cực Tông đại điện bên trong, Ngọc Chân Tử mặt đang mỉm cười chờ ở nơi đó. Diệp thần thi lễ nói, sư phụ. Ngọc Chân Tử khẽ mỉm cười, Diệp thần, mới vừa chúng ta nhận được tin tức, thần quang nghi thức, một tháng sau đó, liền muốn bắt đầu, người đoạn thời gian này, chuẩn bị sẵn sàng. Thần quang nghi thức, Diệp thần có chút nghi ngờ, thần quang nghi thức là cái gì? Ngọc Chân Tử giải thích, chúng ta Thần Cực Tông, có một cây thần trụ, người biết chưa? Diệp thần gật đầu. Thần trụ, có thể từ thượng giới, truyền một ít võ, tu võ tài nguyên xuống, nhưng thực, mỗi cái tông môn thần trụ, cũng chẳng qua là chi nhánh mà thôi, chân chính hạch tâm, là một nơi được gọi là chấn thần tháp địa phương. Chấn thần tháp bên trong, hàm chứa vô số thời kỳ viễn cổ, cùng với cường giả chi địa bên trong võ đạo tài nguyên, nhưng, mở chấn thần tháp, cần phải tiêu hao năng lượng rất lớn, cho nên, mỗi trăm năm, mới có thể mở khải một lần. Mà mỗi lần mở chấn thần tháp, để cho trẻ tuổi nhất đại đệ tử, tụ tập ở chấn thần tháp chung quanh, tiến hành hiểu, liền bị thần quốc người, gọi là thần quang nghi thức. Mỗi một người, cả đời chỉ có thể tham gia một lần thần quang nghi thức, lần này thần quang nghi thức, ngay tại một tháng sau này. Đến lúc đó, toàn bộ thần quốc, chỉ cần là nhập phẩm cấp thế lực, đều có tư cách đề cử đệ tử tham gia, bất quá, căn cứ tông môn địa vị, sẽ quyết định ở cách chấn thần tháp vị trí nào, tiến hành hiểu. Nhất đến gần chấn thần tháp vị trí, liền thuộc về thần quốc một nhóm thế lực. Cho nên, thần quốc một nhóm thế lực, vẫn luôn là không thể chống lại tồn tại. Thần quang nghi thức. Diệp thần nghe vậy, hai tròng mắt sáng lên. Hắn hiện tại, đang buồn không có tăng thực lực phương pháp tốt. Lúc này, mở miệng nói, sư phụ, có thể nói nhiều nói liên quan tới thần quang nghi thức đồ sao? Ngọc Chân Tử nói, ừ, trên căn bản, mỗi lần tham gia thần quang nghi thức thiên tài, thực lực, cũng có thể được bùng nổ kiểu tăng lên. Thần quang nghi thức tiến hành lúc đó, tất cả thiên tài, ở tông môn đối ứng khu vực, tiếp nhận thần quang tẩy rửa, thông thường mà nói, ở thần quang nghi thức bên trong, kiên trì được càng lâu, đối với thực lực tăng lên, lại càng lớn. Mà ở thần quang nghi thức bên trong, có thể có được chỗ tốt rất nhiều, ví dụ như ở thần quốc, gần như thất truyền trong một phần cổ võ kỹ, viễn cổ võ đạo công pháp, ở thần quang dưới ảnh hưởng, tăng cường huyết mạch lực, thức tỉnh nào đó loại huyết mạch pháp thể. Thậm chí trực tiếp tu vi bạo tăng, đột phá cảnh giới vân. Vân, đã từng, thậm chí có qua truyền thuyết, một cái có một loại vô cùng là cấp thấp trời xanh pháp thể chín cùng tông môn đệ tử, hắn tông môn thưa thớt, chỉ còn lại một mình hắn, bởi vì này cơ duyên xảo hợp dưới, tham gia thần quang nghi thức, mà ở nghi thức bên trong, hắn vậy sơ đẳng pháp thể, lại là trực tiếp biến dị, trở thành một loại vô cùng là kinh khủng tồn tại, tên kia chín cùng tông môn đệ tử, vậy vì vậy cường thế quật khởi. Một đường nghịch thế lên, cuối cùng, hoành đè toàn bộ thần quốc, trở thành một đời đỉnh cấp bá chủ. Bước vào thượng giới. Tóm lại, đây đều là một cái tăng lên thực lực thật tốt cơ hội. Hơn nữa, thần quang nghi thức mặc dù thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ngoại lệ, nhưng tổng thể mà nói, có cái quy luật, chính là tu võ tư chất càng nghịch thiên, ở nghi thức bên trong, lấy được chỗ tốt, thì càng kinh người. Hiện tại. Ngọc Chân Tử trên mặt lộ ra một người vô cùng là nụ cười sáng lạng, ngươi hẳn biết, lần này nghi thức, đối với ngươi trọng yếu bực nào chứ? Hắn vậy thật là tò mò, Diệp thần ở thần quang nghi thức bên trong, có thể được như thế nào chỗ tốt? Diệp thần tiêu diệt Hoa Thần Tân,
đủ để biểu hiện ra Diệp Thần thiên phú kinh người và thực lực. Thậm chí ở thần quốc lịch sử bên trên, cũng rất khó thấy xem Diệp Thần như vậy yêu nghiệt, như vậy kinh khủng tu võ tư chất, ở thần quang nghi thức bên trong, có thể không bùng nổ. Ha ha! Thần cực tông, muốn quật khởi. Cái này thần quang nghi thức sau đó, nhất định phải quật khởi. Diệp Thần gật đầu một cái, cũng là đầy mặt vẻ hưng phấn, mở miệng nói, vậy, đệ tử cái này thì đi trước chuẩn bị. Đợi một chút, Ngọc Chân Tử đột nhiên lấy ra một cái ngọc giản nói, nghe nói, người gần đây đang thu thập tất cả loại cao cấp cấp võ. Đây là vi sư, từ trong tay người khác đổi lấy một bản nửa bước viễn cổ cấp vũ kỹ nguyên điển, cầm đi tu luyện đi. Diệp Thần hơi sững sờ, trong mắt, thoáng qua một hồi cảm động. Ngọc Chân Tử, mặc dù nói được hời hợt, nhưng hắn biết, cái này nửa bước viễn cổ cấp võ, tới không dễ. Nửa bước viễn cổ cấp võ, coi như là làm một nhóm thế lực chấn tông võ, cũng đủ à. Làm sao có thể, tùy tùy tiện tiện là có thể đổi tới trong tay. Hơn nữa, vẫn là nguyên điển. Sợ rằng, thần cực tông làm trả giá khó có thể tưởng tượng tài nguyên, giá phải trả chứ. Liền bởi vì mình cần, liền đổi. Tông môn đối với mình, thật không tệ. Diệp Thần không có nói gì nhiều, nhận mai ngọc giản này, đối với Ngọc Chân Tử nói, đa tạ sư phụ. Trong lòng, nhưng là ấm áp, hắn từ trước đến giờ ân oán rõ ràng, thần cực tông đối với hắn tốt, hắn sẽ không quên, đồng thời, hắn đối với vậy thần quang nghi thức, cũng càng thêm mong đợi. Hắn nhất định phải, ở thần quang trong nghi thức, biểu hiện tốt một chút, hồi báo tông môn. Ngọc Chân Tử cười cười, đối với Diệp Thần nói, tốt lắm, hồi đi tu luyện đi. Đổi cái này nửa bước viễn cổ cấp võ, quả thật trả giá rất lớn. Tốn hết 10% nội tình, mặc dù, nếu như đổi phỏng chế phiên bản, có thể tiện nghi rất nhiều, nhưng Ngọc Chân Tử biết, càng cao đẳng võ, nguyên điển, liền càng trọng yếu. Một chút xíu thần vận chưa tới mức, đúng bản võ bí tịch, liền phế. Cho dù thành công làm lại, ở võ đạo ý vận, uy lực các phương diện, cũng sẽ có nơi khác biệt, Ngọc Chân Tử không cho phép từng tia khác biệt tồn tại. Hơn nữa, cao cấp vũ khí nguyên điển bên trong, cũng sẽ hàm chứa một chút tác giả lưu lại thuần túy thần ý, cái này thần ý, rất trọng yếu. Bất quá, mỗi một cái sử dụng nguyên điển tu luyện võ giả, cũng sẽ đối với thần ý tạo thành tiêu hao, vì thế, thậm chí Ngọc Chân Tử mình cũng không có hiểu vũ kỹ này, liền trực tiếp giao cho Diệp Thần. Nếu, là Diệp Thần đổi, dĩ nhiên là muốn đổi tốt nhất. Hơn nữa, hắn một chút cũng bất giác được thua thiệt, hối hận. Là Diệp Thần bỏ ra. Đó là phải, nếu không, Diệp Thần dựa vào cái gì hồi báo tông môn? Hắn, thấy rất rõ ràng, Diệp Thần cường đại, chính là thần cực tông cường đại. Làm sao sẽ thua thiệt? Hắn thậm chí đem Diệp Thần coi thành mình đứa nhỏ. Hắn nguyện ý vì Diệp Thần bỏ ra hết thảy tài nguyên. Cho dù là mình sinh mạng. Cùng lúc đó, thần quốc, thiên đạo cung. Hơn 10 vị ông già nửa quỳ ở trên đại điện. Bầu không khí, cực kỳ ngưng trọng. Mà đại điện phía trên nhất, là một cái ăn mặc rồng màu vàng bào nam tử. Nam tử dưới người, bàn đang nằm một đầu khí thế ngập trời rồng thần. Rồng thần trong mắt đóng chặt, vậy thật dài long tu bên trên lại thiêu đốt ngọn lửa cực mạnh. Thậm chí làm cho cả đại điện nhiệt độ cũng tăng lên mấy phần. Hiên Viên Mặc Tà đứng lên, ánh mắt ngưng mắt nhìn dưới đại ông già. Chợt cầm trong tay một cái ngọc giản nhét vào một cái ông lão trên mình. Lực lượng cuồng bạo thậm chí mơ hồ để cho cái đó ông già lui về sau mấy phần. Phải biết cái này ông lão hơi thở, nhưng mà chạm ách đỉnh phong. Mặc dù không phải là thiên đạo cung cao cấp cường giả, nhưng dõi mắt toàn bộ thần quốc, cũng coi là một khối cường giả. Trên đại điện, vén lên trận trận cuồng phong bạo vũ. Sát ý thậm chí ở Hiên Viên Mặc Tà trên mình không ngừng phóng thích. Phế vật, một đám phế vật vô dụng. Thiên đạo cung nuôi các ngươi đám người này làm gì? Một tên tiểu tử thúi ở các ngươi mí mắt phía dưới rất miễn cưỡng giết tới thiên đạo cung, đả thương mấy trăm vị trưởng lão. Còn bị hắn bình yên rời đi. Các ngươi đám phế vật này, có cái gì tư cách đứng ở trước mặt của ta? Dưới đại ông già không người dám lời nói. Bọn họ biết nếu như cái này giờ phút quan trọng chạm Hiên Viên Mặc Tà chân mày, vậy thì thật hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tức giận ngắn ngủi sau đó, Hiên Viên Mặc Tà bình tĩnh lại.
hắn ngồi về vị trí cũ, lại đem một phần khác ngọc giản ném ra ngoài. Còn có trước đây không lâu, ám sát thần bí kia thanh niên nhiệm vụ, giống vậy thất bại. Ta vì sao đến hiện tại mới phát hiện, thiên đạo cung nuôi một đám phế vật. Chẳng lẽ nhất định phải vận dụng những cái kia bế quan trưởng lão mới được. Từ linh võ đại lục bắt đầu, chúng ta thiên đạo cung liền một mực bị người khác sát lại đi, vĩnh hằng thánh vương, ma đế, thần bí kia thanh niên, hiện tại lại thêm một cái. Bàn cổ, khẩu khí thật là lớn, vậy mãng phu mưu toàn khai thiên tích địa. Đây là muốn mở ta hiên viên mặc tà hổ thẹn à. Nhiều người như vậy, vẫn không đánh thắng một cái không cần bất kỳ vũ kỹ nào mãng phu. Các ngươi là chính cống phế vật. Mất thể diện, thật là thiên đạo cung vô cùng nhục nhã. Mấy giây sau này, hiên viên mặc tà tiếp tục nói thôi, ta hôm nay không hề muốn truy cứu chuyện này, ta chỉ hy vọng các ngươi có thể mang về cái đó tiểu súc sinh. Trần trưởng lão, ngươi và tên kia giao thủ qua, có thể phát hiện đầu mối gì? Một vòng thân phun trào ra dùng mình ông già đứng dậy, chắp tay một cái, suy nghĩ sâu xa chốc lát, người nọ lúc ấy mặc dù không vận dụng bất kỳ vũ kỹ nào, nhưng ta có thể cảm giác được người này huyết mạch rất đặc thù. Lại rất quen thuộc. Có chút xem. Hiên viên mặc tà nhướng mày một cái, lập tức nói, giống ai? Trần trưởng lão do dự một chút, vẫn mở miệng nói, càn khôn nhất tộc huyết mạch. Càn khôn nhất tộc là thần tộc. Hơn nữa vậy kêu là bàn cổ người, thể xác cực kỳ cường hãn, ngược lại cũng phù hợp càn khôn nhất tộc giải thích. Chỉ là, càn khôn nhất tộc, rõ ràng đã hủy diệt, không có người nào sống sót, tại sao lại đột nhiên xuất hiện một cái như này tương tự người? Thần không để ý tới rõ ràng. Thời gian khóa độ quá rất xưa, thần quốc hẳn không có thể có loại nhân tài này đối với. Đây là điều tra chỗ khó khăn nhất. Hiên viên mặc tà tròng mắt nhắm lại. Hắn tựa như chộp được đầu mối gì. Đột nhiên, hắn tròng mắt mở ra. Đôi tròng mắt kia lộ vẻ dữ tợn và sát ý. Hiên viên mặc tà đột nhiên cười, cái này bàn cổ sự việc, ngược lại để cho ta nhớ tới linh võ đại lục càn khôn sát vực sự việc. Trước đây không lâu, càn khôn sát vực dị động, thiên đạo ý chí hạ xuống. Cái đó thiên đạo không cách nào bắt thần bí thanh niên vậy ở trong đó. Thật giống như, tất cả mọi thứ liên hệ. Cái này gọi là bàn cổ người, tuyệt đối không thể nào vô căn cứ xuất hiện. Thú vị, rất thú vị. Nếu như ta không đoán sai, cái này bàn cổ phải cùng thần bí kia thanh niên có chút liên lạc. Về phần tại sao đột nhiên đối thiên đạo cung ra tay? Có lẽ, có người muốn đánh đoạn ta thiên đạo cung trận cước đây. Trần trưởng lão và tất cả trưởng lão con ngươi đồng loạt sáng lên, cung chủ anh minh. Bất quá, hiên viên mặc tà đột nhiên mở miệng. Chúng ta như muốn biết càng nhiều, có lẽ không nên tìm cái đó gọi bàn cổ người. Mà là đi gặp vừa gặp cái tên kia. Cái đó, từ càn khôn sát vực mang về thu hoạch ngoài ý muốn. Giờ khắc này, hiên viên mặc tà trong con người hiện lên sát ý lạnh như băng. Sát ý này, ngút trời. Hắn đứng lên, tay áo chấn động một cái, các ngươi lui ra. Rất nhiều trưởng lão tự nhiên rõ ràng hiên viên mặc tà phải làm gì. Nháy mắt tức thì liền biến mất ở trên đại điện. Cùng mọi người biến mất, hiên viên mặc tà liền tới đến một nơi bích họa trước, năm ngón tay chạm được bích họa. Một hồi xanh nhạt ánh sáng lóe lên. Bích họa mở ra. Bích họa bên trong, lại có động thiên khác. Đó là một cái u ám thế giới, không có một chút linh lực chập chờn, yên lặng giống như là luyện ngục. Hiên viên mặc tà đi qua một đạo tràn đầy phù văn hành lang. Trên hành lang lại dán đầy rậm rạp chằng chịt ngạch phù văn. Phù văn lên ký hiệu không thuộc về linh võ đại lục, càng không thuộc về thần quốc. Cực kỳ tối tăm, tựa như trấn áp cái gì. Rất nhanh, hiên viên mặc tà bước chân dừng lại. Trước mặt hắn là một tòa độc lập nhà tù. Nhà tù mỗi một nơi, cũng tản ra cực kỳ khí tức quỷ dị. Đây là vực ngoại một loại thiên thạch. Giá trị liên thành. Một quả liền vượt xa dù sao cũng thần vân thạch. Huống chi cái này nhà tù, tất cả đều do cái này loại thiên thạch chế tạo. Nhà tù bên trong, một người mặc khôi giáp người đàn ông trung niên tròng mắt đóng chặt. Hắn quanh thân bị một đạo vô hình xiềng xích trói buộc. Chàng trai bên người cắm hai đạo lộ ra cực mạnh hơi thở vũ khí. Một chuôi tiết lộ ra vô tận sát ý trường thương. Một đạo quấn vòng quanh ngút trời chiến ý cự cung.
dây cung không nhúc nhích. Phảng phất là tử vong trước yên tĩnh. Như dây cung động một cái, tất nhiên trời long đất lỡ. Cho dù cảm giác được có người xuất hiện ở nhà tù ra, nam tử tròng mắt như cũ nhắm. Giếng cổ không dao động. Hiên Viên Mặc Tà ngưng mắt nhìn nhà tù ở giữa người đàn ông mấy giây, đột nhiên vỗ tay, không hổ là chấn động thần quốc lăng thiên mũi tên thần, không nhúc nhích một chút, vậy tản ra cực mạnh võ đạo ý. Có lẽ, đem ngươi nhốt, có chút làm khó ngươi. Nghe ngươi lăng thiên mũi tên thần ở thần quốc và vực ngoại thiên ma trong một trận đánh bắn ra kinh thiên một mũi tên, chấn động thương khung. Ta tuy không chính mắt làm chứng, nhưng thật rất có hứng thú đây. Nếu không, ta tháo ra ngươi cấm chế, ngươi là ta bắn ra một mũi tên, như thế nào? Lăng thiên mũi tên thần vẫn không có một chút phản ứng. Hiên Viên Mặc Tà không chút nào bất ngờ, tiếp tục nói, ngươi biết ta vì sao không thu vũ khí của ngươi sao? Ta liền muốn để cho ngươi cảm nhận được như vậy cảm giác vô lực. Nghe vũ khí của ngươi có núi nhạc nặng, thế gian trừ ngươi, không người có thể dơ lên. Ngươi một khi động huyền, hỗn độn cường giả cũng sẽ sợ hãi. Cường giả như vậy, vì sao sẽ khốn tại nho nhỏ này nhà tù đây? Hiên Viên Mặc Tà đổi câu chuyện, tiếp tục nói, hôm nay ta đến tìm ngươi, là muốn cho một mình ngươi rời đi cơ hội. Ngươi ở Càn Khôn sát vực bên trong rốt cuộc nhìn thấy cái gì? Ta muốn biết, và ngươi dính nhân quả thanh niên, kết quả tên gì? Chỉ cần ngươi nói cho ta, ta lập tức cho ngươi tự do. Nhưng mà, lăng thiên mũi tên thần như cũng nhắm hai mắt mâu. Không bị bất kỳ sự việc chập chờn nội tâm yên lặng. Hiên Viên Mặc Tà mới vừa muốn nói cái gì, một đạo lạnh như băng thêm thực cốt thanh âm đột nhiên vang lên cút. Đây là lăng thiên mũi tên thần chỉ nói một cái chữ. Một khắc sau, Hiên Viên Mặc Tà diễn cảm cực độ dữ tợn. Tay hắn chỉ bắt pháp quyết, ngay tức thì, nhà tù bên trong sấm sét tràn ngập. Vậy vượt qua hỗn độn lực lượng sấm sét, có thể xóa bỏ hết thảy. Mà lăng thiên mũi tên thần chân mày cũng không nếp nhăn động một chút, vô cùng bình tĩnh. Hai tiếng sau đó, Hiên Viên Mặc Tà rời đi. U ám nhà tù bên trong, vậy bóng mở loang lổ người đàn ông mặt, cặp mắt kia đột nhiên mở ra. Cực mạnh nhuệ khí, thậm chí làm cho cả lồng giam chấn động mấy phần. Diệp thần, người có thể là ta thoát khỏi nơi đây, hy vọng duy nhất. Thần quốc 10 cấm địa lớn tới 2. Biển máu cốc. Cả người lên phân bố vết thương to lớn nam tử chật vật mở mắt ra. Nếu như cẩn thận xem, tất nhiên sẽ phát hiện to lớn nam tử vết thương trên người đang tự khỏi bệnh. Vết thương bên trên lại là phun trào ra càn khôn lửa. Đây là càn khôn tộc lớn nhất đặc điểm. Người này, chính là Viêm Khôn. Viêm Khôn mở mắt ra, thở ra một ngụm chọc khí, hai tay nện đất, chợt đứng lên. Hắn hoạt động một chút cổ, hùng hùng hổ hổ nói, chó rác rưởi Hiên Viên Mặc Tà, lần này thù, lão tử nhớ. Đừng để cho ta bắt được. Nếu không lão tử chính là một chiêu càn khôn bạo cái chùy. Nói xong, hắn ánh mắt đảo mắt nhìn chung quanh, khi thấy một cái đang uống rượu ông già, vội vàng đi tới. Vĩnh lão, Vĩnh Hằng Thánh Vương uống một hớp rượu, nhàn nhạt nói, biết ngươi và Thiên Đạo Cung chênh lệch. Viêm Khôn mặc dù có chút không vui, nhưng vẫn là nói, biết. Vĩnh Hằng Thánh Vương mở mắt ra, lãnh ý phun trào, Viêm Khôn, ngươi thấy Thiên Đạo Cung chỉ bất quá một góc băng sơn. Có thể nắm trong tay một phần chia thiên đạo lực tồn tại. Vĩnh viễn không thể khinh thị. Nhớ, người cố nhiên chảy xuôi càn khôn tộc huyết mạch, nhưng tuyệt không thể khinh thị người bất kỳ. Vậy sẽ hại chết ngươi. Càng sẽ hại chết đại ca ngươi. Giờ khắc này, Viêm Khôn vậy cuồng vọng diễn cảm, đột nhiên thay đổi. Thay đổi cực độ nghiêm túc. Bất kỳ dính dấp đến chuyện của đại ca tình, đối với hắn mà nói đều là trọng yếu nhất. Vĩnh lão, ta biết, từ nay về sau, ta tuyệt không nhẹ coi người bất kỳ, cố gắng tăng lên thực lực. Vĩnh Hằng Thánh Vương hài lòng gật đầu một cái, mấy bước bây giờ chính là đi tới một cái bàn cờ trước. Hắn ngồi xuống, chỉ trong đó một con cờ nói. Viêm Khôn, cái này bàn viễn cổ trong bàn cờ, Diệp Thần là trọng yếu nhất tồn tại. Đặt ở cuộc cờ quy tắc bên trong, hắn chính là tất cả con cờ cũng phải bảo vệ tướng soái. Mà ngươi, chính là ở bàn cờ này bên trong. Không chỉ muốn làm là tấn công tồn tại, càng phải thành tựu bảo vệ tướng soái tồn tại.
Ngươi cái thúng trên người, rất nặng. Đây là ta đối với ngươi đặc huấn một trong những nguyên nhân. Viêm Khôn gương mặt viết đầy kiên nghị. Đột nhiên, hắn mở miệng nói, đại ca cũng là con cờ. Vĩnh Hằng Thánh Vương lắc đầu một cái, hắn thân phận quá đặc thù, hắn có thể là người đánh cờ. Hắn như thua, bàn cờ này, liền hoàn toàn kết thúc. Ngươi, ta, thậm chí còn tất cả mọi người, cũng thua. Biết chưa? Mặc dù Viêm Khôn vẫn là có chút nghi ngờ, nhưng vẫn là gật đầu, Vĩnh Lão, bước kế tiếp ta nên làm như thế nào? Vĩnh Hằng Thánh Vương ngẩng đầu lên, đưa tay ra, chỉ hướng vậy hài cốt thật mệt mỏi biển máu, nói, người đi vực ngoại chiến trường còn quá sớm, dưới mắt, người địch nhân là cái này một phiến biển máu. Làm ngươi có thể nổ cái này một phiến vô tận trọng lực biển máu lúc đó, cũng có thể đi gặp đại ca ngươi. Viêm Khôn nhìn về phía vậy phiến biển máu, thần sắc ngưng trọng, hai chân cong, đột nhiên bùng nổ. Xông lên trời. Rồi sau đó một quyền nện xuống liền vậy phiến biển máu. Đụng. Vô tận cự lực vào giờ khắc này đụng chạm. Viêm Khôn vốn cho là biển máu sẽ tung lên sóng gió kinh hoàng. Nhưng mà, biển máu không có một chút chập chờn. Hơn nữa, tay hắn, đã máu thịt mơ hồ. Sau đó, Vĩnh Hằng Thánh Vương vậy thanh âm mờ ảo truyền tới, đây là thần quốc biển chết, nó là một đầu vực ngoại cự thú máu. Nó bên trong tràn đầy tử vong. Thậm chí, người sẽ gặp nguy hiểm. Một giây kế tiếp, biển máu bên trong lại phun trào, được thành một đạo vòng xoáy to lớn, đem Viêm Khôn cuốn vào trong đó. Viêm Khôn quanh thân thiêu đốt lên càn khôn lửa. Nước lửa hòa vào nhau, không biết thắng bại. Đây là thuộc về Viêm Khôn thực tập. Diệp Thần từ Ngọc Chân Tử vậy trở lại mình chỗ ở bên trong. Hắn mới vừa đẩy cửa ra, chính là cảm nhận được một cổ cực mạnh hơi thở phun trào. Hắn con người đông lại một cái, vội vàng đóng cửa lại. Một khắc sau, hắn túi màu đen đá liền bay ra. Trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Diệp Thần vừa định đưa tay ra đụng chạm, chính là bị một cổ lực lượng hút vào. Nháy mắt tức thì, hắn liền xuất hiện ở luân hồi mộ địa. Để cho hắn bất ngờ phải, luân hồi mộ địa bên trong, hai người đối lập mà đứng. Bầu không khí cực kỳ cổ quái. Cái này hai người không phải người khác, chính là Thương Cổ Y Thần và Cuồng Võ Bá Chủ. Bọn họ lại có thể giằng co. Cuồng Võ Bá Chủ quanh thân vén lên trận trận gió lớn, vô tận sát ý phun trào. Mà Thương Cổ Y Thần quanh thân châm cứu vần quanh, trong tay nắm một quả trận bàn. Lão Thương, Lão Cuồng, hai người các ngươi đây cũng là nháo vậy một ra. Nhưng mà, Diệp Thần còn chưa nói hết, Thương Cổ Y Thần và Cuồng Võ Bá Chủ chính là hai miệng đồng thanh nói, om sòm. Diệp Thần. Diệp Thần cũng là phục cái này hai người. Lão Thương và Lão Cuồng ở luân hồi mộ địa đã vài ngày rồi, ân oán còn không có giải quyết. Diệp Thần dứt khoát liền tìm một chỗ ngồi xuống, hắn cũng muốn xem Lão Thương và Lão Cuồng. Ai hơn mạnh một ít? Cuồng Võ Bá Chủ võ đạo ý không ngừng ngưng tụ, trong mắt như lửa ngưng mắt nhìn Thương Cổ Y Thần. Thương Cổ Y Thần, mặc dù ngươi bất quá là một đạo thần niệm, nhưng là hôm nay, ta sẽ để cho ngươi cảm nhận được vì sao là ngút trời cơn giận. Thương Cổ Y Thần biết mình không đường có thể lui, tay cầm trận bàn, ngón tay nhanh chóng bắt pháp quyết, ta tuy cả đời điều nghiên y thuật, nhưng võ đạo, chút nào không kém. Hôm nay sẽ để cho ngươi cảm thụ một chút ta tìm long phá trận thuật. Cuồng Võ Bá Chủ cười lạnh một tiếng, chính là thuật pháp, ở võ đạo ý vận trước coi là cái gì, hôm nay nếu không giết ngươi, ta cũng không kêu Cuồng Võ Bá Chủ. Đổi kêu Cuồng Chó Bá Chủ. Cố nhiên hai người đều là thần niệm, nhưng Cuồng Võ Bá Chủ có tuyệt đối lòng tin. Thương Cổ Y Thần không yếu thế chút nào, giỏi một cái con rùa đen bá chủ. Hôm nay ta Thương Cổ Y Thần như tránh một chút. Ta liền đổi tên Kinh Sợ Cổ Y Thần. Một giây kế tiếp, hai người linh lực hội tụ, kinh thiên nhất kích sắp ở luân hồi mộ địa diễn ra. Diệp Thần cảm giác không ổn, lui về phía sau 100 mét. Ngay tại hai cổ cực hạn lực lượng muốn đụng nhau nháy mắt, luân hồi mộ địa bầu trời, đột nhiên xuất hiện một phiến màu vàng kim mũi tên biển. Mũi tên biển giống như một con cự thú cuồng bạo tới. Một khối mộ bia đột nhiên lóe lên kim quang chói mắt. Đây là... Diệp Thần diễn cảm sợ hãi, rất hiển nhiên, có một khối mộ bia có thể dẫn động. Mình cũng không có làm gì,
vì sao cái này mộ bia lại đột nhiên xuất hiện dị tượng. Hắn nghĩ tới điều gì, ánh mắt nhìn về phía Cuồng Võ bá chủ và Thương Cổ Y Thần. Vốn cho là hai người sẽ không chút nào lưu lực động thủ, lại không nghĩ rằng hai người ánh mắt lần lượt thay nhau. Ngay tức thì thu lực. Hết thảy gió êm sóng lặng. Sau đó hai người tách ra, trở lại với nhau mộ bia bên trong. Hôm nay luân hồi mộ địa khách tới, không thích hợp tỉ thí, ngày khác tái chiến. Được, ta cũng đang có ý đó. Thương Cổ, lần sau, ta nhất định muốn ngươi thua hoàn toàn. Diệp Thần. Nói xong hôm nay nếu không giết ngươi, ta liền đổi kêu Cuồng Chó bá chủ đâu. Nói xong hôm nay như tránh một chút, liền đổi tên Kinh Sợ Cổ Y Thần. Diệp Thần có chút sợ khóc sợ cười, ánh mắt rơi vào khối kia mộ bia bên trên. Hắn phát hiện cái này mộ bia và cái khác mộ bia như nhau. Thậm chí có một đạo cự cung trôi lơ lửng ở mộ bia bên trên. Diệp Thần gặp qua không thiếu cung tên, nhưng thấy vậy cự cung vẫn là có chút kính sợ. Thật là bá đạo cung. Hắn vừa định thử nghiệm dẫn động, một cổ hùng hậu hơi thở chấn động. Hắn thân thể tại chỗ bị đẩy ra. Hiển nhiên, không muốn bị quấy rầy. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cũng không dự định để ý. Hắn còn có quá nhiều chuyện phải làm. Luyện hóa hỗn độn tinh thụ và đế lâm lửa. Nhưng là trước lúc này, hắn muốn hiểu hai kiểu đồ. Hiện tại, ở trên tay hắn có hai bản nửa bước viễn cổ cấp võ, một quyển là được từ Hoa Thần Tân Cửu Long Diệt Thế Quyết, một bản là Ngọc Chân Tử cho hắn, tên là Linh Hoàng Thật Vô Cùng Trưởng. Ở thần quang nghi thức mở trước một tháng, vừa vặn dùng để hiểu cái này hai bản võ. Một tháng sau đó, Diệp Thần ngoài nhà đã tụ tập mấy người, có Ngọc Chân Tử, mấy tên trưởng lão, Đồ Lan Tâm, Sở Doanh, Lâm Nhã Cầm, Chu Viễn Tân, Văn Mẫn Nhi Vân. Vân. Xem dáng vẻ bọn họ, hiển nhiên là ở cùng Diệp Thần. Nếu như cái khác một nhóm thế lực võ giả biết, nhất định sẽ kinh điệu cảm. Một người đệ tử, lại để cho nhiều đại nhân vật như vậy, cùng nhau cùng. Không thể tưởng tượng nổi. Sở Doanh có chút lo lắng nói, lập tức phải đi trấn thần tháp, Diệp Thần tại sao còn không xuất quan. Đồ Lan Tâm cũng là khẽ cau mày, lại cùng nửa giờ, nếu như Diệp Thần vẫn chưa kết thúc tu luyện, cũng không khỏi không cắt đứt hắn, thần quang nghi thức, không thể bỏ qua. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 130.